nơi tiếng sét đánh trôi qua, tất cả ma tộc đều phi hôi yên diệt, hóa thành một cổ khói xám biến mất vào hư không. Cự bằng không đám chỉ hoãn, lần nữa vỗ bốn cánh bay đi. Sau một lát, ngọc bàn và thạch điện phát ra tiếng rít dài, cũng trước sau bay tới, bộ dáng không chút dừng lại. Năm ngày sau, hơn trăm tên ma tộc đang điều động hơn một ngàn đê dai ma thú chắn trước mặt ngân sắc cự bằng. Lúc này đây, cự bằng không nói hai lời đâm thẳng vào trong đàn thú, trên người trượt lóe thanh quang, vô số thanh sắc kiếm khí tuôn ra vô luận là dai ma thú hay ma tộc đều bị kiếm khí chém nát bấy. cừ bằng chấp một cái liền trực tiếp xuyên thủng huyết vụ bay đi. đúng lúc này ngọc bàn và thạch điện cũng bay đến cách đó hơn ngàn dặm. mười ngày sau trên bầu trời một vùng núi non sám trắng một kim ma cử viên cao hơn trăm trượng tay không sông vào đại quân hơn trăm tên ma tộc tinh nhuệ và hơn mười con siêu cấp cự thú. cử viên huy động hai tay vô luận là ma tộc hay siêu cấp ma thú cơ hồ trong nháy mắt đều bị kim quang diệt sát căn bản không thể chống cự. Kỳ quái chính là đám ma tộc này dường như đã nhận được lệnh, mặc dù trong chốc lát chỉ còn hơn phân nửa nhân thủ, nhưng lại gắt gao cuốn lấy cự viên không tha, bộ dáng không màng đến sống chết. Tại một nơi khác, không trung vang lên tiếng xé gió, hai đạo bạch quang cơ hồ đồng thời hiện lên bắn về phía chiến đoàn bên này. Kim mau cự viên gầm lên giận dữ, há miệng phun ra một phiến âm ba màu vàng nhạt khiến hư không gần đó vặn vẹo mơ hồ. Trong nháy mắt, tất cả ma tộc, mà thú tham gia đều bị kim sắc âm ba cuốn lấy rồi thân thể bạo liệt ra mà chết. Kim Mao cử viên đột nhiên dẫm chân hóa thành một đoàn kim quang bay lên, nhưng giữa không trung vang lên một tiếng sét đánh liền hóa thành một ngân băng bốn cánh bay đi. Nửa tháng sau, Hàn Lập khôi phục hình người đứng lơ lửng trên một hồ nước, hung hăng nhìn hai gã ma tộc tôn giả hình dáng kỳ lạ trước mặt. Một tên đầu đen, hai tay có màng, dưới nách mọc ra xúc tu thô to không ngừng huy động. Tên cuối cùng hai mắt sáng như đèn, trên tay cầm cương xoa, trên người toàn lân phiến lập lòe ngân quang. Hàn lập sau khi hít một hơi sâu, hai tay hư không chảo một cái, hai tiếng ầm ầm phát ra, hai ngọn núi một xanh một đen bất ngờ xuất hiện, trực tiếp phất lên ném về phía hai gã ma tộc. Cách hồ nước hơn vạn dặm, ngọc bàn và thạch điện một trước một sau hiện ra, hướng vị trí hàn lập bay đến. Hai tháng sau, trên hư không một ao đầm quái dị bốc khí nóng ngùn ngụt, ngân sắc cự bằng bị hơn 10 tên huyết sắc ma tộc cả người phát ra quang mang gắt gao cuốn lấy không tha. Vô luận cự bằng thả ra ngân sắc điện hồ không ngừng cuồng kích, hay trực tiếp dùng móng vuốt chụp xé, huyết ánh giống như bất tử chi thân, liền lập tức khôi phục như thường, sau đó nghe rằng cười. Trong trời cao hơn ngàn dặm, ngọc bàn và thạch điện chợt lóe, lần nữa hiện ra. Chương 1950, trật vật, Hàn Lập hiển nhiên cũng cảm ứng được truy binh phía sau đang đến gần, lúc này cự bằng hót lên một tiếng, từ trên người đột nhiên bay ra vô số kim hoa. Mỗi một đóa đón gió biến lớn như miệng bát, đúng là giáp trùng kim quang chói mắt. Đây là phệ kim trùng thành thục mà Hàn Lập giữ lại, một hơi thả ra mấy ngàn con. Kim sắc huyết ảnh ngay cả khi phảng phất là bất tử chỉ thân, nhưng bị nhiều phệ kim trùng như vậy trong nháy mắt bao phủ, chỉ vài lần hô hấp đã bị cắn nuốt không còn, ngay cả tí cặn bã cũng không lưu lại. Hàn Lập biến thành cự bằng lại hót một tiếng, tất cả linh trùng liền bay trở về. Tiếng sét đánh nổi lên, cự bằng sau khi vỗ bốn cánh, hóa thành một đạo ngần hồ biến mất tại chỗ. Mà tại chân trời thì liên tiếp vang lên tiếng ầm ầm ngần hồ như ẩn như hiện chớp động vài lần liền biến mất không thấy bóng dáng. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Ngọc Bàn và Thạch Điện gào thét bay đến, thoáng một cái đồng thời dừng lại ở hư không gần đó. Quang mang chợt lóe, hai đạo nhân ảnh hiện lên trên bầu trời. Một người vóc dáng thướt tha, một người toàn thân huyết quang mờ ảo. Đúng là hóa thân nguyên sát và huyết quang, mặc dù hai người đều nhìn phụ cận một lần, nhưng thần sắc lại khác nhau. Lam sắc cung trang nữ tử vẻ mặt không chút thay đổi, nhưng đôi mắt đẹp lại chuyển động, ẩn hiện vẻ tức giận. Huyết Bào thiếu niên thì sắc mặt xanh mét, ánh mắt không còn chút tức giận, tiểu tử này thật đúng là khó giải quyết, ngay cả huyết quang tinh vệ của ta cũng không thể ngăn cản hắn được chút nào. Xem ra hắn thật sự có ý định dây dưa kéo dài với ta và ngươi. Huyết Quang oán hận nói: "Hừ, cận vệ của ngươi không phải được xưng là bất tử chỉ thân sao, không ngờ lại bị vài đầu linh trùng giết chết, đúng là vô dụng." Nguyên Sát hừ lạnh một tiếng, nói: "Nguyên Sát, ngươi bớt châm chọc lại đi." Ta không tin ngươi không nhìn ra lai lịch của đám linh trùng đó. Cận vệ của ta cho dù tu luyện huyết thân ma công thì sao có thể ngăn cản được thượng cổ hung trùng thôn phệ? Huyết Quang không tức giận trả lời, Bổn tọa hiển nhiên cũng nhìn ra, bất quá nếu sổ lương vệ kim trùng này lên đến 10 vạn, trăm vạn thì bổn tọa còn kiêng kỵ vài phần, nhưng nếu chỉ có chút vệ kim trùng như thế thì sao có thể chạm tới ta và ngươi. Cùng lắm thì tới lúc đó dùng bảo vật thuộc tính mộc vây khốn chúng lại là xong." Nữ tử thản nhiên nói, "Bảo vật thuộc tính mộc ta cũng có hai kiện trong người. Nhưng ngươi có thể khẳng định trên người tiểu tử này chỉ có nhiêu đó linh trùng sao? Vạn nhất hắn khu sử mười mấy vạn linh trùng thì ta không thể ứng phó được. Hơn nữa tiểu tử này không biết còn có bao nhiêu đòn sát thủ chưa thi triển ra. Nếu chúng ta cứ từng bước áp bức như thế, sẽ không rơi vào tình trạng lưỡng bại câu thương chứ. Khóe miệng huyết quang co quắp một chút, nói, mười mấy vạn phệ kim trùng, ngươi thật sự nghĩ như thế sao? Thôi được, cho dù hàn tiểu tử nọ thật sự có nhiều linh trùng như vậy trong người, người cho rằng hắn có thể khu xử toàn bộ được sao? Mười mấy vạn phệ kim trùng, lấy bản thể của ta và ngươi thì trong khoảnh khắc cũng tiêu hao hết thần niệm. Yên tâm đi, mới vừa rồi có lẽ tiểu tử này đã vận dụng linh trùng đến cực hạn. Nếu có thể dễ dàng đem ra đối địch thì lúc trước chẳng phải hắn đã sớm lấy ra đối phó ta và ngươi rồi sao, cần gì chờ đến bây giờ. Nhưng thật ra thần thông tiểu tử này cũng không tệ, chúng ta phải cẩn thận hơn một chút. Huyết quang, ngươi không định từ bỏ đấy chứ, nếu như thế thì chỉ cần một mình bổn tỏa truy đuổi cũng được. Ngươi chỉ cần điều động thủ hạ phong tỏa đường chạy trốn về cứ điểm nhân tộc của hắn. Nữ tử nhếch miệng, cười lạnh nói, bổn tỏa cũng đoán như thế mà thôi, nếu đạo hữu đã tin như thế thì ta hiển nhiên đi theo tới cùng. Sắc mặt huyết bào thiếu niên khẽ biến, nhưng lập tức cười nói. Vị thánh tổ ma tộc này liên tiếp tổn hại mất mắt hai kiện trọng bảo vì hàn lập, sao có thể thật sự chịu buông tha dễ dàng như vậy chứ? Bất quá ngươi cũng biết, ngay cả khi ta thống lĩnh đại quân thánh tộc ở khu vực này, nhưng cũng không thể điều động tất cả binh lực đi vây bắt tiểu tử đó. Nếu xảy ra sai sót thì ta không cách nào nói chuyện với những người khác. Đôi mắt huyết quang chấp động, bỗng nhiên nói, ngươi, nói vậy là ý gì, cứ nói thẳng ra, không cần quanh co lòng vòng. Nữ tử nhíu mày, có chút không kiên nhẫn, nói, ha ha, không có gì, nếu không thể trong thời gian ngắn bắt được tên tu sĩ nhân tộc này thì ta và ngươi cũng nên tính toán chuyện lâu dài đạo hữu sao không điều động một số tinh nhuệ bên lục cực lại đây như vậy tiểu tử này có chắp cánh cũng khó bay lấy giao tình của ngươi và lục cực chút chuyện ấy hẳn không thành vấn đề huyết quang nhìn thẳng nữ tử chậm rãi nói điều động nhân thủ bên lục cực ơ ờ, như vậy cũng là một cách tốt được ta có thể đáp ứng nhưng trong lúc này người của ngươi phải gắt gao cuốn lấy tiêu tử đó không để hắn có thời gian nghỉ ngơi càng không để hắn nhân cơ hội chuồn mất ánh mắt nữ tử chớp động vài cái không biết nghĩ gì liền đáp ứng nguyên sát đạo hữu viên tâm ta sẽ điều động lực lượng đem đường tới thiên uyên thành và vài cứ điểm lớn của nhân tộc trong khu vực ngăn lại khiến hắn không thể hội họp với những người khác hoàn toàn trở thành chim sợ cành cong huyết quang mừng rỡ cam đoan nói ơ ờ, như thế thì tốt trước khi nhân thủ lục cực đến ngươi và ta cứ đuổi theo với khoảng cách không xa cũng không gần chờ khi tiểu tử này sức cùng lực kiệt chúng ta lại ra tay hẳn là có thể dễ dàng bắt giữ hắn nữ tử lạnh lùng nói. Điều này hiển nhiên, kỳ thật, lấy thần thông của ta và ngươi, phi hành thế này chỉ tổn chút nguyên khí, như thế nào mà lại không bắt được tiểu tử này chứ?" Huyết Quang cười cười nói, "Được rồi, chúng ta đi thôi. Độn tốc tiểu tử này quả thực không chậm, nếu không đi thì có thể hắn sẽ chạy thoát khỏi phạm vi cảm ứng của ta và ngươi." Nguyên Sát ngẩng đầu nhìn phía xa một chút, đột nhiên nói, "Điều này hiển nhiên, bất quá nếu lại đi về phía trước thì ta đã điều động hơn 7 đợt nhân thủ chờ nơi đó." hẳn là có thể tiêu hao vài lần sức lực của hắn. Huyết Quang gật đầu, vẻ mặt lộ ra một tia quỷ dị, nói: "Nguyên Sát nghe thế thì không nói thêm gì, thân thể mềm mại khẽ động, trực tiếp hóa thành một đoàn bạch quang bay về phía thạch điện. Về phần Huyết Quang thì tay bắt quyết, sau một tiếng phanh trầm muộn truyền ra thân hình liền hóa thành một đoàn hắc khí bay vào trong ngọc bàn. Sau một khắc, thạch điện và cử đại ngọc bàn lưu chuyển linh quang, cùng gào thét bắn đi. Phương hướng bay tới của hai người đúng là phương hướng Hàn Lập bỏ chạy lúc trước." cùng lúc đó hàn lập ở cách xa hơn vạn dặm mặc dù cự bằng nhanh như chớp bay đi nhưng trong lòng lại vô cùng âm trầm hiện tại đã qua hai tháng hắn không ngừng bị ma tộc đuổi giết nhưng lại không nghĩ ra cách nào hữu hiệu để đối phó với hai đại địch phía sau trong khoảng thời gian ngắn trên đường đi hắn đã đánh lui ba bốn chục đợt công kích của kẻ địch đám ma tộc này phần lớn là đê giai ma tộc hoặc ma thú nhưng cũng có lực lượng tinh nhuệ của đại quán ma tộc thậm chí còn có hai đợt công kích còn có ma tôn tham dự nếu là lúc bình thường cho dù số lượng ma tộc không ít nhưng sao đáng để hắn lưu tâm. Nhưng dưới tình huống ở phía sau có hai đại địch đang dòm ngó, hắn sao dám dây dưa với địch nhân, chỉ có thể không ngừng thi triển thủ đoạn xét đánh, một kích tiêu diệt tất cả những ngăn trở này. Mà làm như thế cũng khiến pháp lực và thần niệm của hắn dọc đường đi không ngừng tiêu hao rất nhanh. Nếu không phải hắn mang theo vô số đan dược bổ sung linh lực thì chỉ sợ đã sớm không thể chống đỡ, nhưng cứ như thế này thì trước sau sẽ khó mà an an ổn ổn được một thân pháp lực dưới luân phiên kịch chiến chỉ còn không tới năm thành lúc toàn thịt, mà thần niệm chi lực sau khi bất đắc dĩ vận dụng mấy ngàn phệ kim trùng thì cũng chỉ còn lại hơn một nửa điều này khiến trong lòng hàn lập càng thêm âm trầm mà hai đại địch ở phía sau cũng không tốt cho lắm dường như bị những thủ đoạn cường ngạnh của hắn liên tiếp chấn nhiếp nhất thời không có dũng khí tự mình ra tay chỉ điều động thủ hạ cản đường mà thôi cứ như vậy ngược lại khiến hắn tạm thời không có nguy hiểm nhưng loại tình hình này rõ ràng không thể kéo dài chờ khi bọn hắn phát hiện hắn sức cạn lực kiệt hoặc thật sự điều động lượng lớn nhân thủ vây giết thì mạng nhỏ này hiển nhiên không thể giữ được nổi rồi. Hàn Lập hiển nhiên sẽ không ngồi chờ loại chuyện này phát sinh, dọc đường đi cơ hồ thi triển đủ loại thủ đoạn, nghĩ muốn làm truy binh phía sau dao động. Nhưng vô luận huyết quang hay là nguyên sát đều truy đuổi không tha. Hắn cho dù rào hoạt thế nào thì nhiều lắm cũng chỉ bỏ xa được hai người hơn nửa ngày, nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi tới gần. Điều này khiến Hàn Lập âm thầm kêu khổ không ngừng nếu phía sau chỉ có một tên đuổi theo thì có lẽ hắn còn có thể lợi dụng khinh suất của đối phương mà tìm cách thoát thân nhưng hai người liên thủ bù đắp cho nhau loại ý nghĩ này chỉ có thể là mơ ban ngày hơn nữa hắn càng đến gần thiên uyên thành thì lại càng gặp nhiều kẻ địch hơn không được không thể để điều này tiếp diễn rõ ràng đổi phương biết ta muốn trở về thiên uyên thành không biết đã bố trí bao nhiêu nhân thủ ngăn chặn cứ đi như vậy thì chưa đến gần thiên uyên thành pháp lực đã khô kiệt hết mà chết phải thay đổi phương hướng mới được Hàn Lập một bên điều động pháp lực còn sót lại trong cơ thể luyện hóa đan dược vừa ăn vào, một bên cảm thấy lo âu thầm nghĩ. Mặc dù hướng khác khẳng định cũng có người chặn lại, nhưng lực lượng hẳn là ít hơn nhiều. Bất quá, cũng không thể để lộ ý đồ, phải khiến phía sau bị mê hoặc, tạm thời thoát khỏi đối phương thì mới có thời cơ thở dốc. Tâm niệm Hàn Lập xoay chuyển, âm thầm nghĩ, sau khi quyết định như thế, nhất thời hắn lại phải đau khổ nghiên cứu thủ đoạn hành động cụ thể không biết là do bị áp bức hay thật sự do tâm cơ linh hoạt không bao lâu sau hắn liền nảy ra một chủ ý trong ngọc bàn phía sau ba hóa thân huyết quang đứng trước vách tường không nhúc nhích hai trong số ba hóa thân thì đang nhắm mắt dường như đang nghỉ ngơi dưỡng sức mà hóa thân thứ ba thì mắt nhìn hình ảnh trên vách tường không chớp mắt đột nhiên hóa thân thứ ba biến sắc cất một tiếng ồ đầy kinh ngạc thanh âm truyền đó vào trong tay hai người khác khiến thần sắc bọn họ vừa động mà mở mắt ra chỉ thấy hình ảnh trên vách tường nguyên bổn hàn lập đang hóa thân thành cự bằng đột nhiên thoáng cái khôi phục hình người hơn nữa độn quang dừng lại nhưng hai tay lại bắt đầu bắt huyết, thân hình theo đó mà hơi mơ hồ đi rồi liền huyễn hóa ra tám đạo thân ảnh giống nhau như đúc chương 1951, thoát xác mấy thân ảnh hàn lập thoáng cái liền bắn ra bốn phương tám hướng hư chỉ có chút tài mọn mà cũng dám qua mặt bổn tỏa một gã huyết quang hóa thân sắc mặt trầm xuống hư lạnh một tiếng nói tiếp theo chỉ thấy hắn bắt quyết sau lưng chợt lóe hôi quang, một cự đại ma ảnh hắc quang mở ảo nhất thời hiện lên. Trên đầu ma ảnh mọc hai sừng, sau lưng có xúc tu thật lớn không ngừng vũ động, sau khi phát ra tiếng gầm khiến người ta kinh hãi, giữa ngực đột nhiên chợt lóe huyết quang, một con mắt thật lớn hiện lên. Con mắt chiếm nửa diện tích lồng ngực, sâu trong mắt là bích quang khiến người ta vừa nhìn liền nổi da gà. Hóa thân huyết quang hét lớn một tiếng, nhất thời một đạo bích quang từ trong mắt bắn ra, chợt lóe liền nhập vào vách tường không thấy bóng dáng. Sau một khắc, Hai mắt huyết quang hóa thân nhắm lại, thanh quang trên mặt không ngừng chớp động. Hai thật sáu giả, hẳn là có một cái hóa thân, hơn nữa thực thể cũng thay đổi phương hướng, chạy về hai hướng trái phải. Một lát sau, hắn liền khẳng định nói, xem ra hắn đã phát hiện ý đồ của chúng ta, nghĩ muốn lần nữa ẩn nặc chạy trốn. Tăng tốc độ càn khôn bàn lên, không thể để tiểu tử này chạy mất. Một gã huyết ảnh khác lạnh lùng nói, điều này hiển nhiên, bất quá, một gã huyết quang hóa thân khác gật đầu nhưng đang định nói gì thì đột nhiên vách tường chấp động linh quang, đổi thành hình ảnh nguyên sát đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Hai tên là thật, mỗi bên phụ trách một tên, một khi tìm được bản thể thì lập tức thông báo cho nhau biết. Nữ tử vẻ mặt không chút thay đôi, ngay sau khi kết nối liên lạc với ba người liền không khách khí nói. Được, cứ làm như đạo hữu nói. Một huyết quang hóa thân đáp ứng nói. Nguyên sát gật đầu, tay áo huy động, vách tường liền trở lại mờ mịt. Cơ hồ cùng lúc đó, thạch điện phát ra tiếng vù vù, vô số phù văn từ đó tuôn ra, hình thành một truyền tống pháp trận thật lớn bên dưới. Thạch điện ở trung tâm pháp trận, chỉ xoay vòng vài lần liền chợt lóe biến mất. Chúng ta cũng đi thôi, một hóa thân hỏe quang thản nhiên nói, tiếp theo ba người bắt quyết, huyết quang ngoài thân đại thịnh. Sau một khắc, cự đại ngọc bàn phát ra bạch quang trói mắt, lập tức phát ra tiếng xé gió, độn tốc gia tăng gấp mấy lần. Bên kia, mấy tên hàn lập hoặc bay lên không hoặc ngự khí bắn đi, trong nháy mắt mắt hư không chỗ đó không còn bất cứ ai. Cách nơi đây hơn 10 dặm, một đám tinh nhuệ hơn ngàn tên nguyên bổn đang đứng mai phục, nhưng sau một lát liền nhận được lệnh, lúc này như ong vỡ tổ hành động. Bọn họ chia làm hai hướng, phân biệt đuổi theo hai tên Hàn Lập đã được xác định. Mà nơi Hàn Lập đứng lúc đầu, vô luận đám ma tộc, nguyên sát hay huyết quang đều không có chút hứng thú xem xét. Sau thời gian một chén trà nhỏ, phía dưới hư không nơi mấy tên Hàn Lập chia ra bay đi, sau một hòn đá xanh nhìn không bắt mắt, một đoàn tử sắc quang hà chợt lóe một đạo ngân sắc nhân ảnh quỷ dị hiện lên. Không ngờ là một gã Hàn Lập, gã Hàn Lập này khí tức cả người giống như không có, trong phút chốc hiện thân liền nhắm hai mắt thả thân niệm ra ngoài, đem phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh đảo qua, sau khi xác định không có bất cứ tên ma tôn nào, sắc mặt lúc này mới hiện lên vẻ vui mừng. Hắn không nói hai lời một tay lật lại, trong tay bỗng nhiên hiện ra một tấm da, sau khi phủ lên người, trong nháy mắt liền biến thành một đầu hôi sắc cự lang bình thường, sau đó hóa thành một đạo hôi quang chạy về phía trước xem phương hướng thì bất ngờ giống như lúc ban đầu vẫn là chạy về hướng thiên uyên thành sau thời gian một bữa cơm trên hư không một phiến rừng rậm một gã hàn lập đang hóa thành một đạo thanh hồng phá không bay qua phía sau hắn không tới vài dặm là một tòa thạch điện khí thế hung hãn theo sát không rời lúc này phía trước bỗng nhiên xuất hiện một ngọn núi thật lớn cao chừng vạn trượng phía trên đầy cỏ cây xanh biếc cảnh sát vô cùng đẹp gã hàn lập này vừa thấy ngọn núi này hai mắt sáng ngời trực tiếp phóng về phía ngọn núi sau vài lần chấp động liền quỷ dị biến mất trong núi. Trong tiếng rít, thạch điện chớp cái xuất hiện trên đỉnh núi, sau khi lượn vài vòng, đủ loại phù văn hiện lên, trong nháy mắt ngưng kết thành một tòa ngũ sắc quang trận thật lớn. Quang trận vừa hình thành liền phát ra tiếng vù vù, trung tâm ngưng kết ngũ sắc quang hà, hình thành một quang cầu thật lớn đường kính hơn 10 trượng. Một tiếng hừ lạnh từ trong thạch điện truyền ra, cự đại quang cầu chợt lóe liền thoát khỏi quang trận, mang theo thanh thế kinh người rơi xuống đỉnh núi chỉ thấy ngũ sắc linh quang điên cuồng chất động trong nháy mắt khi quang cầu vừa tiếp xúc đỉnh núi liền vô thanh vô tức chui vào trong núi đá trên mặt đất chỉ lưu lại một cái hố khổng lồ cái hố vô cùng lớn rộng hơn trăm trượng miệng hố tỏa ra hắc quang từ trong hố tỏa ra nhiệt độ cực nóng qua thời gian vài lần hô hấp một tiếng nổ trời rung đất chuyển từ trong lòng núi truyền lên mặt đất run rẩy vô số đạo quang trụ thô to từ bề mặt ngọn núi phun ra trong nháy mắt đã xuyên thủng cả ngọn núi thành vô số lỗ ngọn núi theo đó mà ầm ầm sụp đổ, vô số đá vụn bay tán ra ra bốn phía, hình thành một đống đổ nát thật lớn. Tại trung tâm đống đổ nát là một cái hố to mười mấy mẫu, sâu hơn 10 trường. Trung tâm hố chỉ là khoảng không, tại đó giống như tất cả đều trực tiếp hóa thành không khí. Lúc này, quang trận trên không trung chấp động một trận, từ đó phun ra hơn trăm đạo quang trụ thô to tiếp tục bắn xuống đống đổ nát dưới đất. Ngoại trừ tiếng nổ từ dưới đất mơ hồ truyền đến thì không còn gì dị thường. Lúc này, thạch điện ở trên cao mới dần hạ xuống, khi cách đống đổ nát hơn trăm trượng mới dừng lại. Thạch điện chợt lóe bạch quang, nguyên sát với vẻ mặt hoài nghi đột nhiên xuất hiện, hơn nữa ánh mắt chấp động, không ngừng nhìn xuống phía dưới. Tiểu tử nọ mới vừa rồi trốn trong núi, hẳn không thể chạy ra khỏi phạm vi công kích. Nhưng sao lại giết chết dễ dàng như thế, xem ra cái ta truy đuổi chỉ là một khối hóa thân mà thôi. Bất quá cho dù là hóa thân thì cũng phải có hài cốt lưu lại mới đúng. Chẳng lẽ xảo hợp ở trung tâm công kích, nên ngay cả thi thể cũng không sót lại chút nào. Nguyên sát quan sát một lát, nhớ mày thì thào nói vài câu. Tiếp theo nữ tử này nghĩ gì đó, nhẹ nhàng vươn ngón tay ngọc điểm một cái lên giữa trán rồi nhắm hai mắt lại. Nhất thời bốn phía ba động, một cổ thần niệm chi lực cực kỳ khổng lồ cuồn cuộn tuôn ra bốn phía. Thần niệm này kiểm tra vô cùng cẩn thận, cơ hồ mỗi một tấc trong đống đổ nát đều xem xét kỹ càng. Nhưng, nữ tử này vẫn không phát hiện ra điều gì. Xem ra đúng là ta đã quá đa tâm ngoèn sát mở mắt thở dài một hơi nói mà đúng lúc này đột nhiên từ trên người nàng truyền đến một trận ba động dị thường nữ tử này biến sắc tay áo phất lên một đoàn hắc quang bay ra sau một cái chấp động liền hóa thành một tấm kính cổ kính cổ kính sau khi xoay một vòng liền lơ lửng trước người nàng một lát sau mặt kính chợt lóe khuôn mặt huyết bảo thiếu niên hiện ra nguyên sát đạo hữu ngươi không cần phải đuổi theo tiểu tử bên kia nữa tên kia mười phần chỉ là hóa thân mà thôi Tên mà ta truy đuổi bên này chẳng những giết hơn phán nửa nhân thủ ta phái đi ngăn cản, mà còn một hơi xông qua ba vòng phong tỏa. Lợi hại như thế thì có lẽ là chân thân, cũng may hiện tại hắn bị ta dùng Càn Khôn bàn phong tỏa lại, nhưng tiểu tử nọ không biết thi triển loại ẩn nặc thuật nào, trong thời gian ngắn ta không thể tìm ra. Hơn nữa ba người chúng ta phải liên thủ thì mới thao túng được việc phong tỏa, không cách nào tự mình đi ra làm việc này, nên phiền Nguyên Sát đạo hữu lại đây giúp một chút. Thần sắc huyết quang hóa thân ngưng trọng nói: tên kia là chân thân ơ ờ, có lẽ là thế tên ta truy đuổi bên này đã giải quyết xong đích xác không giống như bán thể ta cũng nên qua bên đó ngàn vạn lần không được để hàn tiểu tử nọ chạy thoát nữ tử nghe lời ấy thân xác không chút hoài nghi gì lúc này lạnh giọng nói hai câu rồi lập tức thu cổ kính lại cả người trực tiếp hóa thành một đạo bạch hồng bắn đi sau vài lần chấp động nguyên sát liền lần nữa về trong thạch điện tiếp đó liền bắt đầu thi pháp thúc dục thạch điện ầm ầm phi hành bay đi trong chốc lát Nơi này ngoại trừ tiếng gió nhẹ thổi qua đống đổ nát thì không còn bất cứ tiếng gì nữa. Qua hai canh giờ sau, trong một góc của đống đổ nát, trên bề mặt một khúc gỗ bình thường đột nhiên lưu chuyển một tầng lục quang, sau khi hơi mơ hồ đi liên hóa thành một gã thanh niên da xanh. Khuôn mặt gã thanh niên này giống Hàn Lập như đúc, trên người tản ra một linh khí tinh thuần cực kỳ. Đúng là linh khu của Hàn Lập, linh khu sau khi vừa khôi phục hình người, lập tức vỗ lên thiên linh cái, một đoàn lục quang từ đó bay ra, bên trong mơ hồ bao phủ một nữ đồng, nhưng sắc mặt nữ đồng lúc này lại có chút tái nhợt mà ngồi xếp bằng phía trên linh khu bắt quyết không nhúc nhích. Sau một hồi lâu, nữ đồng hít sâu một hơi, nét mặt khôi phục một chút huyết sắc. Công tử đúng là không tính sai, lợi dụng nguyên hình của chi tiên chi thể linh khu ẩn thân giữa đám cây cối quả nhiên có thể đánh lừa được kẻ nọ. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, cứ dựa theo an bài lúc đầu, trước hết tìm một nơi ẩn nấp, chờ sau này nghĩ cách hội họp với công tử. Hy vọng lúc này đây công tử có thể thoát được đại kiếp lần này nữ đồng sợ hãi nhìn hố to cách đó không xa có chút buồn bã nói tiếp theo thân hình nàng thoáng một cái hóa thành một đoàn lục khí nhập vào trong linh khu sau một khắc linh khu mở hai mắt ra vẻ mặt không chút thay đổi sau khi xác định phương hướng một chút liền bay thẳng lên trời rồi lại chọn tiếp một hướng nào đó mà bay đi bên kia hơn trăm tên ma tộc tinh nhuệ đang vây quanh một cự đại ngọc bàn lơ lửng trên không trung một ngọn núi thần sắc ngưng trọng không ngừng nhìn xuống phía dưới chương 1952, Dương Đông Kích Tây. Cự đại ngọc bàn hóa thành một mặt trời chói mắt, từ phía trên tỏa ra linh quang đỏ đậm bao phủ nghiêm ngặt sơn cốc bên dưới. Trong xích quang, vô số ngán sắc phù văn không ngừng chấp động, dường như ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó. Trong ngọc bàn, ba gã hóa thân huyết quang sóng vai đứng cùng một chỗ, tay bắt huyết, ngoài thân chấp động huyết quang nhìn vách tường trước mặt không chấp mắt. Trong vách tường hiện lên hình ảnh vô số xích hồng quang cầu đang tìm kiếm thứ gì đó khắp sơn cốc, vô luận trên trời hay dưới đất, quang cầu đều không gặp chút trở ngại, bay lượn khắp nơi. Hình ảnh trên vách tường cũng tùy theo từng khỏa quang cầu du động mà biến ảo không ngừng, nhưng ngoại trừ một số hòn đá, cây cối và một số dã thú chưa khai mở linh trí ra thì không còn bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt. Sắc mặt ba gã hóa thân hiển nhiên càng trở nên âm trầm, nhưng vẫn thúc giục quang cầu tiếp tục tuần tra từng ngõ ngách. Không bao lâu sau, chân trời phía sau truyền đến tiếng xé gió, một đoàn bạch quang từ trên cao bắn nhanh đến đúng là nguyên sát khống chế thạch điện bay đến nơi đây. Thạch điện sau khi chớp lên vài cái, liền gào thét bay tới cách ngọc bàn hơn ngàn trượng rồi dừng độn quang lại. Cơ hồ cùng lúc đó, vách tường trên ngọc bàn chợt lóe bạch quang, một thân ảnh yểu điệu hiện ra. Nguyên sát đạo hiếu, người rốt cục đã tới. Huyết quang hóa thân ở giữa vừa thấy hình ảnh nữ tử xuất hiện, lúc này lộ vẻ tươi cười nói. Không cần nói nhảm, tiểu tử đó thật sự bị các ngươi vây trong sơn cốc sao. Sau khi nguyên sát liếc mắt nhìn ba người một lần, Liên thản nhiên nói, đúng thế, ta sao dám gạt đạo hiếu, tiểu tử nọ sau khi bị ta đuổi theo liền chui xuống đất muốn đào tẩu, kết quả bị ta nhân cơ hội dùng càn khôn bàn phong tỏa khiến hắn không thể chạy ra ngoài. Bất quá cũng không biết hắn dùng loại thuật ẩn nặc nào, trong lúc nhất thời ta không thể nào tra ra được, cho nên mới làm phiền nguyên sát đạo hiếu. Một gã huyết quang hóa thân khắc lạnh lùng trả lời, ơ, ờ, nếu như thế thì tốt, ta sẽ tự mình thi triển ma nguyên bức tiểu tử này ra. Nguyên sát gật đầu đồng ý, không cần vội để một người trong chúng ta đi cùng đạo hữu đến sơn cốc cũng có thể thay đạo hữu hộ pháp phòng ngừa tiểu tử nọ nhân cơ hội đánh lén gã huyết quang hóa thân cuối cùng lạnh lùng nói hộ pháp hư không phải là muốn dám thị bổn tọa đó chứ nữ tử nghe vậy không vui chút nào ngược lại sắc mặt âm trầm ha ha nguyên sát đạo hữu đừng hiểu lầm tiểu tử nọ quỷ kế đa đoan hơn nữa còn có vài món trọng bảo trong người nên đề phòng vẫn hơn huyết quang hóa thân ở giữa cười hắc hắc nói tùy ngươi thôi muốn phái người đi cùng thì bổn tỏa cũng không ngăn cản, nhưng tốt nhất là không nên có chủ ý gì, nếu không vạn nhất xảy ra sai lầm gì thì đừng trách ta không nể tình. Ánh mắt nữ tử sau khi chấp động vài lần, mặt không chút thay đôi nói. Tiếp theo, nữ tử không đợi huyết quang trả lời mà trực tiếp bắt quyết biến mất trên vách tường. Tốt rồi, cứ dựa theo kế hoạch ban đầu mà làm, người đi giám sát nữ tử này, một khi thật sự tìm được tiểu tử nọ thì lập tức báo cho hai người chúng ta biết, quyết không thể để tiểu tử nọ rơi vào tay nguyên sát trước huyết quang hóa thân ở giữa thu lại vẻ tươi cười âm trầm nói với một hóa thân khác yên tâm ta sẽ tùy cơ ứng biến tiểu tử nọ ngay cả khi hiện tại pháp lực không đủ nhưng không có khả năng dễ dàng bị nguyên sát bắt được bất quá trước khi tiểu tử này xuất hiện các ngươi ngàn vạn lần cũng không thể buông lỏng cấm chế của càn khôn bàn phòng ngừa tiểu tử này nhân cơ hội bỏ chạy tên hóa thân kia gật đâu nhưng lại lo lắng dặn dò hai câu hai người còn lại hiển nhiên gật đầu nói phải cùng lúc đó thạch điện phía xa đột nhiên truyền ra tiếng nổ ầm ầm, vô số phù văn chấp động, thạch điện liền chia ra làm hai, lần nữa biến thành hai cự đại thạch nhân. Còn về phần nữ tử kia lại đứng trên đầu một thạch nhân, tay bắt quyết, mang theo hai thạch nhân bay về phía trung tâm sơn cốc. Ngọc bàn ở phía bên kia cũng bay ra một đạo huyết quang, bên trong mơ hồ có một đạo huyết ảnh, cũng chợt lóe liền bắn nhanh xuống phía dưới. Chỉ một lát sau, nguyên sát và một huyết bào thiếu niên liền hạ xuống giữa đống đá vụn tại một chỗ cao cao trong sân cốc chính là nơi này, thạch trưởng lão, hai người biến thân đi, nguyên sát đánh giá khắp nơi một chút, liền ra lệnh cho hai gã thạch nhân bên cạnh. Vâng, nguyên sát đại nhân, hai thạch nhân ong ong đáp, tiếp theo, hai tên này xoay một vòng trên mặt đất, ngoài thân phóng ra hôi bạch chi quang, trong nháy mắt hóa thành hai cột đá cao hơn trăm trượng, bề mặt khác một số hoa văn phù chú, nhìn có vẻ vạn phần thần bí. Thạch lôn đồ đằng, hắc hắc, thật sự không nghĩ ra hai thủ hạ của ngươi cũng tu luyện được đến mức này, huyết bào thiếu niên thấy cảnh này, không khỏi lấy làm kỳ quái nói. Bọn họ trong thạch ma tộc mặc dù tu vi không thể xếp vào ba hạng đầu, nhưng cũng đủ để xếp trong 10 hạng đầu, nếu chút chuyện ấy mà không thể làm được thì trong thánh giới ta cần gì phải che chở cho bọn họ nhiều năm như vậy chứ. Nguyên sát không chút khách khí nói, hắc hắc, nếu ta cũng có thạch ma trưởng lão tu vi cao thâm như thế thì hiển nhiên cũng sẽ che chở. Được rồi, không nói đến việc này nữa, đạo hữu gọi đồ đằng ra chẳng lẽ định dùng nó gia tăng uy lực của ma nguyên huyết bào thiếu niên sờ căm khẽ cười hỏi nếu ngay cả càn khôn bàn cũng không thể phát hiện bóng dáng hàn tiểu tử thì chỉ dùng ma nguyên cũng không nhất định tìm được nhưng có thạch lôn đồ đằng thì không cần lo ngại nguyên sát thản nhiên trả lời dường như không có ý tứ giấu giếm huyết bào thiếu niên nghe nói thế liền gật đầu đứng ở một bên không nói gì nữa nguyên sát đồng dạng cũng không muốn nói nhiều lúc này thân hình vừa động liền xuất hiện ở giữa hai cột đá bạch quang chợt lóe một bãi đá từ dưới đất bỗng nhiên ùn lên nâng nữ tử lên cao mấy chục trường. Nguyên sát hít sâu một hơi, một tay bắt quyết, tay kia phất lên, mười mấy cây hắc sắc tiểu kỳ bay ra, sau khi tự hành xoay một vòng liền rơi xuống mặt đất bên cạnh bãi đá, vững vàng cắm trên đó. Nữ tử quát một tiếng, một đạo hắc quang từ sau lưng hiện ra, vặn vẹo một cái liền biến thành ma tướng ba đầu sáu tay thật lớn. Ma tướng này mặc một kiện chiến giáp phát ra hắc quang, cả người tản ra sát khí trùng thiên khiến người ta kinh hãi, sáu con mắt đỏ bừng, bộ dáng không chút cảm tình. Từ trong miệng nữ tử truyền ra tiếng chú ngữ xé gió, đột nhiên phất tay đánh ra bốn phía mười mấy đạo pháp quyết, chợt lóe liền nhập vào hư không biến mất. Hắc sắc tiểu kỳ theo đó mà phát ra một trận thanh âm vù vù, hắc quang chợt lóe biến lớn lên, chỉ chốc lát liền biến thành cự vật cao mấy chục trượng. Lúc này, mà tướng sau lưng Nguyên Sát đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, sáu cánh tay phất lên trời cao. Sáu đoàn hắc sắc quang cầu hiện lên trong lòng bàn tay, hóa thành sáu luồng khói đen hội tụ lên trời cao. Trong khoảnh khắc một đoàn ma vân hình thành giữa không trung rồi nguyễn động biến thành hình ảnh phi cầm tẩu thú đủ loại, phảng phất bản thân tự đã có sẵn linh tính. Nguyên sát thấy cảnh này, chú ngữ trong miệng dừng lại, giơ một ngón tay ngưng trọng điểm lên phiên kỳ. Đám phiên kỳ đang lưu chuyển hắc sắc hà quang chợt vù vù hóa thành mười mấy luồng hắc khí phóng lên không trung. Trong nháy mắt, ma vân không ngừng cuồng trướng trên trời cao mà phát ra từng tiếng ầm ầm trầm muộn, cơ hồ bao phủ hơn phân nửa sân cốc. thân sắc nguyên sát nghiêm nghị lại, hai mắt chợt lóe hàn quang, đột nhiên há miệng phun ra một đoàn tinh huyết về phía ma vân trên không trung. Tinh huyết đón gió hóa thành từng điểm huyết vũ, chấp một cái liền nhập vào trong ma vân. Lúc này hai cột đá biến thành đồ đằng cũng thả ra từng vòng ngũ sắc quang hoàn. Quang hoàn phát ra linh quang đảo qua ma vân một lần, khiến ma vân lần nữa phân ra. Không lâu sau trong ma vân chợt lóe huyết quang, vô số tờ máu hiện lên, chúng nó đan xen với ma vân rồi quay cuồng ngưng tụ ra vô số đoàn hắc khí to bằng nắm tay hắc khí sau khi nhuyễn động một trận liền trực tiếp hóa thành vô số đầu quả đen đám quả đen vừa hiện ra liền đồng loạt kêu lên số lượng khoảng hơn vạn con khiến người ta nhìn thấy không khỏi giận tóc gáy đi nguyên sát phất tay một cái thấp giọng phát ra một tiếng trong chéo nhưng lại băng hàn thấu xương đám quả đen đang bay lượn khắp nơi trên cao theo đó mà bắn xuống sơn cốc bên dưới mà nữ tử thì đứng trên bãi đá nhắm hai mắt lại dùng một ngón tay điểm lên trán yên lặng cảm ứng điều gì đó còn huyết quang hóa thân ở một bên mắt thấy đàn quả thì thần sắc hơi động, ngoài ra không thấy có bất cứ cử động nào khác. Đám quả phảng phất vô hình, vô luận là núi đá, cây cối hay sông ngòi, bùn đất đều có thể xuyên qua. Chỉ một lát liền dò xét sâu dưới đất mấy ngân trượng nhưng bộ dáng xem ra vẫn không có thu hoạch gì cả. Sau đó, đám quả lại được nguyên sát triệu hồi rồi đổi hướng bay về nơi khác. Đúng lúc này, đột nhiên trên người huyết bào thiếu niên phát ra tiếng kêu. Thiếu niên ngân ra, vội vô bên hông một cái. Một tinh quả cầu to cỡ trứng gà lập tức bắn nhanh ra, thoáng cái liền hóa thành một quang mạc trong suốt. Trong quang mạc, huyết quang chợt lóe, hai gã hóa thân khác đang sóng vai đứng. "Không xong rồi, nhanh kêu Nguyên Sát đạo hữu trở về. Chúng ta vừa nhận được tin một tên Hàn tiểu tử khác đột nhiên xuất hiện chỗ chúng ta bố trí, sau khi đánh tan mấy đạo phòng tuyến, lại đánh chết hai trợ thủ cấp ma tôn của ta liền bỏ chạy về hướng Thiên Uyên thành rồi." Tên Hàn tiểu tử này không ngờ dùng tới Huyền Thiên Tàn Bảo lại thả ra phệ kim trùng có lẽ chính là bản thể trước mắt chỉ là một khối hóa thân chúng ta đều bị hắn dùng kế kim thiền thoát xác lừa gạt mới vừa rồi chúng ta đã truyền lệch không tiếc đại lớn trận tiểu tử này lại hiện tại chúng ta đuổi theo thì vẫn có thể đuổi kịp hai khối huyết quang hóa thân trên mặt vừa sợ vừa giận dồn dập thay nhau nói cái gì có loại chuyện này sao nguyên sát đạo hiếu người cũng nghe thấy rồi đó lập tức thu pháp chúng ta lập tức rời khỏi nơi đây không cần quan tâm đến khối hóa thân kia nữa. Huyết bào thiếu niên sau khi nghe xong, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, vội vàng quay người lại nói với nữ tử trên bãi đá. chương 1953, truy anh, mí mắt nguyên sát vừa động, nguyên bổn hai mắt đang đóng chặt lần nữa mở ra, trong mắt chấp động bích mang, có vẻ trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng. hư người khẳng định lần này không sai lầm nữa chứ. Ta mất nhiều công sức như vậy thì phải thành công, cho dù trước mắt không phải là bản thể, nhưng nếu có thể bắt giữ thì cũng có ích với bổn tỏa Nếu các ngươi cảm thấy không chờ được thì cứ đi trước một bước. Chờ sau khi ta bắt giữ tên trước mắt hiển nhiên sẽ hội họp với các ngươi. Nữ tử lạnh như băng nói, nếu nguyên sát đạo hữu đã nói thế thì ta đi trước một bước. Chỉ là một hóa thân, lấy thần thông của đạo hữu khẳng định không thành vấn đề. Nhưng bản thể thì rất khó giải quyết, ngươi và ta liên thủ mối nắm chắc hy vọng bắt được, tốt nhất không nên tham lam thứ khác. Huyết bào thiếu niên nghe vậy có chút ngoài ý muốn, ánh mắt sau khi hơi nghi hoặc liền cảnh cáo nói. Ngươi yên tâm, liên thủ là chuyện có lợi, bổn tọa sao lại không hiểu. Ta muốn khối hóa thân này hiển nhiên có mục đích quan trọng, có lẽ không lâu sau ngươi sẽ biết. Nguyên sát cười lạnh một tiếng, không thèm để ý trả lời. Nghe nữ tử nói thế, mặc dù huyết bào thiếu niên có chút kinh ngạc, nhưng cũng không tiện phán đổi. Chỉ có thể thản nhiên nói, ta sẽ để lại một nửa nhân thủ cho đạo hữu sai khiến mặc dù số lượng không nhiều nhưng nghĩ rằng cũng có thể giúp nguyên sát ngươi một chút. Bồn tọa đa tạ, thần sắc nguyên sát hòa hoãn vài phần, gật đầu nói. Tiếp đó, huyết bào thiếu niên độn quang tái khởi, hóa thành một đạo huyết quang bay lên trời, sau vài lần chớp động, huyết quang liền chui vào trong ngọc bàn. Chỉ một lát sau, huyết sắc quang mạc do ngọc bàn phát ra chợt lóe liền biến mất. Quỷ dị chính là tinh nhuệ ma tộc đang vây quanh ngọc bàn, trong phút chốc cũng mất đi một nửa. Sau một khắc, ngọc bàn run lên hóa thành một đoàn bạch quang phá không bay đi. Còn lại hơn trăm tên ma tộc dưới sự dẫn đầu của một gã ma tộc cao lớn luyện hư hậu kỳ đều hạ xuống chỗ nguyên sát. Tên ma tộc cầm đầu này sau khi tiến lên, liền thi lễ ân cần hỏi. Nguyên sát đại nhân, huyết quang đại nhân đã rời đi, đại nhân có chuyện gì cần chúng ta làm không? Mặc dù tên ma tộc này là thủ hạ của huyết quang, nhưng đối mặt với nguyên sát vẫn cực kỳ cung kính. Không cần, các người cứ canh giữ ở gần đây là được nữ tử nhìn tên ma tộc này một cái, thản nhiên ra lệnh. Tuân lệnh đại nhân, ma tộc này hiển nhiên không dám ý kiến, lập tức kho người nhận lệnh. Theo đó, hơn trăm tên ma tộc còn lại đều tản ra bốn phía bãi đá, không có bất cứ dị động nào khác nữa. Nguyên sát thấy cảnh này, tinh quang trong mắt chợt lóe rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà đám mây đen do vạn con quả đen biến thành chỉ một lát liền tìm tòi tất cả ngõ ngách của sơn cốc, dưới sự thúc giục của ma nữ này liền hung hăng bay đến một khu vực khác lúc này đây đàn quả bay lượn không bao lâu thì rốt cuộc xuất hiện dị trạng khi hơn trăm con quả bay qua một bụi cây rậm rạp đột nhiên vây xung quanh bụi cây này mà không ngừng kêu to tìm thấy rồi nguyên sát bỗng nhiên mở hai mắt đồng thời trong miệng phát ra tiếng vui mừng lẫn sợ hãi hô lên một tiếng lập tức hóa thành một đạo bạch hồng bay thăng về phía bụi cây lấy độn tốc của nữ tử này mà nói khoảng cách gần như vậy hiển nhiên chỉ chớp mắt liền đuổi tới đồng thời từ trong bụi cây đột nhiên phát ra tử sắc quang hà hư không hơi vặn vẹo, một đạo hắc khí từ đó bắn ra, đồng thời giết lên phá không bỏ chạy. Nhưng, hiển nhiên lúc này đã trễ, nguyên sát phía sau thấy cảnh này, không nói hai lời điểm một cái về phía hắc ảnh trên hư không một cái. Nguyên bổn hắc nha ở gần đó nhất thời kêu loạn xạ, hai cánh vỗ mạnh lao xuống hắc ảnh. Có lẽ một hay mười mấy con thì không đáng kể, nhưng mấy trăm, mấy ngàn con cùng lao xuống, khí thế to lớn khiến đoàn hắc khí không thể không dừng độn quang lại hiện ra nguyên hình đúng là một nguyên anh toàn thân đen kịt dung mạo giống hàn lập như đúc nhưng chỉ là cả người phát ra ma khí nồng đậm đúng là đệ nhị nguyên anh mà hàn lập tu luyện đệ nhị nguyên anh hiển nhiên tu vi không bằng chủ nguyên anh nhưng được hàn lập không ngừng dùng linh dược bồi dưỡng hiện tại đã có tu vi luyện hư kỳ một thân ma đạo công pháp cũng vô cùng tinh thuần mặc dù nó bị cưỡng ép dừng lại nhưng đổi mặt với công kích của đàn quả thì cũng không kinh hoàng chút nào mà ngược lại còn hét lớn một tiếng hai tay đột nhiên trả sát đồng thời phất ra ngoài hắc phong nổi lên, từ đó bay ra hai cỗ ma khí đen thui, huyễn hóa thành hai đầu hắc sắc quái mãng lao vào trong đàn quả. Quái mãng lắc đầu với đuôi, nơi nào nó đi đi qua thì hắc phong cuồn cuộn nổi lên, đàn quả bị cuồng phong quét qua theo đó mà bị xé nát bét ra, dường như không thể chống đỡ. Mắt thấy hắc mãng chỉ ếm được thượng phong nhưng động tác trong tay đệ nhị nguyên anh lại không chút dừng lại. Sau khi nhanh chóng bắt mấy pháp quyết khác, thân hình nhất thòi xoay tròn một cái. Đúng lúc này, không trung chợt lóe linh quang, một đạo bạch hồng quang mang bắn tới, chớp một cái liền hiện ra một thân ảnh thức tha. Dĩ nhiên là nguyên sát vừa lúc chạy tới nơi này, nguyên sát vừa hiện thân, không chút khách khí chảo một cái xuống phía dưới. ầm 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 một bạch sắc đại thủ từ hư không hiện ra, năm ngón tay đẻ xuống phía dưới. Lấy thần thông của nữ tử này, nếu cự thủ thật sự hạ xuống thì đệ nhĩ nguyên anh hiển nhiên không thể chạy thoát. Nhưng cũng may mà anh đã sớm thi triển thần thông giữ mạng khác, chỉ thấy hư ảnh bỗng nhiên nổ tung ra, rồi từ trung tâm bạo liệt bắn ra mười mấy đoàn hắc sắc ma diễm. Mỗi một đoàn hỏa diễm đều to cỡ trứng gà, nhưng sau khi bắn ra liền biến thành một đám hắc sắc tiểu nhân. Sau khi phốc phốc vài tiếng liền quỷ dị xuất hiện cách đó hơn 10 trường. Còn muốn chạy sao, nguyên sát nhíu mày, sau khi quát một tiếng liền bắt pháp quyết cổ quái. Trong phút chốc, bề mặt bạch sắc quang thủ lưu chuyển một trận tinh quang khác thường, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một bạch sắc quang vượng thật lớn. Tiếng suy suy xé gió nổi lên, vô số tinh mang từ quang vượng bắn ra bao trùm phạm vi hơn trăm trượng vừa lúc bao phủ mười mấy hắc sắc tiểu nhân vào trong hắc sắc tiểu nhân vốn vừa định lần nữa thúc giục độn thuật chạy trốn liền bị tinh mang trong nháy mắt xuyên thủng phanh phanh ngoại trừ một hắc sắc tiểu nhân thân hình khẽ lắc một cái khiến tinh mang lướt qua vai thì những tiểu nhân còn lại đều bị tinh mang xuyên thủng trong nháy mắt liền hóa thành từng đoàn hắc diễm tiêu tán những tiểu nhân đó hóa ra chỉ là mấy đạo hư ảnh hắc sắc tiểu nhân còn sót lại bất ngờ chính là đệ nhị nguyên anh biến thành hiện tại thấy ảo thuật bị phá, sắc mặt khẽ biến, nhưng nó lại đột nhiên há miệng phun ra một đoàn tinh huyết đồng thời hai tay bắt quyết, miệng lầm bầm niệm chú. Đoàn tinh huyết sau khi phun ra liền đón gió liền hóa thành một cổ huyết vụ rồi quay ngược lại bao phủ đệ nhị nguyện anh vào trong. Hừ, còn muốn giờ trò gì nữa đây? Sắc mặt nguyên sát trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, phất tay về phía huyết vụ. Một đoạn xích màu đen chợt lóe liền bắn ra khỏi cổ tay áo, vừa động liền giống như ảo ảnh chém về phía huyết vụ. Nhưng cơ hồ cùng lúc đó, một đạo huyết hồng cũng từ trong huyết vụ bắn ra, hơn nữa chỉ chấp động một cái liền hóa thành một đạo huyết tuyến biến mất ở cuối chân trời. Sau một khắc, cuối chân trời chợt lóe huyết quang, huyết tuyến chợt lóe hiện lên, nhưng chỉ chấp một cái liền mơ hồ biến mất. Huyết ảnh độn, không ngờ là loại độn thuật này, quả thật có chút phiền phức. Nhưng chỉ dựa vào đó mà muốn chạy thoát khỏi bàn tay bổn tỏa thì đúng là si tâm vọng tướng. Nguyên sát đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau khi tự thì thào vài câu, trên mặt liền trở nên lạnh như băng. Tiếp theo, nữ tử này phất tay về phía xa, hai cự đại thạch trụ chấp lên một cái liền rút ra khỏi mặt đất mà bay lên không trung lần nữa họp thành tòa bạch sắc thạch điện lúc trước rồi bay thẳng về phía nguyên sát. Nguyên sát bay vào trong thạch điện, sau khi ra lệnh cho đám ma tộc bên dưới một tiếng, liền hóa thành một đoàn bạch quang bắn đi. Tinh nhuệ ma tộc khác thấy cảnh này, hiển nhiên đại loạn một trận mà dối rít đuổi theo. Trong nháy mắt, nơi đây trở nên heo hút không có một bóng người. Trên bầu trời một hồ nước cách đệ nhị nguyên anh không biết bao xa, hàn lập đang thúc giục kiếm quyết vô số kiếm quang tạo thành cự đại thanh long dương nanh múa vốt xé rách thân thể một gã cao giai ma tộc cổ dài thân hình giống như một loại côn trùng nào đấy mà ngay cả nguyên anh bên trong cũng không thể chạy thoát đều bị kiếm quang chém thành từng mảnh nhỏ hóa thành một luồng khói xanh biến mất hàn lập phất tay thanh sắc giao long nhất thời gầm một tiếng rồi tản ra lần nữa hóa thành vô số thanh sắc kiếm quang rồi rối rít xoay quanh người hắn rồi tiến nhập vào bên trong thân thể không thấy bóng dáng bên cạnh đám cao giai ma tộc nửa người nửa trùng Bất ngờ còn có mười mấy tàn thi khác lơ lửng giữa không trung, dường như đều là cao giai ma tộc. Sau khi Hàn Lập thu tất cả kiếm quang vào người, sắc mặt trở nên trắng bệch, vội vàng vận chuyển tâm pháp vài lần thì sắc mặt mới trở nên tốt hơn một chút. Xem bộ dáng thì bọn họ đã có phản ứng rồi, không thể lại đi hướng này. Đáng tiếc, nếu những người kia hành động chậm một chút thì nói không chừng có cơ hội trở về Thiên Uyên thành. Quyết không thể để bọn họ nắm được quy luật, chỉ có thể đi theo hướng khác thử thời vận. Cũng may ta đã bỏ xa mấy tên phía sau, hẳn là có cơ hội lớn để chính thức chạy thoát. Hàn lập thở nhẹ một hơi, ánh mắt nhìn xung quanh nói nhỏ hai câu. Hóa ra, ngày đó Hàn lập thi triển bí thuật thoáng cái huyễn hóa ra mười mấy hư ảnh, ngoại trừ khúc nhi và đệ nhị nguyên ân phân biệt thúc dục linh khu và kim thân từ trong hỗn loạn dụ truy binh đi xa, trong khi đó bản thể thì lặng lẽ xuất ra thái nhất hóa thanh phù, hư hóa thân thể ở lại chỗ cũ. Theo sự tăng tiến tu vi của Hàn lập, Thái nhất hóa thanh phù ngay cả thần diệu cũng không thể duy trì được lâu, nếu không thì nguyên sát và huyết quang cũng không cần bài trừ phù này, chỉ cần đứng ở chỗ cũng một lát hắn liền tự động hiện thân ra. Cho nên lúc trước trên đường bỏ chạy, Hàn Lập vẫn chưa từng sử dụng tấm tiên phù này. chương 1954, độn xa, bất quá, sau khi hắn cắn rằng quyết định mạo hiểm phái linh khu và kim thân ra, hiển nhiên cũng dứt khoát dùng tới tấm tiên phù này. Quả nhiên, hóa thân huyết quang thánh tổ không chú ý, để hắn gạt được. Đương nhiên làm thế cũng có mạo hiểm nhất định, tình cảnh Linh Khu và đệ nhị Nguyên Anh cũng càng thêm hung hiểm. Cũng may, Linh Khu vốn là chi tiên tỉ mỉ luyện chế mà thành, mà nha đầu khúc nhi khống chế Linh Khu cũng là linh vật do thiên địa hóa thành, nếu có thể nắm bắt thời cơ hiện ra nguyên hình ẩn nặc thì hắn là có thể giấu giếm được tai mắt đối phương. Về phần đệ nhị Nguyên Anh, hắn đã cấp cho ma anh một cái thái nhất hóa thanh phù, hơn nữa mà anh còn tu luyện một loại bí thuật trong công pháp ma đạo, có thể biến ma khí trong cơ thể thành vĩ dực, vì thế cũng tu luyện huyết ảnh đột. Có hai sự chuẩn bị này, mà anh hiển nhiên không phải không có cơ hội thoát thân, dù sao đám người huyết quang một khi phát hiện kẻ đang chạy trốn không phải là bản thể, nghĩ rằng sẽ không dây dưa nhiều. Đó cũng là lý do khiến hắn cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, lập tức hiển lộ thân phận đại khai sát giới với một số ma tộc. Hiện tại, tính ra thì tin tức bản thể hắn hiện thân cũng đã chuyển tới tai đám người huyết quang, hắn hiển nhiên không muốn để đối phương lần nữa cuốn lấy, lúc này mới không thể không chính thức bỏ qua thiên uyên thành, chạy trối chết tới một nơi khác. Trong lòng tự định giá như thế, Hàn Lập không hề do dự trực tiếp thúc dục độn quang, quay đầu phá không bay về hướng khác. Trong hai tháng kế tiếp Hàn Lập bắt đầu phiêu hốt khắp nơi, lúc đông lúc tây, loạn xả cả lên. Ngay từ đầu, đích xác khiến huyết quang căn bản không thể đuổi kịp, chỉ có thể thường xuyên dựa vào báo cáo của các thủ hạ dưới chứng phát hiện tung tích của Hàn Lập mà vội vã đuổi theo. Hành động như vậy hiển nhiên không thể nào thật sự bắt được hành tung của Hàn Lập, nào chờ cho bọn họ chạy tới gần thì hắn sớm sớm không thấy bóng dáng càng kỳ quá chính là vị nguyên sát thánh tổ kia lại không xuất hiện cùng với ba đại hóa thân huyết quang không biết đã đi đâu loại chuyện này hàn lập hiển nhiên rất vui mừng nếu không phải pháp lực trong cơ thể không nhiều lắm thì hắn thậm chí còn muốn nhân cơ hội này đánh trọng thương đám huyết quang hóa thân nhưng tình hình trước mắt cũng chỉ có thể tiếp tục chạy trốn chết ba đại hóa thân huyết quang sau khi thấy đuổi theo nhiều lần vẫn không hiệu quả liền cắn răng điều động vô số nhân thủ bày ra thiên la địa võng phong tỏa tất cả các khu vực Cộng thêm việc ma đầu này có thể lợi dụng các điểm truyền tống trận mà đại quán ma tộc đã chỉ ếm giữ, liền có thể gắt gao đuổi theo Hàn Lập không tha. Biết được điều này, Hàn Lập trong lòng thầm dùng mình không thôi, nghĩ yên cần không dám mất cảnh giác chút nào. Bình thường, khi hắn khôi phục được ba bốn phần linh lực liền dứt khoát bay đi hơn ngàn dặm một mặt không dám lưu lại chỗ cũ. Cứ như vậy, nhưng hắn thiếu chút nữa mấy lần bị ba huyết quang hóa thân ngăn lại. Chỉ cần một khi trong lòng có dự cảm, tâm thần không yên liền tình nguyện lập tức ngồi xuống khôi phục pháp lực sau đó lập tức độn xa hơn ngàn dặm tránh được vài lần tai kiếp liên tiếp mấy lần như vậy hàn lập hiển nhiên càng cẩn thận hơn nguyên bổn định đi thánh hoàng thành và mấy cứ điểm của tứ đại chân linh gia tộc lúc này không thể không từ bỏ phải chọn một hướng khác mà đi những hướng khác quả thật nhân thủ ma tộc giảm đi rất nhiều thời gian ba người huyết quang truy đuổi cũng bắt đầu kéo dài ra điều này khiến hàn lập dễ thở hơn rất nhiều thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi hồi phục cũng tăng lên pháp lực trong cơ thể theo đó mà dần dần dư thừa. Nhưng việc tốt thường không kéo dài quá lâu. Ba tháng sau, trong đám truy binh phía sau Hàn Lập bỗng xuất hiện thêm nguyên sát hóa thân, hơn nữa vừa hiện thân liền cùng với ba đại hóa thân huyết quang đuổi sát phía sau không tha, bộ dáng không để cho hắn có thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại hắn vừa ngồi xuống nghỉ ngơi không quá ba canh giờ, mà nữ này liền dẫn ba đại hóa thân huyết quang đuổi theo. Bất quá cũng may mà tộc đại quân gần đó không nhiều lắm, Hàn Lập hiển nhiên lại thong thả rời đi nhưng trong một tháng tiếp theo mặc cho hàn lập thay đổi phương hướng thế nào đi chăng nữa thì bốn tên ma tộc này lại chuẩn xác xuất hiện phía sau điều này khiến hàn lập cả kinh rốt cục cảm thấy không ổn bốn tên ma tộc này dường như có biện pháp truy tung đại khái vị trí của hắn mặc dù không quá chính xác nhưng cũng đủ để đuổi theo không thoát rõ ràng phương pháp truy tung này là của nữ tử nắm giữ nhưng hình như cũng chỉ vừa nắm giữ nếu không thì lúc trước hắn cũng không có cơ hội dùng kế kim thiền thoát xác mà chạy trốn hàn lập dùng mình sau mấy phen làm phép thay đổi phương hướng đều bị đối phương dò ra vị trí, càng không dám bỏ chạy về phía nhiều ma tộc, hắn liền dứt khoát bay về vùng hoang vu. Kể từ đó, ngay cả khi hắn nhất thời không thể bước đuôi đám người huyết quang, nhưng nhân thủ của bốn ma đầu này cũng thưa thất đi nhiều. Cứ như thế, hai bên một đuổi một chạy, thời gian cứ như thế trôi qua, dần dần đã đi tới rìa khu vực nhân tộc. Nơi này bởi vì gần man hoang thế giới cho nên thường xuyên có cổ thú xông qua cấm chế xâm nhập lãnh thổ nhân tộc, cho nên căn bản nhân tộc không thiết lập thành thị, đây được coi là khu vực hoang vu nhất trong nhân tộc. Không có cứ điểm nhân tộc, hiển nhiên cũng không có đại quân ma tộc đóng quân ở đây. Mà lấy độn tốc hàn lập, giờ phút này cao dai ma tộc đuổi theo hiển nhiên rất ít, chỉ có đám ma tộc bị huyết quang thu vào trong ngọc bàn thì mới có thể theo đến đây. Hàn lập sắc mặt âm trầm hóa thành một đạo thanh hồng bay nhanh về phía trước. Lúc này, pháp lực trong cơ thể hắn thật sự không thể biến thân thành cự bằng để bay nhanh hơn, cho nên chỉ có thể dùng độn quang bình thường phi hành về phía trước. Hiện tại hắn đã bỏ chạy được hơn nửa năm, mặc dù bởi vì hắn lúc nào cũng thay đổi phương hướng nên bốn ma đầu phía sau không thể đuổi kịp, nhưng thời gian chạy trốn lâu như thế cho dù tâm trí hắn kiên định như sắt cũng cảm thấy cực kỳ uể oải. Bất quá đã như vậy, Hàn Lập tự nhiên cũng không nóng đầu mà quay lại đánh một trận sinh tử với đối phương mà ngược lại càng quyết tâm chạy trốn, ý định cùng bốn ma đầu kia rằng có tới chết hắn thật sự không tin rằng bốn ma đầu kia có thể truy đuổi hắn tới chân trời góc biển. Dù sao bốn ma đầu liều mạng truy đuổi không tha, pháp lực tiêu hao hẳn là không ít, đồng dạng cũng không có bao nhiêu thời gian khôi phục pháp lực. Trên trời cao cách hàn lập ngàn vạn dặm, một tòa thạch điện và một cự bàn đang hóa thành hai luồng bạch quang phá không bay đi. Trong ngọc bàn, ba đại hóa thân huyết quang sóng vai đứng nhìn lên vách tường đang cùng nguyên sát bàn bác chuyên gì đó. Nói như vậy, nguyên sát đạo hữu thật không muốn vào càn khôn bàn. Đạo hữu cũng hiểu rõ, chúng ta tự điều khiển bảo vật truy đuổi, tiêu hao phập lực quả không ít. Ta chạy tới vội vàng, không mang theo nhiều đan dược khôi phục pháp lực. Mặc dù lúc trước từ tay thủ hạ có một ít, nhưng thời gian phi hành dài như thế cũng không thể chịu nổi. Nếu cứ tiếp tục truy đuổi thế này thì chỉ có thể dựa vào pháp lực bản thể mà chống đỡ. Bồn tòa cũng không dám cam đoan có thể kiên trì lâu hơn tên tiểu tử nhân tộc nọ. Tiểu tử này không biết ra sản thế nào, đan dược khôi phục pháp lực nhiều bao nhiêu mà đến bây giờ bộ dáng vẫn chưa hoàn toàn khô kiệt pháp lực. Đạo hữu chắc cũng không mang theo nhiều đan dược, cứ như vậy e rằng chúng ta phải cùng nhau điều khiển một bảo vật thì mới có thể thay phiên điều tức. Hóa thân huyết quang ở giữa đang khuyên bảo nguyên sát, thay phiên nghỉ ngơi khôi phục hiển nhiên bổn tỏa không phản đối, nhưng ba vị sao không vào trong thạch điện, cần gì cố gắng nói ta vào trong càn khôn bản của ngươi. Hai mắt làm bào nữ từ nhắm lại, bất động thanh sắc nói. Hừ, đạo hữu biết rõ mà còn hỏi. Ba người chúng ta tu luyện huyết quang công pháp, trời sinh bài xích với thạch khí hộ thân của thạch ma nhất tộc, vào trong thạch điện của ngươi nghỉ ngơi căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Hiển nhiên nguyên sát đạo hữu vào càn khôn bàn thì ổn thỏa hơn một chút. Hóa thân huyết quang lắc đầu, cự tuyệt nói, có đúng vậy không, nhưng bổn tọa đang lo vào trong càn khôn bàn, vạn nhất bị các ngươi điều động thần thông càn khôn bàn, vậy cái mạng nhỏ của bổn tọa liều tiêu tùng huyết quang công pháp am hiểu thôn vệ tinh huyết pháp lực của người khác, loại chuyện này huyết quang ngươi không phải là không làm được. Nguyên sát cười lạnh một tiếng, không khách khí trực tiếp nói. Nguyên sát đạo hữu quá đa tâm rồi, ta và đạo hữu chỉ là hóa thân, nếu làm như thế, bản thể ngươi biết được thì huyết mẫu cũng không tốt đẹp gì. Một khối hóa thân huyết quang khác thở dài một hơi, nói. Hắc hắc, điều này cũng khó nói, cho dù lời ngươi nói có lý, nhưng bổn tọa tuyệt đối không mạo hiểm. Có lẽ tinh huyết pháp lực của một khối hóa thân thì không khiến các người động tâm, nhưng nếu là hỗn độn nhị khí và chấn ma tỏa trong tay hàn tiểu tử nọ sợ rằng ngay cả ta cũng động tâm. Khóe miệng nguyên sát nhếch lên một chút, châm chọc nói. Hỗn độn nhị khí nào chứ, chấn ma tỏa, huyết mỗ không biết ngươi đang nói cái gì. Ba khối hóa thân huyết quang đồng thời biến sắc, sau khi nhìn nhau, khối hóa thân ở giữa lắc đầu phủ nhận. Huyết quang, người cần gì giả nai, tiểu tử nọ tại hoàng tuyền địa hỏa đã rút ra được đốn độn nhị khí trong chấn ma tỏa, cảnh đó bổn tỏa đã tận mắt nhìn thấy. Sớm nghe nói chấn ma tỏa này thuộc về ngươi, hiện tại xem ra lời đồn là thật. Nhưng không biết ngươi làm thế nào mà bảo vật này lại rơi vào trong tay tên tiểu bối nhân tộc này. Lúc này ngươi để ba đại hóa thân phủ xuống nhân giới chắc cũng vì đốn độn nhị khí này rồi. Nữ tử nhíu mày, cười lạnh nói, nếu ngươi đã tận mắt nhìn thấy thì huyết mẫu cũng không gạt ngươi nữa. Ngươi muốn thế nào, chẳng lẽ thông báo cho lục cực. Hóa thân huyết quang ở giữa sắc mặt âm trầm, lạnh lẽo nói. Hỗn độn nhị khí này rất quan trọng đối với tồn tại thánh tổ như chúng ta, ta nào chịu chia cho người khác. Điều kiện của ta rất đơn giản, chấn ma tỏa và một nửa hỗn độn nhị khí có thể cho ngươi, nhưng hỗn độn nhị khí còn lại và trọng bảo trên người tiểu tử nhân tộc này thì phải giao cho ta. Ánh mắt nguyên sát chợt lóe mâu quang, chậm rãi nói ra điều kiện của mình. Khẩu khí của ngươi đúng là không nhỏ, điều kiện khác không nói, nhưng tử ngôn đỉnh của ta cũng rơi vào tay tiểu tử này, ta phải thu hồi bảo vật đó lại. Hóa thân huyết quang ớ giữa đồng tử co lại, sau một lúc lâu mới hử lạnh trả lời. Tử ngôn đỉnh bị hàn tiểu tử đoạt lấy, đúng là bất ngờ thật, nếu như thế thì bảo vật này trả về nguyên chủ cũng được, ta không ý kiến. Nguyên sát có chút ngẩn ra, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nói. Được, quyết định như thế đi, hai người chúng ta cũng xem như chính thức kết minh, có hay không đem phương pháp truy tung tiểu tử này nói cho ta nghe một chút một khối hóa thân huyết quang khác, con người vừa chuyển bỗng nhiên hỏi một câu. chương 1955, Hắc Quan, đạo hữu cho dù biết thì cũng không cách nào làm được. Nguyên sát thản nhiên nói một câu, hắc hắc, nguyên sát đạo hữu không nói thì sao biết huyết mỗ không làm được. Huyết quang hóa thân ngáp một cái nói, nếu muốn biết thì bổn tỏa sẽ cho biết, còn nhớ lúc đầu ta ở lại đối phó với hóa thân của tiểu tử nhân tộc kia chứ. Ánh mắt nguyên sát chợt lóe hỏi ngược một câu, đương nhiên là nhớ, hơn nữa đạo hữu còn trì hoãn hon mấy tháng, sau khi trở về chưa bao giờ nhắc đến việc này cho huyết mỗ, chẳng lẽ phương pháp của ngươi có liên quan tới hóa thân của tiểu tử này, cho nên ngươi mới bắt giữ hóa thân đó lại. Hóa thân ở giữa thần sắc vừa động, hỏi, huyết quang đạo hữu mặc dù không nói đúng hoàn toàn, nhưng cũng không sai biệt lắm. Khối hóa thân kia kỳ thật chỉ là một phân anh của tiểu tử nhân tộc nọ, mặc dù tu vi chỉ là luyện hư hậu kỳ, nhưng lại tu luyện vài đại thần thông giữ mạng. Mặc dù ta truy đuổi thời gian dài như thế kết quả vẫn khiến hắn tự bảo anh thể, hóa thành vô số phân hồn chạy thoát. Ta chỉ có thể bắt được một lũ phân hồn trong số đó mà thôi. Thần sắc nguyên sát ngưng trọng, cái gì, một phân anh mà có thể chạy thoát từ tay nguyên sát đạo hiếu. Một khối hóa thân huyết quang nghe vậy, không khỏi thất thanh la lên, mà hai người khác sau khi nhìn nhau một cái cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Hừ, tiểu tử này hẳn là tu luyện loại bí thuật phân hồn nào đó, cộng thêm trên người còn có vài loại phù chú khó tin, Ta nhất thời không cẩn thận nên mới để hắn chạy thoát. Lấy thần thông của Nguyễn anh này, chỉ cần có hơn phân nửa tàn hồn tìm một nơi nào đó tụ tập lại thì cũng không phải là không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, nếu không phải bổn tọa vội đến hội họp cùng huyết đạo hữu thì đã đem đám tàn hồn đó giết sạch. Bất quá, sở dĩ ta buông tha không đuổi giết đám tàn hồn đó chủ yếu là vì đã bắt được một phân hồn của phân anh. Trong Ma Nguyên Đại Pháp mà ta tu luyện, có một loại thần thông dựa vào hồn niệm chi lực, trực tiếp cảm ứng được bản thể mới vừa rồi ta đã luyện hóa được tàn hồn của tiểu tử nọ tự nhiên cảm ứng được phương vị đại khái trong tay ta không có tàn hồn thứ hai cho nên đạo hữu hiển nhiên không thể làm được chuyện tương tự bất quá loại cảm ứng này chỉ trong phạm vi đại khái không hoàn toàn chính xác nếu không chúng ta cũng không bị tiểu tử này rắt mũi cho đến bây giờ nguyên sát dứt khoát nói cần phải có một phân hồn của tiểu tử nọ nói như thế thì huyết mẫu cho dù có bí thuật cùng loại cũng không thể làm được nếu biết sớm như vậy lúc đầu bổn tỏa đã ở lại mấy ngày hoàn toàn bắt giữ phân anh thì tốt rồi hóa thân huyết quang ở giữa sau khi nghe xong không khỏi lộ ra vẻ đáng tiếc nói nhưng nếu người thật sự làm như thế nói không chừng ngược lại khiến tiểu tử nhân tộc kia nhân cơ hội chạy thoát chỉ là một khối phân anh mà cũng linh hoạt như thế bản thể chắc còn khó chơi hơn nguyên sát lắc đầu không đồng ý nói hư cho dù tiểu tử này có xảo trá thì bị hai người chúng ta đuổi theo lâu như thế vô luận phập lực hay thần niệm cũng phải khô kiệt không có thực lực làm hậu thuẫn, hắn sao có tư cách đùa giỡn. Huyết quang đầu tiên là gật đầu, nhưng tiếp theo lại hừ lạnh một tiếng, nói. Điều này đạo hữu dường như đã nói qua một lần từ hai tháng trước. Tiểu tử nó hiện tại vẫn chạy loạn phía trước nhưng hai người chúng ta thì đã có chút không kiên trì nổi. Khóe miệng nguyên sát sau khi co quắp một chút, có chút tự diếu, nói. Đó là vì huyết mẫu cũng không ngờ tới đối phượng lại mang theo nhiều đan dược khôi phục pháp lực như thế. Lúc này chúng ta không thể biết được vị trí chính xác, chỉ có thể cùng đua sức với đối phương. Chỉ cần pháp lực hao hết, hiển nhiên chính là cá nằm trong lưới. Hóa thân huyết quang ở giữa nghe vậy, lộ ra một chút xấu hổ, nói. Lời này cũng có lý, hiện tại mặc dù độn tốc hắn không chậm, nhưng so với lúc ban đầu thì đúng là một trời một vực. Xem ra pháp lực cũng tiêu hao không ít, trên mặt nguyên sát hiện lên một tầng sát khí gật đâu nói. Cho nên để phòng ngừa, huyết mỗ muốn mời nguyên đạo hữu vào càn khôn bàn, chúng ta cùng hợp sức thúc giục một kiện bảo vật thì tốc độ tuy không tăng lên bao nhiêu, nhưng pháp lực lại tiết kiệm được rất nhiều. Hóa thán huyết quang có chút chờ mong nói, vào trong càn khôn bàn, việc này không cần bàn nữa, bổn tọa tuyệt đối không mạo hiểm, bản thân thạch ma điện là do hai vị đại thạch ma trưởng lão hóa thành, bổn tọa thúc giục pháp lực so với người thường thì tiết kiệm hơn nhiều. Giọng nói nguyên sát trong trẻo nhưng lạnh lùng, nếu nguyên sát đạo hữu không tin bổn tọa, vậy việc này quên đi. Bên này ta có dẫn theo vài tên thuộc hạ, có thể tạm thời thay ta thúc giục càn khôn bàn một lát. Ba hóa thân huyết quang sau khi nhìn nhau một cái, một người trong đó có chút cười khổ, nói. Ơ, ờ, cứ quyết định như vậy đi, mặc dù thoạt nhìn tiểu tử nọ không thể kiên trì lâu, nhưng chúng ta vẫn nên chuẩn bị nhiều một chút. Vạn nhất hắn thật sự kiên trì lâu hơn ta và ngươi, hoặc là trước khi hết pháp lực liền ý định cùng chúng ta sinh tử, chúng ta cũng không thể thúc thủ vô sách hoặc ngược lại làm hắn ngoài ý muốn đắc thủ. Nguyên sát sau khi gật đầu, hàn quang trong mắt chợt lóe nói. Điều này xin Nguyên Đạo Hữu yên tâm, lần này bổn tọa đuổi theo hiển nhiên cũng chuẩn bị thủ đoạn khác, tuyệt không để tiểu tử nhân tộc đó có cơ hội chờ mình." Hóa Thân Huyết Quang ở giữa cười hắc hắc, hết sức tự tin nói. Huyết Đạo Hữu nói như thế thì bổn tọa cũng yên tâm. Tiếp theo, để tiết kiệm pháp lực cũng không cần phải nói nhiều, ta sẽ không chủ động liên lạc với đạo hữu." Nguyên Sát thản nhiên nói, tiếp theo phất tay lên, trên vách tường chợt lóe bạch quang, thân ảnh liền biến mất không thấy. Trong phút chốc, càn khôn bàn liền trở nên vô cùng yên tĩnh các ngươi thấy nguyên sát nói những lời đó thế nào hóa thân huyết quang ỏ giữa thấy cảnh này vẻ tươi cười trên mặt liền biến mất sau khi hơi trầm ngâm liền hỏi một câu người hắn hỏi hiển nhiên chính là hai đại hóa thán bên cạnh mặc dù ba người có cùng nguồn gốc nhưng sau khi trải qua bí thuật đặc thù phân liệt dường như trở thành ba người khác nhau còn nói gì nữa khẳng định là nguyên sát nói láo có thể lợi dụng tàn hồn cảm ứng được vị trí bản thể nguyên anh phương pháp này trong mỗi ma công đều có ghi lại. Nhưng cũng phải có pháp lực vượt xa đối phương thì mới có thể làm được, nếu không chỉ cần đối phương cảm thấy không ổn, lập tức dùng thủ pháp đặc thù phong bế cảm ứng với chủ nguyên anh, phương pháp này liền mất hiệu nghiệm. Một gã hóa thân nhướng mày nói, không riêng như thế, nàng ta còn dễ dàng đồng ý nhường chấn ma tỏa và thanh nguy từ sao lại, chỉ sợ cũng có chủ ý khác. Hắc hắc, hai bảo vật này mặc dù không phải huyền thì chi bảo chính thức, nhưng cũng là huyền thì chi vật, Nàng ta như thế nào lại dễ dàng buông tha? Nếu ngay từ lúc đầu nàng ta tranh đoạt một kiện bảo vật thì ngược lại nói không chừng còn có vài phần thật lòng." Một khối hóa thân khác cũng cười lạnh nói, "Sao biên chú, thanh nguyên tử hay là hỗn độn nhị khí? Việc này chỉ cần chúng ta hiểu là được, trước mắt việc bắt tiểu tử nhân tộc nọ mới là việc quan trọng nhất." Mặt khác bắt đầu từ hôm nay, ba người chúng ta bắt đầu thay phiên hấp thu chân ma tinh nguyên sát ngay cả khi không chịu vào càn khôn bàn thì tuyệt đối nghĩ không ra chúng ta phủ xuống giới này lại mang theo nhiều chân ma tinh như vậy có ma tinh thay phiên bổ sung ma khí cho dù lại mất mấy năm nữa thì cũng có thể kiên trì được đến lúc đó thời gian kéo dài nguyên sát và chúng ta mạnh yếu khác xa xử lý bảo vật trên người hàn tiểu tử nọ như thế nào thì hiển nhiên không phải do nàng ta định đoạt hóa thân huyết quang ở giữa âm trầm nói hai hóa thân khác nghe nói thế cũng lộ ra vẻ vui mừng đồng thời trong cửa đại thạch tháp cung trang nữ tử lẳng lặng ngồi trên ghế đá lạnh lùng tự định giá gì đó không biết trải qua bao lâu đột nhiên một tiếng thở dài từ trong thạch điện vang lên thanh âm êm tai dễ nghe nhưng lại vô cùng xa lạ hóa ra là tiếng thở dài của một nữ tử khác lục cực rốt cuộc tỷ tỉ đã tỉnh đầy nguyên bổn khuôn mặt không chút biểu tình của cung trang nữ tử đầu tiên là ngẩn ra tiếp theo liền chứa nên mừng rỡ ơ ờ, nhờ có nguyên sát muội muội cho mượn thân thể nên phân thân này của ta mới có thể giấu giếm được tai mắt mấy tên gia hỏa kia có thể phủ xuống linh giới. Nữ tử xa lạ nọ cười khẽ một tiếng, dường như cũng có chút cao hứng. Bất quá, sau khi ta phá giới thì phân thân của tỷ tỷ liền ngủ say, liên tiếp mấy năm cũng không tỉnh lại khiến tiểu muội rất lo lắng. Nguyên sát nhẹ thở vào một hơi, đáp, mặc dù thân thể hóa thân của ngươi cũng xem như cường đại, nhưng không thể cùng dung nạp hai nguyên thần cường đại, ta chỉ có thể tạm thời phong bế nguyên thần lục cực, mới có thể không tạo thành tổn hại cho thân thể của ngươi. Đúng rồi, đây là đâu, pháp lực của ngươi sao lại hao tổn nghiêm trọng như thế, chẳng lẽ gặp phiền toái gì? Nữ tử xa lạ sau khi giải thích hai câu, bỗng nhiên chuyển đề tài hỏi. Chuyện của tiểu muội lát nữa sẽ kể chi tiết cho tỷ biết. Hiện tại tỷ tỷ trước tiên đem nguyên thần trở về thân thể rồi nói sau. Khối hóa thân này của tỷ mặc dù uy lực yếu nhất trong sáu khối hóa thân, nhưng vẫn vượt xa hóa thân này của ta. Nguyên sát vừa nói vừa phất tay, một đoàn hắc quang từ cổ tay áo bay ra, xoay một vòng liền hiện ra nguyên hình trên sàn thạch điện. Đó rõ ràng là một cái quan tài đen thui dài một trượng, bề mặt khắc hoa văn thần bí tản ra hắc sắc ma khí nhẹ nhẹ. Bề mặt quan tài dán mười mấy đạo kim ngân sắc cấm chế, bộ dáng phong ấn vô cùng nghiêm ngặt. Cũng tốt, nếu ta đã tinh lại thì cũng không ở lâu trong thân thể muội. Nữ tử xa lạ lạnh nhạt nói một câu, tiếp theo, chỉ thấy trên mặt nguyên sát hiện lên một tầng hắc khí, lục mang trên trán không ngừng lưu chuyển, rồi một đoàn linh quang từ đó bắn ra, chỉ chấp một cái liền hóa thành một lục sắc tiểu nhân cao một thốn lơ lửng phía trước quan tài. Lục sắc tiểu nhân này bị một tầng lục quang bao phủ, từ xa nhìn lại vô cùng mơ hồ, không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt. Lúc này, nguyên sát lầm bẩm niệm chú, phất một tay lên, ngưng trọng điểm một chỉ về phía quan tài. Phốc suy một tiếng, kim ngân sắc phù triện trên quan tài đen chợt bốc cháy lên, trong nháy mắt biến thành một luồng khói xanh biến mất không thấy. Tiếp đó, nắp quan tài mở ra, từ trong quan tài tuôn ra ma khí nồng đậm, cơ hồ chỉ trong thời gian một lần hô hấp liền tràn ngập cả gian đại điện. Mà lục sắc tiểu nhân vừa thấy cảnh này, thân hình vừa động, liền hóa thành một đoàn lục quang bay vào trong quan tài, chợt lóe liền biến mất không thấy bóng dáng. chương 1956, ngẫu ngộ man hoang. Âm một tiếng, nguyên bổn ma khí đang từ ngọc quan tuôn ra, sau tiếng nổ liền quay ngược trở lại hắc quan. Chỉ chốc lát, hắc khí tràn ngập cả gian đại điện liền biến mất không còn. Mà phù văn trên bề mặt ngọc quan thì phát sáng một trận, chớp động bạch mang chói mắt. Bản thân ngọc quan vốn toàn thân đen ngòm tỏa ra hắc quang thì giờ phút này quang mang hai màu đen trắng đan xen vào nhau, khiến người ta có một loại cảm giác yêu dị hít thở không thông. Nhưng cảnh này chỉ diễn ra trong chốc lát quang mang hai màu liền thu liễm trở nên ảm đạm. Đúng lúc này, từ trong ngọc quan mơ hồ truyền ra từng trận ầm ầm, hàng trăm ngân sắc cổ văn tuôn ra, sau khi xoay quanh tại không trung liền ngưng tụ thành sáu cự đại hư ảnh chớp động ngân quang. Những hư ảnh ngân sắc này thân hình vô cùng cao lớn, cả người đầy đặn, dáng người thướt tha, trên đầu có hai sừng, đều là ma vật hình người, nhưng chúng chỉ xuất hiện một lát, chợt lóe liền hóa thành từng điểm ngân quang biến mất trong hư không. Sau một khắc, từ trong ngọc quan phát ra một tiếng thở dài, một cánh tay phủ kín hắc giáp bỗng nhiên lộ ra, tiếp đó là một hắc sắc giáp sĩ dáng người thướt tha từ trong ngọc quan chậm rãi đứng lên. Giáp sĩ này chẳng những cả người bị một kiện hắc sắc chiến giáp cổ xưa bao phủ mà trên mặt cũng bị một cái mũ giáp giữ tận trùm kín, Bên trong lộ ra hai con mắt màu lam nhạt trong suốt như nước. "Lục Cực Tỷ Tỷ, khối thân thể này của tỷ không có việc gì chứ, có thể phát huy được bao nhiêu phần thần thông của bản thể?" Nguyên sát thấy giáp sĩ đứng lên, bộ dáng quan tâm hỏi một câu. Mặc dù ở giới này bị chút áp chế, nhưng cũng có hai phần thực lực của bản thể, đủ để ứng phó với tất cả đối thủ dưới đại thừa kỳ. Nữ giáp sĩ vươn vai, khẽ cười một tiếng, nói: "Hai phần thì đích xác cũng đủ tung hoành nhân tộc." Tỷ tỉ tỷ tỉ tỉnh lại đúng lúc lắm hiện tại tiểu muội gặp một chút phiền toái cần tỷ tỷ ra tay tương trợ. Nguyên sát nghe vậy, thần sắc buông lỏng, nói, phiền toái gì chứ, ô, dường như không phải chỉ có mỗi mình muội trong càn khôn bàn bàn bên cạnh cũng là một vị trong thánh tộc chúng ta, chẳng lẽ là lão gia hỏa độc long phủ xuống linh giới. Ánh mắt nữ giáp sĩ sau khi nhìn ra bên ngoài, lập tức phát hiện ra bên cạnh thạch điện còn có một cái ngọc bàn thật lớn, có chút ngoài ý muốn hỏi ngược lại một câu. Không phải độc long, là mấy khối hóa thân của huyết quang đang thao túng bảo vật này. Hơn nữa hiện tại muội và hắn đang liên thủ đuổi giết một tên tu sĩ nhân tộc, trên người tên này không ngờ lại có trọng bảo trấn ma tỏa, tử ngôn đỉnh và hỗn độn nhị khí. Nguyên sát không chút trần chờ nói, trấn ma tỏa, hỗn độn nhị khí, có chút ý tứ, ta bắt đầu cảm thấy hứng thú rồi. Muội kể chi tiết cho ta nghe một chút, ánh mắt nữ giáp sĩ chợt lóe, thần xác lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng thanh âm vẫn có vẻ vô cùng bình tĩnh. Chuyện là thế này, nguyên bổn ta được một khối hóa thân khác của tỷ tỷ nhờ vả đến ngăn cản hành động của nhân tộc đối với thánh tộc chúng ta, nhưng kết quả lại phát hiện ra. Nguyên Sát nghe vậy gật đầu, bắt đầu kể lại. "Chấm, cứ như thế, ta chỉ có thể cùng tên tiểu tử nhân tộc kia đua sức, mà huyết quang rõ ràng cũng không đáng tin, chờ khi thật sự đuổi kịp tên tu sĩ nhân tộc kia, hơn phân nửa ta và hắn sẽ phát sinh chuyện gì đó." Sau thời gian một chén trà nhỏ, nữ tử này mới kể đại khái xong, thở dài một hơi cười khổ nói: Nghe muội nói như thế, xem ra huyết quang hẳn là có hậu thủ nào đó, nếu không hắn sao dám có chủ ý với muội. Hắn mượn thể tại linh giới biến ảo thành phân thân, còn muội trực tiếp phủ hóa thân xuống, thần thông của hắn khẳng định yếu hơn một bậc. Bất quá muội không cần lo lắng, nếu ta đã tỉnh lại thì hiển nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hỗn độn nhị khí đối với tồn tại thánh tổ chúng ta cũng vô cùng hữu ích, rơi vào tay huyết quang thì không tránh khỏi quá đáng tiếc đi. Hơn nữa, khối hóa thân này của ta, khi phủ xuống cũng mang theo không ít ma tinh, đủ để muội hồi phục pháp lực. Nữ giáp sĩ sau khi nghe xong, thản nhiên nói, vậy thì tốt quá, có tỷ tỷ giúp, muội hiển nhiên không cần lo lắng. Nguyên sát vô cùng cao hứng, nói, một tháng sau, trong tầm mắt Hàn Lập đã xuất hiện một dãy sơn mạch cực lớn, sương mù lất phất. Đám sương mù này chẳng những vô cùng dày đặc, mà lại bốc thẳng lên chín tầng mây, bộ dáng dường như không có chút giới hạn nào. Lúc này, Hàn Lập đang ngồi xếp bằng trong một tam giác phi xa, Hai mắt nhắm lại, hai tay đang cầm hai khối cực phần linh thạch yên lặng đều tức. Mắt thấy phi xa càng lúc càng gần sơn mạch, Hàn Lập dường như cảm ứng được gì đó mà mí mắt vừa động chậm rãi mở ra. Rốt cục cũng tới rồi, đây là tận cùng nam thiên trong truyền thuyết. Không hổ là cấm chế do siêu cấp pháp trận hình thành bảo vệ nhân tộc nhiều năm. Nếu không phải hai giới giao nhau, khiến cấm chế chỉ lực yếu đi nhiều thì sợ rằng muốn xuyên qua nơi đây đúng là không dễ dàng. Hàn Lập thì thào nói nhỏ một câu, thần sắc bình tĩnh nhưng lạnh lùng lần nữa nhắm mắt lại, nhưng phi xa lại không chút ý tứ dừng lại, lại chớp động vài lần liền không chút do dự bay vào trong sương mù. Nửa ngày sau, Thạch Điện và cự đại Ngọc Bàn cũng bay đến đây. Nguyên sát và huyết quang đang khống chế bảo vật, thấy cảnh này đều tự hiện thân thương lượng vài câu, sau đó lại tiếp tục cùng thúc giục bảo vật bay vào trong sương mù. Đối với bọn họ mà nói, đã bước hàn lập tới bước này, hiển nhiên sẽ không buông tha, cho dù biết rõ man hoang thế giới có chút hung hiểm nhưng cũng chỉ có thể đuổi theo. Ba tháng sau, thân hình hàn lập xuất hiện trên bầu trời một đầm lầy ngón tay búng ra vô số đạo thanh sắc kiếm khí đan sen tung hoành đem một đầu tử sắc cự sư bị bao phủ trong kim sắc lôi võng chém thành vô số thịt nát một cổ huyết vô tử không trung rơi thẳng xuống không chút do dự hàn lập hư không đánh ra một chảo một đoàn tử quang từ trong huyết vũ bắn ra chớp một cái liền rơi vào lòng bàn tay rõ ràng là một viên yêu đan trong suốt nhỏ bằng quả trứng gà phí một phen tay chân như vậy cuối cùng cũng giải quyết xong con sư tử luyện hư hậu kỳ này có yêu đan của nó hẳn là có thể luyện chế ra một số nhiếp linh đan, có đan dược khôi phục pháp lực này hẳn là có thể kiên trì được thêm một đoạn thời gian nữa. Hàn lập thở dài một hơi, sắc mặt có chút tái nhiệt nhưng khóe miệng nổi lên một tia cười mỉm, tự nói hai câu. Đan dược khôi phục pháp lực trên người hắn ngay cả không ít, nhưng trải qua không ngừng sử dụng trong gần một năm qua hiển nhiên cũng bắt đầu không đủ xài. Mà chỉ dựa vào linh thạch khôi phục pháp lực thì không thể duy trì được việc chạy chối chết trường kỳ như vậy được. Do đó, hắn đã quyết định dứt khoát mạo hiểm tìm một chỗ có nhiều cao dai cổ thú dùng thủ đoạn xét đánh trực tiếp đánh chết chúng mà thu lấy yêu đan rồi lấy chúng làm nguyên liệu cộng thêm một số linh dược phụ trợ thì hẳn là có thể trong thời gian ngắn luyện chế một gia số đan dược khôi phục phập lực cấp thấp mặc dù bởi vì không có thời gian cho nên lúc luyện chế những đan dược này không khỏi lãng phí không ít dược lực nhưng hắn cũng chỉ có thể làm được tới đó bất quá việc này cũng làm hàn lập cảm thấy vững tin hơn một chút chỉ cần kịp thời luyện chế ra đám đan dược này hắn tự tin có thể kiên trì lâu hơn so với truy binh phía sau một ngày sau ba khối hóa thân huyết quang cùng nguyên sát đều xuất hiện trên bầu trời đầm lầy bốn người nhìn bộ hài cốt cổ thú đã sớm hóa thành một đống thịt nát bên dưới sắc mặt theo đó mà đều có chút khó nhịn hiển nhiên mấy người bọn họ không hẹn mà mơ hồ đoán được dụng ý của hàn lập mặc dù nhất thời bọn họ không nghĩ ra cách đối phó đối phương nhưng đã leo lên lưng hổ thì cũng chỉ có thể kiên trì đuổi theo cũng may hai bên mang theo không ít ma tinh trong lúc nhất thời không cần lo chuyện pháp lực không đủ. Cứ như vậy, dọc đường đi hàn lập một đường săn giết cổ thú, một đường luyện chế đan dược khôi phục pháp lực, dần dần dẫn theo truy binh phía sau xâm nhập vào sâu trong man hoang thế giới. Ngẫu nhiên cũng có những khoảng thời gian không thể thu hoạch yêu đan cổ thú, không thể luyện chế đan dược, hàn lập liền dứt khoát lấy ra một số linh thảo linh, linh quả tiên giới mà bản thân thu hoạch được ở nghiễm hàn giới trực tiếp nuốt chừng. Những linh dược này mặc dù dược tính khác nhau, nhưng không thứ nào không ẩn chứa linh khí cực kỳ thuần khiết dùng trực tiếp mặc dù lãng phí rất nhiều dược lực nhưng cũng kịp thời bổ sung một ít pháp lực làm như thế bản thân hắn hiển nhiên tích xúc một lượng nhỏ dược tính lẫn lộn đối với bản thân dĩ nhiên có hại không nhỏ nếu là lúc bình thường hắn chỉ cần chút thời gian là có thể bước chúng ra ngoài được hoặc là luyện hóa chúng là khiến bản thân vô sự nhưng lấy bộ dáng vội vã chạy chối chết hiện tại của hàn lập vô luận thời gian hay pháp lực cũng không có khả năng lãng phí chỉ có thể tạm thời cưỡng chế dược tính sâu trong người chờ sau này xử lý. Lấy thần thông hiện tại của Hàn Lập, trong thời gian ngắn hiển nhiên sẽ không có chuyện gì, nhưng nếu cứ tiếp tục tình trạng thế này, sớm muộn rồi cũng trở thành một đại họa. Điểm này, bản thân Hàn Lập hiểu rất rõ, bất quá vì cái mạng nhỏ, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục kiên trì. Cứ như vậy, một chạy một đuổi, thời gian bất giác trôi qua hơn nửa năm. Một ngày kia, Hàn Lập đang ngồi nhắm mắt trong phi xa, trước người là một bạch y nữ tử, gương mặt xinh đẹp, tay bắt quyết, tinh quang lưu chuyển thay Hàn Lập khống chế bảo vật phi hành. Nữ tử này chính là khối thông linh khôi lỗi mà Hàn Lập có được từ thiên vân 13 tộc tại lôi minh đại lục lúc trước. Mặc dù pháp lực khôi lỗi này thua xa Hàn Lập, dùng để khống chế bảo vật phi hành hiển nhiên tốc độ chậm đi nhiều, nhưng lúc này Hàn Lập cần phải điều tức, còn hơn là dừng lại chờ truy binh phía sau đuổi tới. Điều này khiến Hàn Lập tranh thủ được một chút thời gian để nghỉ ngơi. Nếu không, thời gian phi hành lâu như thế, ngay cả khi có đan dược linh thạch bổ sung thì căn bản cũng không thể chống đỡ được. Nhưng cứ như vậy, sắc mặt Hàn Lập so với nửa năm trước hiển nhiên kém hơn rất nhiều, khí tức trên người lại càng trở nên như có như không. Đột nhiên sắc mặt Hàn Lập vừa động, trong giây lát mở hai mắt ra. Cơ hồ cùng lúc đó, cách Hàn Lập không quá vài dặm chợt truyền ra một tiếng sét bạo liệt, vô số ngân hồ hiện lên rồi lại đan xen vào nhau hình thành một tòa lôi trận cực lớn mà trung tâm lôi trận sau khi vang lên tiếng ầm ầm thì một thân ảnh khôi ngô cao lớn có chút loạn trọng hiện ra. chương 1957, Hoa Thủ tái hiện. Nhân ảnh cao to này cả người bị lôi điện quấn quanh, thân hình trong lôi điện sau khi ổn định, ngẩng đầu lên, rõ ràng là một trung niên đại hán tóc đỏ, trên mặt có dâu quai nón. Khuôn mặt đại hán vuông vức, cái mũi lớn cong lại, phảng phất như mũi ưng, sau lưng có một đôi cánh đỏ, mỗi lần vỗ liền có điện quang hiện lên, phảng phất như hóa thân của lôi thần. Nguyên Bổn thoạt nhìn đại hán uy phong lẫm liệt, nhưng giờ phút này sắc mặt lại trắng bệch, trên người mặc một kiện ngân sắc trường bào, không ít nơi bị cháy đen, thậm chí tay áo còn bị xé rách, lộ ra một cánh tay trần. Đại hán này đúng là một tu sĩ hợp thể sơ kỳ, nhưng thoạt nhìn bộ dáng so với SL còn chật vật hơn vài phần, hơn nữa trong nháy mắt vừa hiện thân, lập tức quay đầu lại giáo giác nhìn, vẻ mặt rất kinh hoàng. Như thế nào là hắn, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Chút khoảng cách như thế Hàn lập hiền nhiên, liếc mắt liền nhìn rõ khuôn mặt Đại Hán, trong lòng cả kinh, thất thanh la lên. Mà Đại Hán phảng phất cũng nghe được lời Hàn lập, bỗng nhiên quay đầu lại, hai mắt bắn ra tinh quang về phía Hàn lập. Kết quả sau khi thấy rõ khuôn mặt Hàn lập trên phi xa, vẻ mặt một chút liền trở nên cực kỳ cổ quái. sắc mặt Hàn lập ngay cả khi không tốt, nhưng sau khi suy nghĩ gì đó, khóe miệng nhếch lên, có vẻ hưng phấn. Sau một khắc, hắn đứng lên, thân hình vừa động liền quỷ mị xuất hiện phía sau thông linh khôi lỗi. Bốp một tiếng, Hàn Lập nhẹ nhàng vỗ lên đầu vai bạch bào nữ tử. Thông linh khôi lỗi này liền hóa thành một đoàn bạch quang bị hắn thu vào trong tay áo. Tiếp theo, dưới chân Hàn Lập chợt lóe linh quang, nhất thời độn tốc phi sa tăng lên mấy lần, chấp động vài cái liền xuất hiện trên hư không cách đại hán không quá trăm trượng. Hàn Lập, là ngươi, sao ngươi lại xuất hiện nơi đây, bộ dáng lại còn chật vật như thế? Đại hán sau khi thả một cổ thần niệm đảo qua người Hàn Lập, nhướng mày lớn tiếng hỏi thanh âm đại hán này có chút trầm thấp, bất ngờ lại nhận ra Hàn Lập. Lôi huynh, Hàn mỗ cũng định hỏi như thế, đường đường là thiếu chủ của một tộc, nhưng lại giống như chim sợ cành cong, chẳng lẽ ngươi cũng bị kẻ nào đó đuổi giết. Khóe miệng Hàn Lập sau khi nhếch lên, cười khổ một tiếng hỏi. Hừ, đích xác lôi mỗ gặp chút phiền toái, bất quá so với tình hình của ngươi thì tốt hơn một chút. Chỉ mấy trăm năm không gặp, không ngờ ngươi lại tiến dài đến cảnh giới hợp thể trung kỳ, nhưng pháp lực trong cơ thể sao lại khô kiệt đến thế không phải ngươi cũng bị mấy tồn tại đại thừa kỳ đuổi giết chứ ánh mắt đại hán hơi chuyển nhìn khuôn mặt hàn lập có chút nghi hoặc hỏi đúng như lôi huynh đoán tại hạ thật sự đang bị tồn tại đại thừa kỳ đuổi giết cho nên mới chạy lạc tới man hoang lôi huynh lấy thần thông lôi trận kinh khủng của ngươi chẳng lẽ cũng bị tồn tại đại thừa kỳ đuổi theo hàn lập nhíu mày thản nhiên thừa nhận sau đó hỏi ngược một câu hắc hắc xem ra chúng ta đúng là một đôi huynh không gia huynh đệ không gia đệ bất quá truy đuổi ngươi là thần thánh phương nào dạo này tồn tại đại thừa kỳ vì sao lại trở nên nhiều như vậy đại hán ngáp một cái tò mò hỏi lôi huynh biết rõ mà còn hỏi nhân tộc chúng ta ở gần đây đã gặp phải ma tai đại kiếp đuổi giết phía sau ta hiển nhiên cũng chỉ có cổ ma đạo hữu chẳng lẽ không biết việc này hàn lập nghe vậy ngẩn ra có chút kỳ quái nói ma kiếp chẳng lẽ truy giết ngươi chính là thánh tổ cổ ma mấy tháng trước ta vừa bế quan đi ra nên không biết việc này lần này đến phiên đại hán bị hù dọa hít một ngụm lương khí trả lời mới vừa bế quan đi ra cũng khó trách ma kiếp đã bắt đầu được một đoạn thời gian rồi đuổi giết ta chính là mấy hóa thân của thánh tổ ma tộc mỗi một tên đều có thần thông đáng sợ hợp thể hậu kỳ liên thủ lại thì ta hiển nhiên chỉ có thể chạy trốn chết phía sau lôi huynh không phải cũng là hóa thân thánh tổ cổ ma chứ vẻ dị sắc trên mặt hàn lập biến mất nghi hoặc hỏi có phải là thánh tổ ma tộc hay không thì ta không biết nhưng đích xác bọn hắn có thể sử dụng ma khí tinh thuần, một người trong đó có công pháp khắc chế ngũ lôi chi thể của ta, về phần người khác thì đến bây giờ ta vẫn không nhìn ra tu vi đối phương sâu cạn thế nào, nói không chừng thật sự là hóa thân của vị thánh tổ cổ ma nào đó. Đại Hán hàm hồ nói hai câu, Hàn Lập nhướng mày, nhưng lập tức liền giãn ra. Vị này là Lôi Vân Tử mà hắn gặp tại dị tộc khi xưa, rõ ràng có thứ gì đó dấu diếm, nhưng lúc này hiển nhiên không phải lúc hỏi nhiều, ngược lại sau khi hơi trầm ngâm, hắn liền nói với đối phương: có thể gặp đạo hiếu thì cũng là vận khí của hàn mỗ không biết lôi huynh còn nhớ loại lôi trận ngày đó ta từng nói với huynh không nếu ta và huynh liên thủ thì ngươi nói đến loại song trọng lôi trận đó sao ta sao lại quên được ha ha như vậy là có cơ hội thoát thân rồi hai mắt lôi vân tử sáng ngời nghe vậy mừng rỡ đạo hiếu nếu đã đồng thuận thì chúng ta nên nhanh ô oh, mùi thơm này từ đâu tới vậy hàn lập đồng dạng cười tươi sau khi ho nhẹ một tiếng liền nói hai câu nhưng mũi vừa động đột nhiên sắc mặt đại biến không tốt là hai tên gia hỏa kia đuổi tới hàn đạo hữu mau lại đây trước tiên ta dẫn đạo hữu rời khỏi nơi này rồi nói sau sắc mặt lôi vân tử có chút trắng bệch vội vàng hét lớn một tiếng nói hàn lập vừa nghe nói thế cũng hoảng sợ không để ý mùi hương kia đến từ đâu dẫm chân xuống phi xa nhất thời hóa thành một đạo thanh hồng bắn đi sau hai lần chấp động hàn lập liền xuất hiện bên cạnh đại hán tay phất xuống dưới phi xa liền hóa thành một đoàn linh quang nhập vào trong người. Đại hán lo lắng bắt quyết, nhất thời tiếng nổ lớn vang lên, vô số ngân sắc điện hồ từ hai cánh và thân hình bắn ra, trong nháy mắt xung quanh hình thành một cái lôi trận mới. Lôi trận phát ra tiếng ầm ầm rung trời, đem đại hán và hàn lập bao phủ vào trong, điện quang chấp động, phảng phất như ngân xà cuồng vũ, đem thân ảnh hai người bao phủ vào trong. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên phía trên lôi trận ba động, một hư ảnh hồng sắc hoa thụ không chút tiếng động hiện lên. Hoa thụ này cao khoảng trăm trượng, toàn thân màu hồng trong suốt, tản mát ra một loại hương thơm khó diễn tả. Hoa thụ đang chuyển động trên cao, bỗng nhiên vô số cánh hoa đỏ rơi rụng xuống, chấp một cái liền hóa thành một cổ hồng sắc hàn quang cuồn cuộn hạ xuống. Nói cũng kỳ quái, phấn sắc quang hà nhìn như chậm, nhưng chấp một cái liền đi hơn trăm trượng, tới phía trên lôi trận. Không kịp nữa rồi, tránh ra, phấn sắc quang hà nhìn vô cùng diễm lệ, khiến người ta vừa nhìn không khỏi cảm thấy vui vẻ thoải mái, nhưng sau khi đại hán nhìn thấy, lại giống như nhìn thấy phấn độc, sắc mặt trắng bệch quát to một tiếng, thậm chí ngay cả truyền tống lôi trận sắp hình thành cũng phải bỏ đi, hai cánh sau lưng đột nhiên vỗ một cái, liền từ trong lôi trận bắn ra, chấp động một lần liền biến mất vào hư không. Mặc dù Hàn Lập lần đầu nhìn thấy phấn hồng hoa thụ, nhưng vừa thấy cử động của lôi vân tử, trong lòng dùng mình, không chút do so dự đầu vai thoáng một cái, thân hình mơ hồ, đồng dạng hóa thành một đạo thanh bạch quang ti từ trong lôi trận bắn ra. Thanh bạch quang ti như ẩn như hiện, chấp động một lần liền xuất hiện trong hư không cách đó hơn 200 trường. Cự đại lôi trận bị phấn hồng quang hà lướt qua, kim hồ chợt lóe liền tiêu tán, không quá thời gian một lần hô hấp, cả tòa lôi trận liền tan biến thành cho bụi. Phấn hồng hà quang dường như có thể khắc chế lôi điện chi lực. Thanh bạch độn quang thu lại, hàn lập lần nữa hiện ra thân hình, quay đầu lại nhìn cảnh này, hiển nhiên hít một ngụm lương khí. Lôi huynh, chẳng lẽ là, hắn không khỏi giật mình hỏi lôi vân tử nửa câu không sai, truy binh của ta đã đuổi tới rồi. Tốc độ hai tên gia hỏa này càng lúc càng nhanh, lôi vân tử sắc mặt trầm như nước, nghe vậy chỉ có thể miễn cưỡng trả lời. Hàn lập nghe xong, trong lòng hiển nhiên âm thầm kêu khổ không ngừng, chỉ có thể mạnh mẽ để thăng 12 phần tinh thần, cẩn thận nhìn khối hư ảnh hoa thụ trên không. Nhưng ngoại trừ hư ảnh hoa thụ kia thì hư không gần đó vẫn trống không, vô cùng yên tĩnh, không xuất hiện bất cứ thứ nào. Vô luận là lôi vân tử hay hàn lập đều không phải tu sĩ bình thường, hiển nhiên sẽ không bị chiêu nhỏ này mê hoặc không dám mạo hiểm hành động cứ đứng tại chỗ bất động hắc hắc lúc này đây sao không chạy nữa đi chắc không phải định bó tay chịu trói giao thứ đó ra chứ vừa dứt lời hư không phụ cận hoa thụ bỗng nhiên hiện ra một tên nam tử xấu xí mặc trường bào vừa hiện thân liền đảo mắt xung quanh nhất thời phát hiện ra lôi vân tử và hàn lập âu còn có kẻ khác ở đây ngươi là ai trong mắt nam tử xấu xí trợt lóe hung quang có chút dữ tận hỏi chính là người này đuổi giết ngươi chạy chối chết sao? Thân sắc Hàn Lập vừa động, hỏi lôi vân tử, đương nhiên không phải, ngoại trừ hắn còn có, đương nhiên còn có thiếp thân. Một thanh âm lãnh đạm của nữ tử đột nhiên từ hư không phía trên hoa thụ truyền đến. Tiếp theo bề mặt hoa thụ cuồng hiện phấn sắc hà quang, phanh một tiếng liền vỡ vụn thành từng mảnh. Một trần cuồng phong thổi qua, hư ảnh hóa thành từng điểm linh quang tiêu tán, nhưng chỗ cũng lại ba độc, hiện ra một nữ tử mặc váy trắng. Nữ tử này dung mạo vô song, Thân sắc vô cùng bình tĩnh, dưới đôi chân ngọc bất ngờ lơ lửng một đóa cửa hoa hồng nhạt. Trong nháy mắt Hàn Lập nhìn thấy nữ tử này, chỉ cảm thấy trong lòng ngưng trọng, cảm giác hít thở không thông, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cơ hồ trong nháy mắt, Hàn Lập liền khẳng định cho dù đối phương không phải là tồn tại đại thừa kỳ thì tuyệt đối cũng là một hóa thân của đại thừa kỳ, nếu không thì không có khả năng khiến hắn cảm thấy sợ hãi như thế. Nữ tử sau khi hiện thân, ánh mắt phân biệt nhìn hai người Hàn Lập và Lôi Vân Tử miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười thần bí. Chương 1958, bại lộ, đạo hữu nên đối y đi, hà tất vì một đóa linh hoa mà trốn chạy cả tháng. Phải biết rằng đóa thiên đàm hoa này đối với người hiện tại cũng vô dụng. Chỉ cần giao nó ra, ta liền tha cho ngươi một mạng, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch y nữ tử nói mấy lời khiến lôi vân tử xanh cả mặt. Hừ, thiên đàm hoa là thiên địa linh vật chân quý, cho dù hiện tại ta không dùng được, nhưng sau này nhất định có tác dụng muốn lôi mỗ không công giao ra thì thứ cho không thể làm theo. Lôi vân tử sau khi hừ lạnh một tiếng, không chút do dự từ chối. Xem ra người vẫn có vài phần tin tưởng đối với lôi độn chi lực của mình. Nữ tử không chút tức giận lạnh nhạt nói, hắc hắc, các hạ nếu thật sự có bản lĩnh bắt được ta thì lôi mỗ sao có thể trốn chạy cả tháng. Lôi vân tử cười lạnh, bộ dáng kiêng kỵ nữ tử lúc trước này chỉ trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy, nói. To gan, ngươi dám nói chuyện với bảo hoa đại nhân như vậy sao? hắc bào đại hán xấu xí bỗng nhiên hướng lôi vân tử hét lớn một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Đúng là cáo mượn oai hùm, ngươi có tin không, nếu một đánh một, ta chỉ cần ba giây là có thể lấy được cái tiểu mạng của ngươi. Sắc mặt lôi vân tử trầm xuống, giọng nói băng hàn châm chọc lại một câu. Đại hán xấu xí nghe vậy nhất thời tức giận sôi máu, miệng gầm nhẹ một tiếng, hai tay nắm lại định đánh qua. Nhưng đúng lúc này, bạch bào nữ tử lại khoát tay chặn lại, thản nhiên nói. Hắc ngạc dừng tay, người vừa mới hóa hình không lâu đích xác không phải là đối thủ của vị đạo hữu này bảo hoa đại nhân ta mặc dù đại hán nghe lời mà thả lỏng nắm tay nhưng bộ dáng vẫn có chút không cam lòng thế nào người dám ý kiến sao nữ tử được gọi là bảo hoa này mí mắt vừa động thản nhiên nói một câu không dám thuộc hạ vừa rồi có chút lỡ lời hắc ngạc cả kinh có chút kinh hoàng vội vàng giải thích ánh mắt bảo hoa nhìn vẻ mặt đại hán vài lần sau đó mới hời hợt nói một câu không có lần sau, rõ chưa? Hắc ngạc trong lòng thả lòng, hiển nhiên cuông quyết vâng dạ. Hàn lập ở một bên chậm rãi quan sát tất cả, nét mặt ngưng trọng, hai mắt nhìn hắc bào đại hán hiện lên một tia kinh nghi. Hắc bào đại hán này rõ ràng hắn lần đầu tiên gặp qua, nhưng khí thức hung ác của đối phương khiến hắn cảm giác như đã từng cảm nhận được ở nơi nào đó rất xa. Trong lòng hắn hiển nhiên có chút nghi hoặc, bất quá, trước mắt không phải lúc lo lắng việc này, quan trọng nhất chính là làm cách nào cùng lôi vân tử thoát thân về việc này hắn biết rõ chỗ huyền diệu của lôi quang trận cho nên cũng không thật sự quá mức lo lắng lấy thần thông của lôi vân tử chỉ cần có chuẩn bị trước muốn mang hắn truyền tống bất quá cũng chỉ là một ý nghĩ mà thôi cho dù ngay cả nữ tử trước mắt thật sự là tu sĩ đại thừa kỳ thì cũng không thể cản được nếu không lôi vân tử cũng không thoải mái trước mặt đại địch sâu không lường được này tâm niệm hàn lập nhanh chóng chuyển động mà nữ tử trên cự hoa phía đối diện lại lần nữa mở miệng nói với lôi vân tử Loại lôi trận chi thuật này do đạo hữu tự mình sáng tạo đích xác rất huyền diệu, nhưng cũng chỉ có người có ngũ lôi chi thể như ngươi mới có thể phát huy nhuẩn nguyễn. Đạo hữu mới vừa rồi từ chối đề nghị của ta, chắc cũng chỉ dựa vào điểm này. Không sai, vậy thì sao? Lôi vân tử âm trầm trả lời, trong lòng có chút kỳ quái đối với dụng ý của đối phương. Kỳ thật, lôi trận truyền tống chi thuật này của ngươi là đem không gian chi lực và lôi điện chi lực kết hợp xảo diệu lại với nhau thì mới có thể truyền tống ra ngoài mấy vạn dặm nhưng đem hai loại lực lượng này dung nhập một thể thì không phải chuyện dễ dàng người cũng phải tham khảo một loại bí thuật nào đó mới có thể may mắn nghiên cứu ra bảo hoa thản nhiên nói thần sắc lôi vân tử vừa động nhưng ngoại trừ lạnh lùng nhìn nữ tử thì vẫn chưa nói gì mà bạch bào nữ tử sau khi khẽ cười liền bổ sung vừa hay thần thông ta tu luyện cũng ẩn chứa lôi điện chi lực và không gian chi lực đối với hai loại lực lượng pháp tác này cũng có chút nghiên cứu ngươi nói vậy là có ý gì sắc mặt lôi vân tử khẽ biến rốt cục không nhịn được hỏi một câu. Chắc đạo hữu cũng đã nhận ra, khoảng thời gian hai ta truy đuổi càng lúc càng ngắn. Nói không chừng, không quá mấy lần nữa ta có thể tham mộ ra loại lôi trận pháp tắc chi lực này, thần thông này của đạo hữu liền mất đi hiệu dụng trước mặt ta. Mà trên người ngươi cũng bị ta hạ một loại ấn ký, trừ khi có thể một lần truyền tống ra ngàn vạn dặm, nếu không thì sớm hay muộn cũng bị ta bắt được. Mới vừa rồi ta nói nhiều như vậy cũng chỉ là không muốn lãng phí thời gian mà thôi, cũng coi như cho đạo hữu cơ hội cuối cùng. Nếu không thì trong tay ta có một loại bảo vật, vừa lúc thiếu mấy tinh hồn hợp thể kỳ làm chủ hồn, một khi ngươi từ chối cơ hội lần này, từ nay về sau một khi bị ta bắt được, hiển nhiên ngươi sẽ trở thành một trong những chủ hồn của bảo vật này. Trong mắt nữ tử lưu chuyển mơ quang, khinh phiêu phiêu. Mà Lôi Vân Tử sau khi nghe xong, sắc mặt không khỏi trắng bệch, thần sắc âm tình bất định. Bạch y nữ tử cũng không có ý thúc dục, ngược lại ánh mắt vừa động, rốt cuộc nhìn về phía Hàn Lập. Ánh mắt nữ tử này trong suốt như nước nhưng Hàn Lập chỉ cảm thấy trên người mát lạnh, có cảm giác toàn thân đều bị đối phương nhìn thấu. Điều này chứng tỏ thần niệm đối phương cường đại vượt xa mình. Hàn Lập trong lòng cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều, đại diễn quyết và luyện thần thuật đồng thời vận chuyển trong cơ thể, thần niệm chi lực thoáng cái liền trải rộng khắp nơi trên cơ thể, cảm giác quỷ dị khi bị nhìn thấu theo đó mà miễn cưỡng ngăn trở lại. Nhưng chỉ một lát này cũng khiến Hàn Lập cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh, trong lòng cực kỳ kinh sợ hắn tự phụ thần niệm cường đại không kém quá nhiều so với tu sĩ đại thừa kỳ, nhưng ánh mắt nữ tử này lại khiến hắn cảm thấy đáng sợ hơn như thế, điều này chẳng phải nói lên nữ tử này cho dù ở trong số đại thừa kỳ tuyệt đối là tồn tại đứng đầu. Sau một khắc, chuyện khiến Hàn Lập càng thêm hoảng sợ lại xảy ra. Ánh mắt nữ tử sau khi đảo qua người hắn một vòng, ánh mắt đột nhiên hiện lên vẻ cổ quái, thản nhiên nói. Hóa ra ngươi là kẻ tại Ma Kim Sơn Mạch giết đi thủ hạ của ta, cũng đoạt lấy một khối huyền thiên như ý nhận đạo hữu lấy bảo vật của ta dùng nhiều năm như vậy, có phải nên trả lại cho thiếp thân hay không? Tiền bối nói vậy là có ý gì, tại hạ không rõ. Dường như đây là lần đầu tiên ta gặp tiền bối, hàn lập trong lòng kinh hãi, mơ hồ đoán được gì đó. Nhưng gượng cười nói một câu, xem ra đạo hữu không định chủ động trả lại, cũng được, để ta tự mình lấy vậy. Vẻ mặt nữ tử không chút cảm tình, sau khi nói một câu tay liền phất về phía hàn lập. Nhất thời, từ trong tay áo hàn lập đột nhiên vang lên tiếng xé gió vù vù một đạo kim quang theo đó bắn nhanh ra đúng là khẩu huyền thiên tàn nhận nọ bảo vật này nguyên bổn vẫn ở yên trên người hàn lập nhưng sau khi bị nữ tử tùy ý phát tay lại lập tức chặt đứt liên lạc thân niệm với hàn lập bay về phía bạch bào nữ tử sắc mặt hàn lập lập tức đại biến cơ hồ theo bản năng phất tay ra một bàn tay hóa thành thanh sắc đại thủ đánh ra nhưng khẩu kim sắc tàn nhận này chỉ chợt lóe một cái lập tức hóa thành một đạo tinh mang biến mất trong hư không vì thế thanh sắc đại thủ liền chụp hụt vào khoảng không lúc này bạch y nữ tử khẽ vươn hai ngón tay ngọc ra giữa hai ngón tay chợt lóe kim mang một khẩu kim sắc đoạn nhận dài không quá một tấc quỷ dị hiện lên vừa lúc nhẹ nhàng bị kẹp vào giữa ngón tay sắc mặt hàn lập một chút liền trở nên cực kỳ khó coi lúc này hắn đột nhiên nhớ tới lai lịch của đại hán xấu xí kia đối phương rõ ràng mang khí thức cường đại của một loại ma thú nào đó mà hắn cảm ứng được khi ở còn ma kim sơn mạch chỉ là lúc đó hắn đang đánh nhau với kẻ địch chỉ dùng thần niệm vội đảo qua mà không để ý nhiều lắm, cho nên ấn tượng mới mơ hồ như thế. Nếu vậy thì lời nữ tử này nói hơn phân nửa là không sai, dù sao khẩu tàn nhận này đúng là đoạt được từ con ma viên hợp thể kỳ ở Ma Kim Sơn Mạch. Mà nữ tử này hẳn là thánh tổ ma tộc ẩn tàng trong Ma Kim Sơn Mạch rồi. Mặc dù Hàn Lập đau xót vì mất đi bảo vật, nhưng sau khi nhanh chóng tự định giá đã đem lai lịch nữ tử và thủ hạ này đoán được 7-8 phân. Hắn âm thầm kêu khổ không ngừng, chỉ có thể lập tức đề cao sự cảnh giác lên 120%. Quả nhiên đúng là như ý nhận, bảo vật này theo ta thời gian dài như thế, ngay cả ta cũng không nhớ rõ có nó từ bao giờ. Cho dù người che giấu khí tức thì sao có thể giấu giếm được bổn tọa. Hắc ngạc, đúng lúc ngươi không có bảo vật vừa tay, khẩu như ý nhận tàn phiến này ta ban cho ngươi. Thân sắc nữ tử có chút khác thường, sau khi vuốt phe tàn nhận vài cái liền ngoài dự đoán của mọi người vứt bảo vật này cho đại hán xấu xí đang đứng một bên đa tạ bảo hoa đại nhân ban thưởng hắc ngạc đầu tiên là ngẩn ngơ nhận lấy bảo vật tiếp theo mới hiểu ra nhất thời vừa vui vừa sợ vội vàng thi lễ với nữ tử hàn lập nhìn thấy cảnh này trong lòng hiển nhiên buồn bực không thôi nhưng nghĩ đến thần thông kinh người của nữ tử này thì cũng chỉ có thể trừng mắt mà nhìn thôi tiếp theo lại có chút ngoài dự đoán nữ tử không hỏi gì tới hàn lập nữa mà ngược lại chuyển ánh mắt lần nữa lạnh nhạt hỏi lôi vân tử một câu ngươi nghĩ kỹ chua có chắc vì một gốc linh dược hiện tại vô dụng mà định cả đời không vươn lên được lôi vân tử nghe nói thế thân hình có chút động vẻ trầm ngâm trên mặt dần thối lui thở dài một tiếng nói lời tiền bối vừa rồi không sai nhưng nếu như lời này sớm nói từ hơn nửa ngày trước thì lôi mỗ không chừng thật sự đã bị thuyết phục nhưng hiện tại thì lời còn chưa dứt đột nhiên hai cánh sau lưng lôi vân tử vỗ mạnh một cái đồng thời hai tay bắt quyết tiếng ầm ầm nổ ra vô số ngân hồ từ trên người bắn ra thân hình hắn khẽ chấp lên một cái liền biến mất trong điện quang. Sau một khắc, bên cạnh Hàn Lập chợt lóe điện quang, một lôi trận thật lớn ầm ầm hiện lên, bên trong có một đạo nhân ảnh như ẩn như hiện. Đúng là Lôi Vân Tử, chạy mau, hắn quát khẽ một tiếng, mà cơ hồ ngay khi lôi trận vừa xuất hiện, Hàn Lập liền không chút do dự phóng vào. Đại Hán xấu xí ở phía xa thấy cảnh này nhất thời giận dữ hét lớn một tiếng, tay hư không chảo một cái, một cái búa lớn màu đen xuất hiện trong tay, hai tay cầm chặt bổ thẳng vào trung tâm lôi trận. Phốc một tiếng, một đạo phủ mang thô to liền hóa thành một đạo hắc mang điên cuồng chém đi, nơi nào hắc mang đi qua nơi ấy hư không loạn động một trận, phảng phất như hư không dưới một kích này mà bị bổ nứt ra vậy. Chương 1959, Huyễn Nhật Thần Thông. Nhưng hành động này của đại hán hiển nhiên đã trễ, hắc sắc phủ mang ngay cả khi thanh thế to lớn, nhưng động tác lôi vân tử lại nhanh hơn vài phần. Chỉ thấy lôi vân tử hư lạnh một tiếng, lôi trận ba động, hắn và hàn lập liền biến mất trong ngân sắc điện quang hắc sắc phủ mang bay đến chém nát lôi trận nhưng ngay cả cọng lông của hai người hàn lập cũng không thể tổn thương nữ tử bảo hoa vẫn không ngăn cản đại hán công kích nhưng bản thân vẫn không có ý ra tay sau khi than nhẹ một tiếng liền nhắm hai mắt lại dường như đang yên lặng cảm ứng gì đó đại hán ở bên cạnh thấy công kích không hiệu quả trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng nhưng thấy hành động của nữ tử như vậy lập tức ngậm miệng đứng bảo hộ một bên không hề nói gì không biết trải qua bao lâu, nữ tử mở đôi mắt đẹp ra, thản nhiên nói một câu. Nhiều lắm thì chỉ năm sáu lần nữa, ta sẽ khiến tên này chắp cánh cũng khó thoát. Hiện tại ta đã tìm ra vài vị trí có thể xuất hiện truyền tống, chúng ta lập tức đuổi qua thôi. Lần gặp mặt tiếp theo lâu lắm cũng chỉ vài giây. Vâng, bảo hoa đại nhân, những tên dị tộc linh giới này sao biết được chỗ lợi hại của đại nhân, bất quá bảo vật của đại nhân sao lại rơi vào tay người nọ. Hắc ngạc tiến lên nịnh nọt một câu, cũng có chút kỳ quái hỏi. Chẳng có gì lạ cả. Năm đó, một cái Huyền Thiên Như Ý tàn phiến của ta bị đầu Ma Viên nọ lấy cắp ra ngoài, cho khi ta thức tỉnh tìm ra nơi Ma Viên này ẩn thân thì lại phát hiện nó vừa mới bị giết. Mà tàn bảo này hiển nhiên cũng rơi vào tay kẻ giết nó. Năm đó, trước lúc ta thức tỉnh một đoạn thời gian, có không ít người của Thiên Vân xông vào sơn mạch. Kẻ giết nó có lẽ là một người trong số đó, ta vốn tưởng là người của Thiên Vân, bởi vì năm đó ta và mấy tên thái thượng trưởng lão có hiệp nghị, cho nên không tiện đi điều tra bảo vật này nhưng tuyệt đối không ngờ huyền thiên tàn phiến lại rơi vào tay tu sĩ nhân tộc cũng không biết lúc đầu hắn sao lại trà trộn vào ma kim sơn mạch nếu là thế thì ta hiển nhiên phải đòi lại bảo vật nữ tử bình tĩnh nói thì ra là thế lúc đầu thuộc hạ từng gặp qua đám người này tại thiên vân nhưng không nghĩ tới trong bọn họ lại có người có thể giết được ma viên hợp thể kỳ sắc mặt đại hán biến đổi không khỏi có vài phần hoảng sợ được rồi việc này tạm thời không nói trước tiên cướp lấy thiên đàm hoa quan trọng hơn cái khác không nói khi thật đoá kỳ hoa này có thể ức chế một phần thương thế trên người ta, cho nên ta không thể dễ dàng bỏ qua. Huống hồ, dựa theo bói toán thuật mấy ngày trước, linh dược ta muốn tìm dường như đều ở khu vực này. Hắc ngạc, người giúp ta để ý một chút, nếu có thể tìm được linh dược, khiến pháp lực ta khôi phục thì hiển nhiên người cũng có chỗ tốt. Ánh mắt nữ tử chợt lóe mâu quang, nói: Đại nhân yên tâm, Hắc ngạc tuyệt đối tận tâm hết sức giúp đại nhân tìm kiếm linh dược nọ. Nhưng đáng tiếc chính là bản thân đại nhân cũng không biết chính xác linh dược nọ là gì, nếu không thì đã giảm bớt phiền phức rồi. Đại hán vội vàng biểu lộ trung thành, nói, mặc dù ta am hiểu chút thuật bói toán, nhưng cũng không tính là tinh thông cho lắm. Đáng tiếc, năm đó hai người vân long bên cạnh ta đã chết trận, nếu có bọn họ ra tay thì ta cần gì phải tự mình rời núi. Trong đôi mắt đẹp của bạch bào nữ tử hiện lên một chút cô độc. Danh tiếng hai vị đại nhân vân, long năm đó hắc ngạc cũng từng nghe nói qua nghe nói mặc dù hai vị đại nhân này không phải là tồn tại thánh tổ nhưng lại nắm giữ thần thông khiến thánh tổ bình thường cũng phải kiêng kỵ vài phần. đặc biệt là thuật bói toán của vân đại nhân được xứng là thứ hai tại thánh giới. cũng chỉ có huyến quang đại nhân dùng thuật bói toán tiến giai mới có thể miễn cưỡng so sánh. hắc ngạc vừa nghe nữ tử đề cập đến hai người kia trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghiêm nghị. hắc hắc, ngay cả ngươi cũng biết tên của bọn họ. cũng khó trách năm đó danh tiếng bọn họ rất lớn, đích xác không dưới thánh tổ nữ tử thản nhiên cười một tiếng, đôi mắt chấp động lâm vào trầm tư. Đại hán cười làm lành một chút, cũng không dám nói tiếp điều gì. Không lâu sau, thần quang trong mắt nữ tử thu lại, ra lệnh. Đi thôi, nếu không đi thì muốn đuổi theo tiểu tử nọ sợ rằng phải phí một phen tay chân. Đại hán hiển nhiên không chút ý kiến, lúc này không người đáp ứng một câu, thân hình vừa động lập tức chợt lóe bay lên trên cự hoa rồi cung kính đứng phía sau nữ tử vài trường. Bảo hoa phất tay, cự hoa phía dưới xoay tròn, vô số phấn hồng hà quang tuôn ra đồng thời một mùi thơm từ trên hoa tán ra phanh một tiếng phấn hồng hà quang tan đi cự hoa nhất thời biến mất không thấy trong một thời gian ngắn cự hoa liên tiếp xuất hiện ở ba bốn nơi khác nhưng chỉ quỷ dị hiện lên liền biến mất không thấy sau hai canh giờ hư không trên một phiến rừng rậm vừa động phấn hồng cự hoa lần nữa xuất hiện đột nhiên từ trong cự hoa truyền ra một tiếng di đầy kinh ngạc tiếp theo cự hoa thu hà quang lại cánh hoa thật lớn mở ra Bảo Hoa và Đại Hán xấu xí lập tức hiện thân đi ra. "Sao vậy đại nhân, đại nhân đã tìm ra hai người nọ rồi à?" Hắc Ngạc đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức mừng rỡ hỏi. "Không có, chỉ là chúng ta dường như gặp một số vị khách không mời." Hai ma bạch bào nữ tử nhìn về phía chân trời, trên mặt hiện lên vẻ ngoài ý muốn. "Khách nhân?" Hắc Ngạc hiển nhiên khó hiểu, vội vàng nhìn về phía xa nhưng lại không thấy bất cứ thứ gì, trong lòng không khỏi có chút nói thầm. "Nhưng sau một khắc, chân trời chợt lóe linh quang, hai luồng bạch quang không chút dấu hiệu hiện lên, chỉ chóp động vài lần liền gào thét bay tới hư không gần đó. Độn tốc cực nhanh, quả thực khó có thể hình dung. Càn khôn bàn, thạch ma điện, đại hán lúc đầu còn chưa để ý, nhưng chờ khi bạch quang tới gần, thấy rõ hai thứ khổng lồ kia, thất thanh la lên, vẻ mặt chờ nên quái dị. Trong bạch quang rõ ràng là một tòa thạch điện và một cự đại ngọc bàn. Ánh mắt bảo hoa nhìn hai vật này đồng dạng có chút phức tạp, nhưng trên mặt càng lúc càng lạnh lùng còn về phía đám người trong thạch điện và ngọc bàn hiển nhiên cũng phát hiện ra cử hoa cơ hồ sắc mặt đại biến vội vàng dừng bảo vật lại tiếp theo hư không phía trên hai vật này ba động một trận bốn đạo nhân ảnh theo đó mà đồng thời hiện lên đúng là bốn đại hóa thân nguyên sát và huyết quang bọn họ nhìn bạch bào nữ tử trên cự hoa sắc mặt thoáng cái liền trở nên cực kỳ khó coi bào hoa tỷ tỷ hóa ra là tỷ sắc mặt nguyên sát sau khi liên tiếp biến hóa vài lần thì mới nói ra được vài chữ giọng nói vô cùng cứng ngắc nguyên sát hóa ra là ngươi, không nghĩ tới ta và ngươi lại có ngày gặp lại ở linh giới này. Xem ra thánh tế đã bắt đầu rồi, bất quá danh xưng tỷ tỷ thì ta không dám nhận, thần sắc bảo hoa khôi phục bình tĩnh, hơi hợt nói. Sau khi nguyên sát nghe nói như thế, sắc mặt một chút liền trở nên trắng bệch rồi không nói gì nữa. Mà ba đại hóa thân huyết quang bên cạnh sau khi nhận ra thân phận bảo hoa, sớm đã âm thâm kêu khổ không ngừng, nhưng khi ánh mắt bảo hoa lạnh như băng đảo tới, trên mặt ba người không khỏi lộ ra vẻ gượng cười, khối hóa thân ở giữa càng có chút khép nép, vội vàng nói. Huyết quang bái kiến bảo hoa đại nhân, hư, bản lãnh của ngươi cũng tiến bộ nhanh đấy, không ngờ một hơi tu luyện ra nhiều hóa thân như vậy. Đúng lúc bên cạnh ta còn thiếu mấy tên sai vật, bắt các ngươi cũng có ích. Bạch bao nữ tử nhíu mày, thanh âm lạnh lùng nói. Ba khối hóa thân huyết quang nghe nói thế, sắc mặt giật mạnh một cái mà trở nên tái nhợt không còn chút máu. Bọn họ sau khi nhìn nhau một cái, dường như hạ quyết tâm, không chờ bảo hoa nói gì thêm, lúc này gào thét một tiếng đồng thời hóa thành ba đạo hắc khí bắn đi tất cả chợt lóe liền chui vào trong ngọc bàn càn khôn bàn sau khi phát ra tiếng ầm ầm ngoài thân chợt tuôn ra hắc bạch chi khí thoáng cái liền hóa thành một cái đồ án thái cực thật lớn thoáng một cái liền mơ hồ biến mất càn khôn bàn đích xác vô cùng huyền diệu nhưng đáng tiếc ngươi không phải chủ nhân chính thức của nó mà bản thể của ngươi cũng không ở đây lại còn muốn chạy thoát trước mặt ta không thấy hiện ra đã quá vọng tưởng rồi sao ngọc dung bảo hoa trầm xuống lạnh như băng nói một câu, một tay bỗng dơ lên cao. Một màn kinh người xuất hiện, nguyên bổn một trong số bảy mặt trời cực nóng trên cao đột nhiên cuồng trướng lên, hơn nữa mơ hồ còn có chút vặn vẹo, hư không gần đó theo đó mà ba động một trận, một cái mặt trời đường kính ngàn trượng cuồn cuộn hiện lên. Mặt trời này vô cùng chói mắt, hư không bị chiếu sáng, nhiệt độ thoáng cái liền tăng lên gấp 10 lần, phảng phất như mặt trời trong nháy mắt bị nữ tử mạnh mẽ tóm lại gần. Huyễn Nhật Đại Pháp, Nguyên Sát vừa thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi mà thất thanh kêu lên một tiếng, tiếp đó sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm bất định. Bảo Hoa lạnh lùng nhìn nữ tử này một cái nhưng không nói gì cả chỉ khẽ vươn một ngón tay ra điểm về phía mặt trời trên không trung. Âm một tiếng, mặt trời chậm rãi chuyển động, vô số bạch sắc quang ti từ bề mặt bắn ra xuyên thủng hư không phía dưới, phạm vi công kích cực lớn, phảng phất bao trùm tất cả phạm vi mà mắt thường có thể nhìn thấy. Nguyên sát thấy vậy cũng phất tay một cái, một cái hắc sắc cổ kính theo đó mà hiện lên ở trên đinh đầu hóa thành một tầng quang mạc trong suốt bảo hộ bản thân bên trong. Phiến quang mạc này ngay cả khi thoạt nhìn kiên cố, nhưng dưới công kích của đám quang ti lại nhộn nhạo vài cái, bộ dáng như rất miễn cưỡng chống đỡ được. Bất quá, xem bộ dáng của lam bào nữ tử đang không ngừng bắt quyết thì rõ ràng là không thể chống đỡ lâu. Mà cách đó hơn ngàn trượng, trong nháy mắt khi quang ti xuyên thủng hư không thì một tiếng nổ kinh thiên xé gió chuyển đến. Không gian thoáng ba động một cái, cự đại ngọc bàn có chút loạn trọn hiện ra. Quang ti gần đó vừa thấy mục tiêu xuất hiện mà như có linh tính đồng loạt thay đổi phương hướng như mưa rào bắn về phía ngọc bàn. Trong phút chốc, toàn bộ ngọc bàn bị vô số quang ti như vũ bão bảo phủ vào trong. Theo đó, một tiếng hét đầy kinh sợ của huyết quang từ trong ngọc bàn truyền ra, ngọc bàn xoay tròn một cái đem hắc bạch nhị khí tuôn ra, lần nữa biến thành bộ dáng thái cực thật lớn, nhất thời có thể chống lại thế công mãnh liệt của quang ti. Trường 1960, Cung thần đã thương địch thủ. Bảo Hoa thấy cảnh này, nét mặt không chút biểu tình lập tức phất một tay về phía Ngọc Bàn. Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, quang mang chợt lóe từ đó lộ ra một bàn tay to hơn trăm trượng, năm ngón tay mở ra, bạch sắc chân diễm trên tay hung hăng thiêu đốt, chụp thẳng về phía Ngọc Bàn. Ngọc Bàn lần nữa truyền đến tiếng giống giận dữ của huyết quang, hắc bạch thái cực đồ án chấn động thoát ra khỏi Ngọc Bàn, rồi cuồng trướng nghênh đón bàn tay to, mà bản thân Ngọc Bàn sau khi vù vù một tiếng, hư không gần đó mơ hồ vặn vẹo một trận định lần nữa thuấn di bỏ chạy hắc bạch thái cực và bạch diễm trên bàn tay to vừa tiếp xúc với nhau lập tức quang mang hộ thân run rẩy bị bàn tay khổng lồ bóp chặt lại phát ra một tiếng gào thét rồi nổ tung ra bạch diễm cuồn cuộn trong nháy mắt đem hắc bạch thái cực biến thành mây khói sau đó trở mình không biết làm thế nào lại đem ngọc bàn bao vây vào trong ngay cả khi ba khối hóa thân huyết quang trong ngọc bàn kinh hãi tiếng cầu xin tha thứ khác nhau đồng thời truyền ra nhưng ngọc bàn này trong bạch diễm lượn lờ thiêu đốt cơ hồ trong khoảnh khắc liền biến thành một màu đỏ đậm. Thậm chí, sau khi năm ngón tay to chụp lấy ngọc bàn, năm con hỏa long từ đầu ngón tay bay ra, sau khi vây quanh ngọc bàn một lần liền khiến bảo vật này bắt đầu tan ra thành nước. Không, một tiếng hét cực kỳ kinh sợ từ trong ngọc bàn truyền ra, tiếp theo linh quang chợt cuồng thiểm một trận, một tiểu tháp từ trong ngọc bàn bay ra, thoáng cái liền hóa thành một đạo thất sắc hư ảnh cao hơn trăm trượng đem năm con hỏa long chặn lại. Năm con hỏa long mặc dù lắc đầu vẫy đuôi, miệng không ngừng phun bạch diễm, nhưng bộ dáng lại không thể làm gì được hư ảnh thất sắc cự tháp này. Không riêng như thế, bề mặt hư ảnh cự tháp sau khi hiện lên một tầng thất sắc quang vượng liền hấp thu không ít bạch diễm vào trong, khiến cho bản thân nó càng lớn thêm vài phần. Nhưng đúng lúc này, khỏa mặt trời khổng lồ trên không trung dưới thúc dục pháp quyết của bảo hoa phảng phất như cự sơn ầm ầm rơi xuống. Thất sắc tiểu tháp nọ ngay cả khi vạn phần huyền diệu, nhưng dối năng lực của ba gã hóa thân huyết quang căn bản không thể phát ra 10 phần uy lực, bị mặt trời áp xuống bất quá chỉ kiên trì được vài giây liền vỡ vụn thành từng điểm thất sắc quang điểm. Thất sắc quang điểm chợt lóe lên, lần nữa ngưng tụ thành một tiểu tháp lúc trước nhưng quang mang ngoài thâm ảm đạm vô cùng lơ lửng bất động tại chỗ. Mà khỏa mặt trời khổng lồ vẫn đè xuống cự bàn bên dưới, cự bàn căn bản không kịp có bất cứ phản ứng gì liền bị mặt trời nuốt chừng vào trong. Trong trăm đạo quang mang chấp động, ngọc bàn lần nữa giã ra, trong nháy mắt khi ngọc bàn chưa hoàn toàn biến mất chợt ba đạo huyết quang từ trong ngọc bàn bắn ra, nhưng sau khi bị bạch diếm cuồn cuộn bao vây nhất thời phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết liền bị bạch diếm cắn nuốt không còn một mảnh ba đạo huyết quang này đúng là ba đại hóa thân huyết quang ba đại hóa thân này mỗi một khối đều có thần thông không kém gì tu sĩ họp thể hậu kỳ nhưng trước mặt nữ tử bảo hoa này lại có vẻ không chịu nổi một kích đương nhiên đầu tiên là đây chỉ là hóa thân của huyết quang mà thôi trong khi đó bảo hoa lại là bản thể thứ hai huyễn nhật thần thông này nguyên bổn có công dụng khắc chế phần lớn ma công cho dù ngay cả khi bảo hoa danh chấn ma giới một thời, nhưng hiện tại dưới tình huống tu vi đại giảm thì tuyệt đối không thể dễ dàng diệt sát ba đại hóa thân của huyết quang có trí bảo hộ thân như vậy được. Mà cơ hồ ngay lúc ba đại hóa thân huyết quang chết, trong một tòa cự tháp của ma tộc gần thiên uyên thành, một gã huyết bào đang ngồi ngay ngắn trên vương tỏa thần sắc nghiêm nghị đang nghe mấy tên ma tôn hợp thể kỳ kể lại kết quả càn quét nhân tộc gần đây. Hiện tại, ma tộc đại quân sau khi đem các cứ điểm khổng lồ gần thiên Nguyên thành càn quét không còn, mà ngay cả một số tông môn thế gia nhỏ trốn ở những nơi bí ẩn cũng bị tiêu diệt sạch tới 78 phần thì hiện bắt đầu tính đến chuyện bố trí bao vây như thế nào xung quanh thiên uyên thành. Huyết bào thiếu niên nghe đến nhập thần, thường xuyên gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng đột nhiên sắc mặt đại biến mà đứng bật dậy, đồng thời phát ra một tiếng gầm nhẹ cực kỳ kinh sợ. Không thể nào, ba người bọn họ liên thủ, sao lại xảy ra chuyện được cơ chứ? Đám ma tộc tôn giả khác vừa thấy bộ dáng giận dữ của huyết bào thiếu niên, hiển nhiên cũng bị rắt bất ngờ trong lúc nhất thời không khỏi hai mặt nhìn nhau huyết quang đại nhân rốt cục có chuyện gì xảy ra mà khiến đại nhân kinh sợ như thế một lão giả ma tộc thân phận không thấp sau khi hơi trần chờ liền cẩn thận hỏi một câu không có gì ba gã cận vệ bị ta hạ thần niệm xảy ra chút chuyện không thể hoàn thành đại sự mà ta giao phó bất quá không sao ta sẽ phái người khác đi làm tâm niệm huyết bào thiếu niên vừa chuyển vẻ phẫn nộ trên mặt nhanh chóng biến mất lần nữa khôi phục như thường, nói. Thấy huyết bào thiếu niên nói như thế, trong lòng đám ma tộc tôn giả tuy có chút nghi hoặc, nhưng hiển nhiên không dám hỏi thêm, một gã ma tôn sau khi ho nhẹ hai tiếng liền tiếp tục trở lại đề tài. Mà huyết bào thiếu niên thần sắc lại vô cùng bình tĩnh, phảng phất sự giận dữ mới vừa rồi chỉ là nhất thời thất thố mà thôi. Ở sâu trong hồ nước đỏ như máu tại ma giới đột nhiên không chút dấu hiệu truyền ra một tiếng thét cực kỳ giận dữ. Tiếng thét này đầy thê lương tới chói tai khiến hồ nước gần đó không ngừng chấn động, nhưng sau thời gian một chén trà nhỏ tiếng thét liền ngừng lại, rồi nơi đây lại trở nên không còn bất cứ tiếng động gì nữa. Tại linh giới, trong nháy mắt khi Nguyên Sát bị mặt trời khổng lồ rơi xuống, quang mạc trong suốt do hắc sắc của kính biến thành nhất thời không chịu nổi, đồng dạng vỡ vụn. Mà bạch sắc hỏa diễm do mặt trời khổng lồ phát ra đồng dạng cũng không chút khách khí phủ xuống. Sắc mặt Nguyên Sát thoáng cái liền trở nên trắng bệch, không nhịn được há miệng kêu cứu một tiếng. Trong thạch điện bên dưới đột nhiên hắc quang chợt lóe. Một đạo nhân ảnh quỷ dị bắn ra, mơ hồ một chút liền xuất hiện sau lưng Nguyên Sát, rồi không chút do so dự giơ tay lên không trung. Phốc suy một tiếng, một cái kim sắc viên châu to cỡ nắm tay chợt bay ra, chợt lóe liền nhập vào trong khoảng mặt trời không lồ không thấy bóng dáng. Tiếp theo, một tiếng nổ long trời lở đất truyền đến, một vòng kim sắc quang vượng từ trong mặt trời không lồ bạo liệt nổ tung ra, kim vượng này cũng không biết ẩn chứa uy lực thế nào mà chỉ trong phút chốc khiến mặt trời khổng lồ nổ tung hoàn toàn tạo thành một cái hắc động khổng lồ đường kính lên tới 10 trượng. Cái động này thể tích khổng lồ phảng phất như ngọn núi, nhưng cái này cũng không quan trọng bằng đạo hắc sắc nhân ảnh vừa mới hiện thân kia lại xoay chuyển thân hình, hóa thành một đoàn ô quang bao phủ nguyên sát vào trong, sau đó hóa thành một đạo kinh hồng phóng thẳng vào trong động khổng lồ. Lục Cực, nguyên bản khuôn mặt bình tĩnh của Bảo Hoa, trong nháy mắt khi hắc sắc nhân ảnh vừa xuất hiện, đồng tử không khỏi co rụt lại, miệng phát ra một tiếng băng hàn, tiếp theo hai tay hư không chảo một cái. Vù vù hai tiếng hai cánh hoa theo đó liền rớt ra bay về phía tay nàng. Kết quả, trên tay bạch y nữ tử này chợt lóe thanh quang, một cái cánh hoa trực tiếp hóa thành một cái cung lớn màu xanh biếc, một cánh khác lại phát ra bạch mang chói mắt, trực tiếp hóa thành một mũi tên dài mở ảo. Động tác bảo hoa nhìn như chậm, nhưng hai tay kéo một cái, cũng không cần ngắm liền bắn mũi tên màu trắng ra. Mũi tên vừa rời tay toàn thân liền cuồn cuộn bạch diễm, hóa thành một đạo tinh mang biến mất không thấy. Lúc này, nhân ảnh trong hắc quang vừa mới bao phủ nguyên sát chợt hiện ra trong động khổng lồ, tai nghe thấy bên tai vang lên tiếng xé gió liền thầm kêu một tiếng không tốt, tiếp đó toàn thân chợt lóe lam mang, đồng thời tám tiểu thuẫn trong suốt hiện ra. Mỗi một cái tiểu thuẫn toàn thân một màu lam nhạt trong suốt, phảng phất như từ hàn băng ngưng tụ thành, trong nháy mắt chắn trước hắc sắc nhân ánh. Tiếng chói tai vang lẻn liên tiếp, bạch sắc tinh mang đột nhiên xuất hiện trước tám tiểu thuẫn, chợt lóe liền biến mất. Sau một khắc, từng tiếng giòn tan vang lên, tám cái tiểu thuẫn đồng thòi nổ tung ra. Mà nhân ảnh trong hắc quang lảo đảo một trận, bộ dáng như bị thương không nhẹ, trước ngực xuất hiện một cái lỗ máu nhỏ bằng ngón cái. Phanh một tiếng, một đoàn bạch diễm từ trong lỗ máu nổ bung ra, thoáng cái liền bốc lên bao phủ cả hắc ảnh vào trong. Lúc này mới có thể nhìn thấy diện mạo của hắc ảnh, đúng là một nữ tử thướt tha một thân hắc giáp, trên đầu cũng đội mũ giáp chỉ để lộ ra một đôi mắt lạnh như băng, có vẻ vạn phần thần bí. Nữ giáp sĩ mặc dù bị bạch diễm bao phủ, nhưng trong mắt không hề thấy vẻ bổi rối nào mà ngược lại đột nhiên há miệng phun ra một đoàn tinh huyết, tinh huyết vừa phun ra liền hóa thành một đoàn huyết vụ nhanh chóng lan ra toàn thân. Một cảnh kinh, người xuất hiện, nơi huyết vụ đi qua Bạch Diễm nhìn có vẻ vô cùng lợi hại, nhưng ngay lập tức liền bị dập tắt hoàn toàn, trong khoảnh khắc Bạch Diễm không còn sót lại chút gì. Nhưng nữ giáp sĩ không hề bận tâm đến thương thế, hai tay nhanh chóng bắt quyết, hắc quang ngoài thán đại thịnh, lần nữa bao phủ lấy thân hình và nguyên sát mà phá không chạy trốn. Độn tốc dĩ nhiên cực nhanh, bất quá chỉ chớp mắt hắc quang liền phóng tới cuối chân trời, lần nữa lại nhoáng lên rồi trực tiếp biến mất không thấy bóng dáng. Về phần tòa thạch điện đang huyền phù hư không đột nhiên ngoài thân quay cuồng ngũ sắc hà quang, vô số phù văn tuôn ra rồi tụ thành một pháp trận cực lớn. Thạch điện ở ngay trung tâm pháp trận theo đó mà trở nên mơ hồ đi, bộ dáng như định trực tiếp truyền tống đi thoát đi. Hừ, các nàng ấy có thể rời đi, nhưng hai người các ngươi thì ở lại cho ta. Bảo Hoa thấy một tiếng không thành công, Sắc mặt vốn có chút khó coi, mắt thấy cảnh này liến quát khẽ một tiếng. Bảo cung trong tay biến mất mà thay vào đó một tay chỉ một cái về phía hư không xa xa một cái. Khỏa mặt trời không lồ ở xa xa kia theo đó thoáng cái liền hóa thành một tầng bạch sắc quang mạc đem cả bầu trời bao phủ lại. Mà tòa thạch điện bên dưới lại chợt chấp động quang hà, một đóa hồng sắc cự hoa đột nhiên hiện lên, rồi từ đó một đạo hồng sắc kiếm khí từ hư không gần đó chợt xuất hiện, vừa lúc chém lên cự đại quang trận. Trong nháy mắt dưới một kiếm này một góc của quang trận liền bị phá hủy, thạch điện nguyên bổn vừa mới mơ hồ liền lần nữa trở nên chân thật trở lại. Mà từ trong thạch điện lại truyền ra hai tiếng gầm nhẹ, thoáng lắc một cái liền một ra thành hai rồi lại biến ảo thành hai đầu thạch nhân cực lớn màu xám trắng. Hai đầu thạch nhân khổng lồ vừa hiện nguyên hình liền đem hai tay vỗ lên ngực, không ngừng hướng về phía Bảo Hoa và Đại Hán gầm nhẹ, nhưng bộ dáng trông có vẻ rất kiêng kỵ, không dám xông lên. Chương 1961 Thoát thân nhưng bảo hoa thấy cảnh này chỉ hời hợt bắt một pháp ấn cổ quái một thanh âm muộn hưởng phát ra hồng sắc cửa hoa bên dưới cự đại thạch nhân xoay tròn một cái rồi từ đó liên tiếp bắn ra hai đạo quang trụ trong suốt mỗi đạo quang trụ này đều sáng long lanh phảng phất như thực thể hơn nữa tốc độc cũng cực nhanh như điện quang hỏa thạch chỉ chợt lóe liền đánh tới trước người hai cự nhân hai cự nhân cả kinh thân hình lập tức vừa động muốn né tránh nhưng đã trễ hai đạo quang trụ cơ hồ không quan tâm đến hộ thể linh quang của hai cự nhân chợt lóe liền nhập vào trong hai thân hình khổng lồ không thấy bóng dáng. Hai cự nhân kinh sợ gầm nhẹ một tiếng, trên người bỗng nhiên lóe ra bạch quang, từng đóa hoa thủy tinh từ trên trán phóng ra, cơ hồ trải rộng toàn thân. Hai cự nhân trong khoảnh khắc liền bị một tầng tinh thể thần bí đóng cứng lại, không cách nào nhúc nhích được. Nhìn hai thạch cự nhân trong cự đại tinh thể, bảo hoa không chút biểu tình phất tay một cái. Nhất thời bạch quang trên cự đại tinh thể chợt hiện rồi bắt đầu thu nhỏ lại, chỉ một lát liền biến nhỏ bằng nắm tay, rồi bị nữ tử này dễ dàng thu vào tay áo. "Chúc mừng đại nhân có thể diệt sát đại địch." Lúc này, Hắc Ngạc ở một bên mới hồi phục tinh thần lại, vội tiến lên trước hai bước lấy lòng nói. "Ba người bọn họ bất quá chỉ là ba khối hóa thân của Huyết Quang, không thể coi là đại địch được." Nhưng thật ra sáu đại hóa thân của Lục Cực đều là trợ thủ đắc lực của ả, nay bị ta bắn một phát, không mất hơn trăm năm thì đừng nghĩ đến chuyện khôi phục lại như ban đầu." Bảo Hoa thản nhiên nói vậy sao đại nhân không đuổi theo các nàng giết tất cả đi hiện tại là cơ hội khó có được hắc ngạc cẩn thận đề nghị nói không cần thiết lục cực nếu đã liều mạng hao tổn nguyên khí để thoát khỏi huyễn nhật của ta thì khẳng định sẽ tiếp tục thi triển thần thông bảo mạng khác mà phi độn xa hơn vạn dặm cho dù ta toàn lực đuổi theo thì khả năng bắt được cũng không quá cao hiện tại chuyện thiên đàm hoa quan trọng hơn nếu không vạn nhất khiến tên gia hỏa kia chuồn mất thì sau này càng mất nhiều công sức hơn đi thôi bảo hoa suy nghĩ sơ thoáng cái liền quyết định nói. "Vâng, thuộc hạ tất cả đều nghe theo đại nhân phân phó." Đại hán cung kính đáp ứng. Tiếp theo, cự hoa dưới thân bảo hoa dung lên một cái, lần nữa thả ra phấn hồng hà quang bao phủ hai người lại, thoáng cái liền biến mất trong hư không. Trong lúc nhất thời, nguyên bổn chỗ này vừa nãy vô cùng náo nhiệt lại trở nên trống không, không còn bất cứ bóng người nào. Cách đó không biết bao nhiêu vạn dặm, trong một cái hạp gốc thần bí, hai tòa lôi trận một lớn một nhỏ chớp động ngần quang ầm ầm hiện ra hai tòa lôi trận này lồng vào nhau, một trong một ngoài, mà trung tâm pháp trận bất ngờ có hai đạo nhân ảnh đang lơ lửng. Một người một thân áo bảo xanh tung bay trong gió, sau lưng là đôi cánh chấp động điện quang liên hồi. Người còn lại toàn thân đều là lôi điện, hai tay nắm lấy một cái ngân sắc pháp bàn. Đúng là hai người Hàn Lập và Lôi Vân Tử. Hàn Đạo Hữu người chuẩn bị tổ chưa? Cái song trọng lôi quang trận này lôi mỗ đã nghiên cứu thấu triệt không còn vấn đề gì, nhưng dù sao vẫn chưa từng thử qua, nếu có gì sai làm thì đạo hữu chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo mà thôi. Ngọc bàn trên tay lôi vân tử chấp động bạch mang chói mắt, toàn thân lượn lờ điện hồ, cười ha ha nói với Hàn Lập, bộ dáng trông có vẻ cực kỳ hưng phấn. Hắc hắc, nếu thật sự là như thế thì Hàn Mỗ cũng đành chịu thôi. Bất quá lôi huynh dám cùng Hàn Mỗ truyền tống thì sợ rằng cũng có ít nhất 8-9 phần nắm chắc. Nếu lôi huynh cũng tự tin vô sự thì Hàn Mỗ cũng thế, Huống hồ tại hạ mới vừa rồi đã nghiên cứu thêm thoáng cái về song trọng lôi quang trận này, cảm thấy đích xác không có vấn đề gì lớn. Hàn lập ở bên cạnh thản nhiên cười, nói, hư, tiểu tử ngươi nói thế thì lôi mố cũng yên tâm, nhưng trên thực tế cũng không phải trăm phần trăm. Được rồi, có lẽ hai tên kia cũng sắp đuổi tới, chúng ta đi thôi. Lôi vân tử sau khi trợn mắt lầm bầm một câu, pháp bàn trong tay bỗng nhiên bắn ra, chớp một cái liền phân biệt nhập vào trong hai tòa lôi trận. Tiếp theo, hai tay hắn nhanh chóng bắt quyết, miệng lẩm bẩm niệm chú. Tiếng xé gió ầm ầm nổi lên, hai tòa lôi trận bị kích thích, vô số điện hồ bạo liệt trong pháp trận, ngân sắc điện quang trong lúc nhất thời trải rộng khắp nơi trong lôi trận. Trong tiếng nổ, lôi vân tử bỗng nhiên hét lớn một tiếng, mấy đạo điện hồ thô to từ trung tâm lôi trận bắn ra, đồng thời bao phủ hắn và Hàn Lập vào trong. Hai người thoáng cái liền biến mất trong lôi trận, một khắc sau, hư không gần đó chợt ba động một trận, một đoàn phấn hồng sắc quang hà thoáng hiện ra, lại thoáng một cái biến thành một đóa hoa cự đại. Cánh hoa từ từ mở ra, bên trong tự nhiên là thân ảnh của hai người bảo hoa và hắc ngạc. Mặc dù lôi trận đã sớm tiêu tán nhưng ánh mắt nữ tử bảo hoa này sau khi đảo qua hư không chỗ lôi trận, sắc mặt không khỏi biến đổi đôi chút. Không gian ba động sao lại hoàn toàn khác xa lúc trước, ngay cả ta cũng không cách nào tìm được vị trí truyền tống. Nữ tử thì thào vài câu, đôi mắt đẹp lần đầu tiên hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Không thể nào, bảo hoa đại nhân không phải đã lĩnh ngộ hơn phân nửa pháp tắc chi lực của loại lôi trận kia sao, như thế nào lại thành như thế này hắc ngạc cả kinh giật mình hỏi không riêng như thế hơn nữa ta còn cảm thấy một tia ấn ký liên hệ nọ đã bị chặt đứt xuất hiện tình huống này hoặc là người nọ đã hồn phi phách tán hoặc thật sự hắn đã chạy trốn ra hơn ngàn vạn dặm nữ tử lắc đầu nói vừa nghe nữ tử nói thế hắc ngạc hiển nhiên không khỏi mở to mắt trong lúc nhất thời không biết nói thế nào mới tốt xem ra không gian ba động lưu lại nơi này hơn phân nửa là do có tên đến sau tham gia xem ra bổn tỏa đã coi thường hai tên này chúng thật sự có cách tiến hành truyền thống cự ly xa thôi bỏ đi thiên đàm hoa ngay cả có chút tác dụng với ta nhưng cũng không đáng để hao ta tổn nguyên khí tiến hành bói toán chúng ta đến chỗ nhân tộc thôi nơi đó có lẽ có linh dược giúp ta khỏi hẳn chỉ có thể đến đó trong phạm vi gần tiến hành bói toán mới hy vọng có được tin tức rõ ràng đôi mắt bảo hoa chớp động tinh quang nhưng vẫn không lộ ra vẻ tức giận ngược lại còn thản nhiên nói Vừa thấy bộ dáng nữ tử thong thả như thế, Hắc Ngạc cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng hiển nhiên không dám có ý kiến gì khác, lúc này thành thành thật thật gật đầu nói phải. Bảo Hoa gật đầu, nhưng đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút khác thường mà ngẩng đầu nhìn về một phía nào đó mà nhíu đôi mắt lại, nhưng sau khi trầm ngâm một lát lại lắc đầu không để ý tới sự bất an này, sau đó một chân liền giẫm nhẹ lên Cự Hoa một cái. Nhất thời hà quang chợt lóe, Cự Hoa liền mang hai người bay về phía nhân tộc, cách đó hơn ngàn vạn dặm trên không trung một cái hồ rộng minh mông bất chợt truyền ra một tiếng sét đánh. Theo đó, vô số ngân sắc điện hồ từ hư không bắn ra, trong nháy mắt hình thành một tòa lôi trận thật lớn không ngừng quay cuông co giãn bất định trên không trung. Âm âm, trong lôi trận phát ra điện quang chói mắt, thân ảnh Hàn Lập và Lôi Vân Tử chợt lóe hiện ra. Hai người sau khi nhìn xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Không sai, song trọng lôi quang trận đích xác đã đưa chúng ta ra xa ngoài ngàn vạn dặm cái cảm giác lúc nào cũng bị người ta giám sát trên người đã biến mất bất quá để an toàn chúng ta nên chia tay tại đây ai đi đường nấy vẻ vui mừng trên mặt lôi vân tử thu lại không chút khách khí quay lại nói với hàn lập một câu hàn mỗ cũng đang có ý này đáng tiếc song trọng lôi quang trận phải có hai người cùng khu xử lôi trận thì mới thi triển ra được nếu không thì đây đúng là một thủ đoạn tuyệt diệu để giữ mạng hàn lập gật đầu có chút đáng tiếc nói hắc hắc trên đời nào có chuyện hoàn mỹ mười phần lúc này đây chúng ta lại gặp nhau rồi cùng chạy thoát khỏi đại địch đã xem như tạo hóa không nhỏ tục ngữ có câu gặp đại nạn không chết thì tất có phúc về sau sau này nói không chừng còn có chuyện tốt đang chờ ta và ngươi dị sắc trên mặt lôi vân tử chợt lóe cười to nói không cần đợi đến sau này đạo hữu có được thiên đàm hoa đã là phúc lớn rồi hàn lập nhìn lôi vân tử đột nhiên cười rộ lên nói như thế nào hàn huynh đệ cũng hứng thú với thiên đàm hoa sao lôi vân tử trừng mắt nửa cười nửa không, nói. Lôi huynh nói sai rồi, thiên đàm hoa mặc dù tốt, nhưng đáng tiếc lại tương khắc lớn với công pháp ta sở tu, cho nên ta cũng không quá hứng thú. Được rồi, hàn mỗ đi trước một bước, hy vọng ngày sau có thể gặp lại đạo hữu Hàn lập ngáp một cái phủ nhận, sau đó lập tức chắp tay cáo từ. Vậy lôi mỗ cũng chúc đạo hiếu thuận buồm xuôi gió. Trong lòng lôi vân tử thả lỏng, trên mặt tươi cười chắp tay nói với hàn lập. Hân lập không nói thêm gì mà khẽ gật đầu, toàn thân đại phóng thanh quang rồi trực tiếp hóa thành một đạo thanh hồng phá không bay đi. Lôi Vân Tử chờ sau khi độn quang Hàn Lập biến mất cuối chân trời thì mới hóa thành một đạo ngân quang bay về hướng ngược lại. Hàn Lập trên đường không chút dừng lại, một hơi bay xa khỏi nhân tộc ba ngày ba đêm tới không chung một dãy núi đá hoang vu. Khi này hắn cảm thấy không có khả năng bị truy binh phát hiện thì mới dừng độn quang rồi hạ xuống sườn núi. Vừa bay hạ xuống hắn vừa bắt quyết niệm chú, theo đó toàn thân hắn được một tầng hoàng quang bao phủ lại. Sau đó trực tiếp tiến nhập vào trong núi đá không thấy bóng dáng. Chỉ một lát sau, Hàn Lập bóng xuất hiện trong một động quật ở phía trong lòng núi, hai tay áo huy động, hơn 10 cây trận kỳ hóa thành từng điểm linh mang bắn ra, chợt lóe lên rồi tất cả đều tiến nhập vào hư không gần đó không thấy bóng dáng. Sau một khắc, một tầng bạch quang mờ nhạt bỗng nhiên xuất hiện bốn phía động quật, đem nơi đây bao phủ nghiêm ngặt lại. Lúc này Hàn Lập mới thở dài một hơi, sau đó mới ngồi xếp bằng trên một tảng đá trong động quật. Tay vừa lật bảy tám bình ngọc lớn nhỏ khác nhau hiện lên mà lơ lửng trước người. Thân sắc Hàn Lập ngưng trọng từ ngọc bình lấy ra mười mấy viên đan dược màu sắc khác nhau, sau khi nuốt vào liền nhắm mắt lại, hai tay bắt quyết vận công rồi tiến vào trạng thái nhập định. Hiện tại hắn chẳng những muốn khôi phục pháp lực gần như khô kiệt trong người, mà còn muốn luyện hóa tất cả di chứng của việc nuốt sống linh dược trước kia. Mà một lúc làm hai chuyện nếu không hao phí hai ba tháng thời gian thì căn bản là chuyện si tâm vọng tưởng. Chương 1962, luyện hóa thuật thời gian nhập định lần này lại mất đến hai tháng một ngày kia hắn lần nữa mở hai mắt ra hậu hoạn trên người chẳng những đã hoàn toàn giải trừ mà pháp lực thần khí cũng khôi phục tới trạng thái đỉnh phong lúc này hàn lập mới thật sự khôi phục lại sự trầm tĩnh như trước giờ phút này cho dù thánh tổ ma tộc như nguyên sát tìm tới cửa thì hắn cũng tự tin có thể đánh một trận sau khi tỉnh lại hàn lập chỉ trầm ngâm một lát tay vừa lật một bạch sắc mộc hạp và một lam sắc ngọc bình cùng hiện ra kim quang trong tay chợt lóe bạch sắc mộc hạp nhất thời bị một tầng kim quang bao vây, tự động bay lên lơ lửng giữa không trung. Hàn lập nhìn lam sắc ngọc bình còn lại, trên mặt không khỏi lộ ra một tia hưng phấn. Hỗn độn nhị khí danh tiếng sớm đã nghe qua, không nghĩ được lại có ngày đoạt được linh vật này, nếu có thể luyện hóa nó thì tiến giai hợp thể hậu kỳ hơn phân nửa không thành vấn đề. Hàn lập thì thào nói nhỏ vài câu, tiếp theo búng một ngón tay về phía bình ngọc. Phanh một tiếng, nắp bình tự động mở ra, trong tiếng xé gió vù vù, một đoàn thanh quang từ đó bay ra, chớp một cái liền bắn nhanh ra, bộ dáng như muốn bỏ chạy. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, một cánh tay mơ hồ chảo một cái lên hư không, nhất thời một cỗ cự lực vô hình bao phủ cả gian động quật. Tiếp đó, năm ngón tay chớp động quang mang rồi kéo trở lại. Thanh âm suy suy xé gió truyền ra, thanh quang sau khi run lên liền bị hút vào tay. Hàn Lập nhẹ thở một hơi, hai mắt híp lại cẩn thận đánh giá thứ trong lòng bàn tay. Chỉ thấy thanh quang trong tay chớp động không thôi, trong đó lại có hai quang điểm nhỏ bằng hạt đậu, một đen một trắng liên tục chấp động. Làm quang trong mắt Hàn Lập trở động, pháp lực toàn thân quán chú vào hai mắt, nguyên bổn hai quang điểm có chút mơ hồ, nhất thời hiện rõ trong mắt. Nhưng trong nháy mắt khi thấy rõ hai quang điểm, thân hình hắn khẽ chấn động, vẻ mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ mờ mịt, cả người bất động. Sau thời gian một bữa cơm, vẻ mặt Hàn Lập đột nhiên vặn vẹo vài cái, đột nhiên cắn răng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình chấn động ngã ngược về phía sau. Thật lợi hại luân hồi huyễn cảnh thật lợi hại quả nhiên đáng sợ như trong truyền thuyết nếu không phải lúc cuối đột nhiên tỉnh lại thì sợ rằng tâm trí vĩnh viễn ở lại trong thế giới của hỗn độn nhị khí rồi thân hình hàn lập vừa động lần nữa khoanh chân ngồi xuống nhưng vẻ mặt có chút khiếp đảm thất thanh nói mới vừa rồi đúng là hắn đã dùng minh thanh linh mục quan sát hai tiểu quang điểm ở bên trong hỗn độn nhị khí cũng chỉ trong nháy mắt liền bị bổn nguyên chi lực trong đó hút vào thoáng cái liền rơi vào vô số thế giới hư ảo lớn nhỏ khác nhau, khiến cho bản thân không thể tự kiềm chế được. Nếu không phải hắn sớm đề phòng để lại trong cơ thể một đạo chân lực bạo phát tự động có tác dụng trong thời gian nhất định sẽ mạnh mẽ thức tỉnh bản thân thì sợ rằng sớm đã thân hủ thần diệt mà chờ đến ngày tạo hóa mà chết đi. Mặc dù Hàn Lập chấn kinh không nhỏ, nhưng trong lòng lại không còn bất cứ hoài nghi gì với thứ trong tay. Cũng chỉ có hỗn độn nhị khí trong truyền thuyết kia mới có uy lực đáng sợ như vậy, hiển nhiên không thể nào là giả được. Lúc này hắn chỉ cần có phương pháp luyện hóa linh vật này thì việc tiến giai hợp thể hậu kỳ sẽ nắm chắc trong lòng bàn tay. Hiện tại, Hàn Lập ngay cả khi luôn cực kỳ bình tĩnh, nhưng sâu trong đáy lòng lại không khỏi hiện lên vẻ kích động. Bất quá trước đó, hắn còn cần phải thực hiện giao dịch với hai lão ma trong trấn ma tỏa một phen mới được. Trong lòng tự định giá như thế, một ngón tay đột nhiên chỉ về phía thanh sắc quang đoàn. Sau một tiếng xét trầm thấp vang lên, đầu ngón tay chợt lóe kim quang, một đạo điện hồ nhỏ xíu bắn ra chợt lóe liền nhập vào trong thanh sắc quang đoàn khiến quang đoàn bị lôi ngược trở về quang điểm đen trắng trong thanh sắc quang đoàn vô cùng tĩnh lặng phản phất chuyện gì cũng chưa từng phát sinh nhưng trên mặt Hàn Lập lại lộ ra vẻ hài lòng tay phất về phía lam sắc ngọc bình một cái nhất thời miệng bình phun ra một cổ bạch hà đem thanh sắc quang đoàn thu lại tay áo phất lên bình ngọc nhất thời đóng nắp lại lúc này ánh mắt Hàn Lập mới xoay chuyển nhìn về phía hộp gỗ trên không sau đó hắn liền há miệng phun ra vô số viên châu tay lại vỗ lên thiên linh cái rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Một lát sau, trong một khoảng không gian thần bí nào đó, ba động không gian nổi lên, thần niệm hóa thân của Hàn Lập chợt lóe xuất hiện trên trời cao tại phiến không gian này. Sau khi hắn đảo mắt khắp nơi, khẽ cau mày, khắp nơi trong hư không đều mờ mịt, vô số bông tuyết tung bay khắp nơi, nơi đây bất ngờ lại biến thành một phiến băng địa. Bất quá, chưa chờ hắn có cử động gì, hư không phụ cận đã ba động một trận, hai đạo nhân ảnh đồng thời thoáng hiện ra một tên mộ thân hắc giáp một tên một thân đạo bào đúng là hai lão quái ma tộc phong tà và sa kỷ cung hai tên này vừa thấy hàn lập xuất hiện bộ dáng vừa mừng vừa sợ phong tà cười ha ha trực tiếp hỏi hàn đạo hiếu ngươi như thế nào đến bây giờ mới xuất hiện ta và sa huynh còn tưởng bản thể của ngươi gặp đại họa gặp đại kiếp nguy hiểm gì đó hàn mỗ đích xác định sớm gặp lại hai vị nhưng một năm qua lại gặp vài tên đại địch bị đuổi giết đến bây giờ mới thoát ly được hiểm cảnh hàn lập cười cười Nửa thật nửa giả đáp, Hàn Đạo Hữu nếu đã xuất hiện nơi đây thì xem ra hẳn là bình yên vô sự, Sa Mỗ xin được chúc mừng. Bất quá, hỗn độn nhị khí nọ, không biết Hàn Đạo Hữu đã lấy được hay chưa. Sa lão quái sau khi tùy ý nói hai câu, liền khẩn trương hỏi. Hai vị nếu ở trong trấn ma tỏa thì hỗn độn nhị khí có mất chút nào không hẳn là so với Hàn Mỗ càng rõ ràng hơn. Hàn Lập nhíu mày, thản nhiên nói, vừa nghe Hàn Lập nói thế, Sa lão quái và Phong Tà sau khi nhìn nhau một cái, không giận mà ngược lại lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Ha ha, hai người chúng ta đích xác sau khi chia tay không lâu liền cảm ứng được chấn ma tỏa có chút biến hóa khác lạ, nhưng chúng ta bị vây trong này, chịu hạn chế của cấm chế, đối với cảm ứng biến hóa hết sức mơ hồ nên còn cần đạo hữu chứng thật. Nghe khẩu khí của hàn đạo hữu thì chẳng lẽ đã thật sự chiếm được hỗn độn nhị khí. Phong tà vẻ mặt mừng rỡ như hoa xuân, tự nhiên không phát hiện khẩu khí đã trở nên vô cùng khách khí. Mặc dù ở Hoàng Tuyền Địa Hòa có chút biến cổ, nhưng hồn đột nhị khí đích xác đã lấy ra một ít. Hai vị đạo hữu có hay không cũng nên đem cách luyện hóa nói ra. Hàn lập trầm ngâm một chút, mới chậm rãi thừa nhận. Nhưng vẻ vui mừng trên mặt xa kỳ cung cũng chỉ hiện ra trong chốc lát liền thu liếm lại, có chút cẩn thận hỏi. Không cần vội, hai người chúng ta mặc dù tin hàn đạo hữu không nói dối, nhưng đạo hữu có hay không cũng nên lấy hỗn độn nhị khí ra làm chứng. Phong tà nghe nói như thế, thân sắc vừa động, cũng đồng ý gật đầu. Muốn vật chứng sao, cũng dễ thôi, Hàn Lập hít mắt, tựa hồ đã sớm đã đoán trước, lạnh nhạt nói một câu, hai tay đột nhiên phất ra. ầm một tiếng, một đạo kim sắc điện hồ chợt lóe hiện ra trong lòng bàn tay, lại bị pháp quyết thúc dục bỗng nhiên một phân thành hai, biến thành hai tia điện bắn thẳng về phía phong tà và xa lão quái. Hai lão ma vừa thấy cảnh này, trong lòng vừa động, cũng không né tránh, hơn nữa một người còn giơ tay bắt lấy, một người thì há miệng hút vào. Hai đạo kim hồ cùng xẹt một cái, một đạo bị phong tà trực tiếp dùng tay bắt lấy một đạo lại bị sa kỳ cung hút vào bụng lập tức hai người này đều nhắm mắt lại đồng thời cũng đem thần niệm quan sát tia lôi điện vừa chiếm được hàn lập thấy cảnh này chỉ khoanh tay đứng tại chỗ ánh mắt không chút thay đổi bất quá sau thời gian vài lần hô hấp phong tà và sa kỳ cung liền mở mắt ra trên mặt lộ vẻ hài lòng không sai mặc dù khí thức vô cùng yếu nhưng đích thật là khí thức hỗn độn nhị khí xem ra hàn đạo hữu không nói dối nếu đã như thế thì chúng ta sẽ thương lượng tiếp theo nên tiến hành hợp tác thế nào. Trong mắt Phong tà lộ ra một tia hưng phấn, nói. Ban đầu không phải đã nói rồi sao, hai vị đạo hữu giao phương pháp luyện hóa lại cho tại Hạ, tại Hạ sẽ đem một nửa hỗn độn nhị khi tặng cho hai vị, chẳng lẽ hai vị đã thay đổi chủ ý. Sắc mặt Hàn lập trầm xuống, thanh âm bỗng lạnh lùng vài phần, nói. Hàn đạo hữu hiểu, hiểu lầm rồi, hiệp nghị ban đầu hiển nhiên không thay đổi, Bất quá phương pháp thực hiện hiệp nghị cụ thể thì cần cần nhắc cẩn thận thêm một chút. Nếu không, không bằng đạo hữu sao hỗn độn nhị khí ra trước rồi chúng ta sẽ giao phương pháp luyện hóa sau, thế nào? Sa kỳ cung cười hắc hắc, nói, thì ra là thế, mặc dù chúng ta có ước định, nhưng sự việc quan trọng như thế, đích xác có chút phiền phức. Thần sắc hàn lập hòa hoãn xuống, trầm ngâm một chút, nói. Cho nên, ta và phòng đạo hữu đã thương lượng với nhau, đã nghĩ ra một cách vẹn toàn cho hai bên, nhưng không biết hàn đạo hữu có đồng ý hay không. Sa kỳ cung chậm rãi nói từng chữ một, đạo hữu không ngại thì trước tiên nói ta nghe thử một chút. Thân sắc hàn lập vừa động, thản nhiên nói, kỳ thật rất đơn giản, ta sẽ đem quá trình luyện hóa chia làm vài phân đoạn. Trước tiên ta đem phần khẩu quyết thứ nhất truyền thụ cho đạo hữu để đạo hữu phân biệt thật giả trong đó. Nếu sau khi phát hiện là thật thì giao một phần hỗn độn nhị khí cho hai người chúng ta. Cứ làm như thế vài lần cho đến khi hoàn thành, chắc rằng đến cuối cùng, các hạ sẽ không vì một chút hỗn độn nhị khí mà động đến tâm ma, mà hai người chúng ta lại càng không vì một chút khẩu quyết còn sót lại mà từ bỏ hỗn độn nhị khí. Thần sắc phong tàng nghiêm nghị, ngưng trọng giải thích một phen. Hàn lập vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng trong ma không ngừng chấp động tinh quang, bộ dáng như đang suy nghĩ cẩn thận về đề nghị của đối phương. Còn hai lão ma vốn tin rằng Hàn Lập sẽ lập tức đáp ứng nhưng thấy ánh mắt hắn như vậy thì trong lòng vẫn có vài phần khẩn trương. Chỉ là, hai người đều là kẻ có kiến thức rộng rãi, vẻ mặt hiển nhiên vẫn duy trì thong thả, chỉ chờ phản ứng của Hàn Lập. Đích thật là cách tốt, được, cứ dựa theo cách của hai vị mà tiến hành trao đổi. Hàn Lập sau khi thở dài một hơi, thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói. Ha ha, Hàn Đạo Hữu quyết định cực kỳ sáng suốt. Hiện tại chúng ta nên bắt đầu tiến hành giao dịch thôi. Đây là một phần pháp quyết thứ nhất, Đạo Hiếu hãy nghiên cứu cẩn thận. Chỉ cần cảm thấy không có vấn đề gì thì trong vòng 3 ngày nhất định phải mang một phần hỗn độn nhị khí cho chúng ta. Nếu lỡ hẹn không tới thì hai người chúng ta sẽ xem như đạo hữu không muốn giao dịch. Hắc hắc, đến lúc đó các hạ chẳng những phải chịu tâm ma cắn trả mà sau này muốn luyện hóa hỗn độn nhị khí cũng là chuyện si tâm vọng tưởng. Phong tà mừng rỡ nhưng lại vội nhắc nhở, nói, chương 1963 công thành. Sau khi Hàn Lập gật đầu không có ý kiến gì khác thì đột nhiên Sa Kỳ Cung phất tay lên, một đoàn bạch quang bắn ra, chỉ sau một cái chấp động liền bay về phía Hàn Lập ở đối diện. Hàn Lập phất tay, vẻ mặt không chút thay đổi hút bạch quang nọ vào tay, đây rõ ràng là một khối ngọc giản trong suốt trắng noãn. Tại hạ đi trước tìm hiểu pháp quyết, có kết quả thì sẽ trở lại gặp hai vị. Cáo từ, Hàn Lập cũng không lập tức dùng thần niệm xem xét ngọc giản mà trực tiếp ôm quyền nói lời cáo từ. Tiếp theo, toàn thân hắn chợt lóe thanh quang, thân hình thoáng một chút liền biến thành từng điểm linh quang tiểu tán trong không gian. Sa huynh, người cảm thấy tiểu tử này có giữ lời hay không? Ngay khi Hàn Lập vừa rời khỏi phiến không gian này, hắc giáp đại hán liền trầm ngâm một chút hỏi lão giả. Bí thuật luyện hóa hỗn độn nhị khí này ngoại trừ chúng ta và huyết quang gia thì thế gian này không có bao nhiêu người biết. Hắn nếu muốn luyện hóa được thì hiển nhiên không thể nào hủy ước được. Ngay cả khi bây giờ lấy ra một chút hỗn độn nhị khí thì trung quy cũng không phải là loại linh vật lập tức gia tăng thực lực lên gấp trăm lần. Càng huống chi hiện tại là lúc thánh tộc chúng ta triển khai thánh tế, đối đầu với kẻ địch mạnh, hắn càng không thể bỏ qua phương pháp lập tức tăng tiến tu vi này sa kỳ cung vô cùng tự tin nói hy vọng sẽ như sa huynh nói hắc hắc chỉ cần có hỗn độn nhị khí này chúng ta sẽ thoát khỏi nơi đây đến lúc đó chúng ta liên thủ lại bắt tiểu tử này đem một nửa hỗn độn nhị khí khác trong người hắn rút ra thời gian ngắn như thế hắn hiển nhiên không thể nào chân chính luyện hóa được hỗn độn nhị khí hai mắt hắc giáp đại hán sáng ngời nói điều này là hiển nhiên chỉ là một tên tu sĩ nhân tộc mà cũng muốn có được linh vật bực này sao tiểu tử nó ngay cả khi cơ chí thì cũng không nghĩ đến ta và ngươi đã phá hết tất cả cấm chế trong chấn ma tỏa. Hiện tại chỉ cần hỗn độn nhị khí nữa mà thôi, không cần lâu lắm, chỉ cần cho chúng ta thời gian nửa năm để luyện hóa sơ bộ hỗn độn nhị khí liền dư sức rời khỏi chấn ma tỏa. Hư, đến lúc đó, tên tiểu nhân huyết quang nọ. Sa kỳ cung ngẩng đầu nhìn bầu trời phất phới hoa tuyết, sau khi hít sâu một hơi, vẻ mặt có chút điên cuồng, nói. Ha ha, hy vọng ngày đó nhanh đến. Phong tà cũng âm trầm cười, cùng lúc đó bên ngoài trấn ma tỏa hàn lập sớm đã thu hồi thần niệm hóa thân nguyên anh cũng chợt lóe trở về thân thế mí mắt vừa động hàn lập chậm rãi mở hai mắt ra tay vừa lật một khối bạch sắc ngọc giản từ lòng bàn tay hiện lên hắn không nói hai lời búng tay ra ngọc giản liền hóa thành một đạo bạch quang bay lên rồi áp vào trán nhất thời một cỗ thần niệm cường đại cuồng chú vào trong ngọc giản nơi nào thần niệm đi thì đem tất cả nội dung bên trong nhìn không sót thứ gì bên trong đích xác có một thiên pháp quyết không đầy đủ bộ dáng chừng hơn ngàn chữ, mỗi một chữ đều vô cùng huyền diệu, dường như ẩn chứa huyền cơ nào đó. Lúc này, Hàn Lập bắt đầu tìm hiểu pháp quyết, vẻ mặt không ngừng biến ảo. Thiên pháp quyết này không dài lắm, nhưng lại khiến hắn nhập định đến hai ngày hai đêm. Tới buổi sáng ngày thứ ba, Hàn Lập rốt cuộc thở nhẹ một hoi. Thu thần niệm trở về, mà nguyên bổn ngọc giản đang áp vào chán chợt lóe quang mang rồi vỡ vụn ra thành từng mảnh, hóa thành một đống bột phấn tiêu tán trong không gian, Pháp quyết trong ngọc giản hiển nhiên hắn đã sớm ghi nhớ trong lòng, một chữ cũng không quên. Xem bộ dáng thì pháp quyết này hẳn không giả, nghĩ rằng hai lão ma kia cũng không động tay chân gì. Hàn Lập thì thào hai câu, trên mặt lộ ra vẻ tự định giá, bắt đầu lâm vào trầm ngâm. Không được, sau khi vừa có phương pháp luyện hóa nhất định phải ném chấn ma tỏa trở về ma giới mới được. Mà xem ra cũng không thể đợi lão quái vật lũng ra cùng tiến vào ma giới được rồi, trước hết phải tìm một tiết điểm giao giữa hai giới rồi ném nó vào trong sắc mặt Hàn Lập sau khi âm tình bất định một hồi lâu, bởi vì muốn chắc chắn cho nên ý nghĩ ban đầu dường như cũng có chút thay đổi. Sau khi quyết định như thế, hắn phất tay lên, làm sắc ngọc bình đường hỗn độn nhị khí lại lần nữa bay ra, đồng thời tay vỗ vào thiên linh cái của mình. Ngay khi Hàn Lập đang ẩn thân tại khu vực man hoang gần nhân tộc, đang từng chút lấy phương pháp luyện hóa với hai người sa kỳ cung, thì thiên huyên thành ở nhân tộc đã bị mấy ngàn đại quân ma tộc vây bắt, đến giọt nước cũng khó thông. Lấy bốn hướng tường thành làm chủ, từng cứ điểm của ma tộc cao mấy trăm trượng đột ngột từ dưới đất mọc lên. Trong những cứ điểm này, ma vân quay cuồng, vô số tinh nhuệ ma tộc mặc ma giáp đứng thẳng, vô số tòa tháp bay thật lớn cũng di động trên bầu trời đại quân ma tộc, số ma tháp này được vây quanh bởi vô số phi xa chiến thuyền lớn gấp trăm lần. Mà trong các cứ điểm là những lỗ lớn không đồng nhất, nối tiếp liên miên bất tận, trong đó có vô số thân ảnh ma thú trùng điệp, như ẩn như hiện. Trong một tòa cứ điểm ma tộc thật lớn, ở trên đỉnh là hơn trăm tên cao giai ma tộc thần sắc khác nhau nhìn về hướng thiên uyên thành cầm đầu là một tên huyết bào thiếu niên lúc này sắc mặt của hắn trông rất âm trầm ánh mắt lạnh như băng nhưng nhìn kỹ thì dường như có hai phân thờ ơ mà những cao giai ma tộc khác thì ở hai bên nhỏ giọng nghị luận gì đó sau một lát huyết bào thiếu niên thu ánh mắt lại miệng thản nhiên nói một câu thời gian không sai biệt lắm bắt đầu công thành đi hy vọng mấy năm sau bổn tỏa có thế chính thức ngồi ở trong thiên uyên thành chúng ta nhất định cố hết sức phụ tá thánh tổ đại nhân. Những ma tộc khác nghe nói thế, sắc mặt ngưng trọng, đồng thanh nói. Lúc này nguyên bổn một gã hồng giáp thị vệ đứng bên cạnh huyết bào thiếu niên đột nhiên cầm một vật trong tay ném lên trời. Nhất thời, một đoàn ngân quang phóng lên cao, sau khi bay lên cao hơn vạn trượng liền phát ra tiếng nổ ầm ầm. Một cái ngân sắc cổ văn đường kính trăm trượng liền hiện ra trên hư không, đồng thời phát ra ngân mang chói mắt. Phảng phất như hô ứng với cự đại ngân văn này, vô số tiếng hò hét ở bên ngoài thiên uyên thành đồng loạt nổi lên. Sau một khắc, vô luận phi xa cử tháp trên không trung ma tộc, hay là đại quân ma thú trên mặt đất đều ngo nghe muốn động. Đầu tiên là từng tòa quang trận thật lớn sáng lên, tiếp theo vô số quang cầu to như hòn núi hiện lên trên trời, sau đó phát nổ ầm ầm ra, cuồn cuộn bắn về phía thiên uyên thành. Nơi nào cử đại quang cầu đi qua nơi đó hư không vặn vẹo chớp lên liên hồi, thanh thế có vẻ cực kỳ kinh người mà ma tháp phi xa ở trong ma khí nhất thời cũng bộc phát ra từng đợt công kích, từng đạo quang trụ thô to phảng phất như xé nát bầu trời, khí thế phô thiên cái địa từ trong ma vân bắn ra. Không chờ cho những công kích này tiếp xúc với cấm chế phòng hộ của nhân tộc thì từ trong thiên nguyên thành liền nổi lên từng tiếng ầm ầm, vô số quang trận bất ngờ hiện lên trên khoảng không tường thành. Ngũ sắc quang hà chấp động, theo đó vô số hòa cầu, phong nhận, nhũ băng. Đủ loại công kích như thủy chiều tuôn ra hóa thành từng trận quang lãng nghênh đón công kích của ma tộc trong phút chốc tiếng nổ long trời lở đất nổ ra trước quang mạc phòng ngự của thiên uyển thành linh quang mãnh liệt sinh ra cơ hồ đem phân nửa bầu trời đen kịt chiếu sáng rực lên trong quang mang chiếu dọi mơ hồ có thể thấy bên ma tộc có từng đội mấy trăm cự mãng lao thẳng về phía thiên uyên thành những ma thú này có con trườn dưới đất có con từ trên trời lao xuống cũng có con ở trên cao không ngừng vỗ cánh mà đám phi xa cự thuyền thì cũng phát ra tiếng vù vù rồi dần dần áp sát lại thiên uyên thành Gần đám cự vật ma tộc này không biết từ khi nào xuất hiện vô số giáp sĩ ma tộc, có tên dẫm lên ma vân, có tên khống chế ma thú, sắc mặt đều điên cuồng. Đến lúc này, đại quân ma tộc thật sự đã chính thức công kích thiên uyên thành. Sâu trong một khu rừng tối đen như mực, một nữ tử xinh đẹp da trắng như tuyết mặc một bộ giáp đen khoanh chân ngồi dưới tảng cây lớn nhắm mắt điều tức. Bên cạnh nàng là một nữ tử thướt tha mặc lam sắc cung trang, vẻ mặt lo lắng chờ đợi một bên. Đúng là nguyên sát, không biết trải qua bao lâu, hắc giáp nữ tử nhẹ thở dài một hơi, mở hai mắt ra. Lục cực tỉ tỉ, sao rồi? Thương thế đã khỏi hẳn chưa? Nguyên sát vui mừng, vội hỏi. Khỏi hẳn, lạc nhật chân diễm của bảo hoa nếu dễ khu trừ như thế thì năm đó danh tiếng đứng đầu thánh giới há là trò đùa. Mặc dù đã dùng một số linh đan, nhưng bất quá cũng chỉ miễn cưỡng ngăn chặn thương thế mà thôi. Trừ phi trở về lập tức bế quan trăm năm, nếu không thì đừng nghĩ đến việc hoàn toàn khỏi hẳn. Bất quá, Pháp lực của Bảo Hoa cũng chưa khôi phục lại hoàn toàn, nếu không ta cũng chỉ là một hóa thân, sao có thể chạy thoát khỏi lạc nhật tiến?" Hắc sát nữ tử thản nhiên nói. "Đúng là thế, bất quá ngay cả như vậy, dưới tình huống bản thể không thể phủ xuống, đơn độc đánh nhau thì chúng ta vẫn như trước không chịu nổi một kích." Nguyên Sát nghe vậy, thần sắc có chút phức tạp, cuối cùng khẽ thở dài một hơi, nói: "Đó là dưới tình huống một đánh một, hiện tại Bảo Hoa đã không còn là thánh tổ thánh giới." chúng ta có đại quân trong tay không cần cùng nàng ta đơn đả độc đấu bất quá sau khi trở về ngươi không được đi một mình chỉ có đứng trong đại quân mới an toàn lục cực hừ lạnh một tiếng sắc mặt lạnh như băng nói đa tạ tỉ tỉ nhắc nhở bất quá dựa theo tính cách bảo hoa thì dường như cũng không có cố ý tìm chúng ta gây phiền toái dù sao cho dù giết mấy hóa thân chúng ta thì đối với tình cảnh của nàng ta cũng không có lợi gì nàng ta biết rõ thánh đế đã bắt đầu còn dám xuất hiện nơi đây thì hơn phân nửa là có mục đích khác. Nguyên sát sau khi ngẫm nghĩ một chút, thận trọng nói. Có mục đích khác, còn có thể có mục đích gì chứ? Hiện tại mục đích lớn nhất của nàng ta chính là khôi phục thương thế và pháp lực. Hắc giáp nữ tử cười lạnh nói. Vậy thì chắc là khôi phục pháp lực rồi, bản thân bảo hoa cũng là thần toán sư có chút danh khí ở thánh giới. Chẳng lẽ xuất hiện ở đây cũng là vì chuyện này, những thứ khác hẳn là không đáng để nàng ta mạo hiểm. Hắc giáp nữ tử ngẩn ra, lộ ra vẻ như nghĩ tới điều gì đó. Có lẽ thật sự là thế, nhưng, chờ sau này rồi hãy thảo luận cụ thể, hiện tại ta mang tỷ tỷ trở về nhân tộc. Chỉ cần cùng một khối hóa thân khác của tỷ tỷ hội họp thì hiển nhiên không còn lo lắng gì nữa. Nguyên sát gật đầu, đề nghị nói, chương 1964, lại xâm nhập mộc tộc. Lúc này đây ta giấu tai mắt mấy tên gia hỏa khác lén đi tới giới này không phải vì không dám ra tay, mà vì tranh thủ chỗ tốt dựa theo hiệp nghị lúc đầu của thánh tổ, vô luận là ai đánh hạ lãnh địa nhân tộc, đến lúc cuối thành lập cứ điểm của bồn tộc tại linh giới đều chỉ ếm được quyền cai quản một nửa diện tích. Chỗ tốt lớn như thế ta hiển nhiên phải tranh thủ rồi. Hắc sáp nữ tử ngưng trọng nói, vậy ý tỷ tỷ là, nguyên sát nhíu mày hỏi, sau khi trở về ta sẽ dùng tỏa long đan kích thích tiềm lực của khối hóa thân này, để pháp lực tạm thời khôi phục, chỉ cần không phải đối mặt với đối thủ cường đại thì có thể tiếp tục âm thầm ra tay. Hắc sáp nữ tử hơi trầm ngâm, nói, tỏa long đan, Tỷ tỷ chẳng phải vừa nói phải bế quan trăm năm mới có thể làm thương thế chính thức khỏi hẳn sao? Nguyên sát lấy làm kinh hãi. Không sao, muốn đạt được lợi ích lớn thì để một khối hóa thân bế quan ngàn năm cũng không sao, chỉ cần muội muội ở bên cạnh thủ hộ là được, phòng ngừa hóa thân này thật sự vẫn lạc." Hắc giáp nữ tử chậm rãi nói, "Tỷ cứ yên tâm, lần này ta hạ giới nguyên bổn là giúp tỷ tỷ hành động, chỉ là không ngờ lại gặp bảo hoa." Nhớ đến tình cũ giữa mấy người chúng ta năm đó, thật đúng là khiến người ta cảm thán. Nguyên sát cười khổ một tiếng, nói: "Hừ, nếu Bảo Hoa đã lựa chọn con đường khác với chúng ta thì còn nói đến giao tình gì nữa? Thắng làm vô thua làm giặc, đó mới chính là vương đạo của thánh tộc chúng ta. Ngày đó nếu chúng ta thất bại thì kết quả tuyệt đối so với Bảo Hoa còn thê thảm hơn nhiều." Hắc giáp nữ tử hư một tiếng, lãnh đạm nói: "Có lẽ là thế, nhưng dù sao Bảo Hoa cũng là một trong tam đại thủy tổ của thánh tộc chúng ta, nếu muốn hoàn toàn xóa bỏ ảnh hưởng của nàng thì không thể không ít người mặc dù bên ngoài không biểu hiện ra nhưng bên trong vẫn âm thầm trung thành và tận tâm với nàng nguyên sát thở dài nói thân là một trong những thủy tổ ảnh hưởng hiển nhiên không phải thánh tổ bình thường có thể sánh bằng nhưng dù cho ảnh hưởng có lớn bao nhiêu thì thời gian cũng có thể khiến nó tiêu tan ba vạn bốn vạn năm có lẽ còn có người nhớ đến nàng nhưng qua mười vạn năm trăm vạn năm ảnh hưởng hiển nhiên sẽ tiêu tan như mây khói bất quá cũng không thể để nàng quanh quẩn gần đây được ngay khi bản thể chúng ta phủ xuống Ta sẽ tổ chức một nhóm nhân thủ chuyên môn đối phó nàng ta. Đến lúc đó, ngay cả khi không thể hoàn toàn diệt sát nhưng cũng có thể ngăn không cho nàng ta phá hỏng đại sự của chúng ta." Trên mặt hắc giáp nữ tử đầy sát khí nói, "Ơ, nếu tỷ tỷ đã quyết định như thế thì tiểu muội hiển nhiên không có ý kiến. Hiện tại, nếu tỷ tỷ đã ngăn chặn thương thế thì chúng ta lập tức xuất phát trở về nhân tộc, không sai biệt lắm cấm chế của Thiên Linh Thành đã bị công phá, có lẽ sau khi trở về thì thành này đã hoàn toàn bị chiếm lĩnh." Nguyên sát gật đầu, trên mặt đột nhiên lộ ra một chút hưng phấn, nói. Đại quân mà khối hóa thân kia thống lĩnh là lực lượng tinh nhuệ do ta ngàn chọn vạn tuyển, đủ để xếp hạng ba trong số tất cả đại quân phủ xuống linh giới lần này. Nếu không thể phá hủy một chủ thành của nhân tộc thì ngược lại mới là chuyện kỳ quái. Hắc giáp nữ tử thản nhiên nói, bộ dáng không chút ngạc nhiên, nói. Điều này cũng đúng, nếu không khối hóa thân nọ của tỷ tỷ cũng không dư hơi phái ta đi phá động tác nhỏ của nhân tộc. Nguyên sát cười rộ lên, đi thôi, hy vọng mọi chuyện thật sự thuận lợi như ta nghĩ. hắc giáp nữ tử ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt chợt lóe nói. đáng tiếc chính là lúc này đây lại tiện nghi cho hàn tiểu tử nọ không công để hắn chạy thoát. nguyên sát sau khi nhớ tới mục tiêu chủ yếu của lần truy đuổi này mà có chút buồn bực oán hận hai câu. hắc giáp nữ tử mỉm cười không tiếp lời, nhưng lại há miệng phun ra một đoàn hồng quang. trong hồng quang rõ ràng là một hồng sắc phi xa trong suốt sáng long long, lớn cỡ một tấc, vô cùng tinh xảo dưới pháp quyết thúc dục trong khoảnh khắc liền biến to thành mấy trượng. Nguyên sát không chút trần chờ, thân hình vừa động liền xuất hiện trên phi xa, mà hắc giáp nữ tử sau khi đứng lên, đôi chân thon dài khẽ nhấc cũng chậm rãi bay lên phi xa. Sau một khắc, bên ngoài phi xa chợt lóe quang mang, hóa thành một đạo xích hồng bay vút lên trời, thoáng cái liền phá không biến mất ở cuối chân trời. Năm tháng sau, Thiên Linh Thành, một trong ba đại hoàng thành của nhân tộc rốt cuộc dưới vô biên vô hạn đại quân ma tộc bao phủ mà thất thủ. Trận chiến này chẳng những khiến tất cả tu tiên giả trong thành chết trận mà ngay cả mấy vị trưởng lão học thể kỳ cũng bị cao giai ma tộc mạnh mẽ vây khốn diệt sát. Bất quá, khi mấy vị tồn tại đỉnh dai của nhân tộc sắp chết liền tự bạo phản công kéo theo số lượng ma tôn đồng dai tương tự và mấy ngàn cao giai ma tộc cùng chết. Chỉ có vị linh hoàng kia, ngoài dự đoán của mọi người thi triển thần thông khó tin, đột nhiên đem pháp lực tăng vọt đến tình trạng bất khả tư nghị, từ trong đại quân ma tộc mạnh mẽ mở một đường máu, thân chịu trọng thương chạy thoát. Nhưng, sau trận chiến rốt cục không có chút tin tức nào về vị linh hoàng này nữa. Cao giai ma tộc thống lĩnh đại quân ma tộc trong cơn giận dữ chẳng những diệt sát tu sĩ nhân tộc trong thành không còn một mống mà còn chặt đứt kình thiên cự thụ nối thẳng chín tầng trời, biểu tượng của thiên linh thành. Cả tòa linh thành từ đó bị phá hủy, số kiến trúc còn sót lại không quá một phần mười. Bất quá đại quân ma tộc trải qua trận đánh ở Thiên Linh Thành cũng tổn thất không ít nguyên khí, vẫn chưa lập tức càn quét mấy khu vực khác mà đóng quân trong Thiên Linh Thành nghỉ ngơi khôi phục nguyên khí, bên cạnh đó không ngừng bổ sung vô số ma thú ma tộc từ thông đạo thông với ma giới. Càng khiến cho những thế lực còn sót lại trong phạm vi thiên linh cảnh kinh hãi chính là những ma tộc này bắt đầu chặt cây, xây dựng rất nhiều pháp đài quan trọng, bên cạnh đó còn trồng trọt ở xung quanh một số cổ quái ma thụ đen thui phun ra ma khí, bộ dáng như thật sự sẽ định cư lâu dài ở nhân tộc. Những thế lực nhân tộc này kinh hãi, liều mạng đem mấy tin tức này chuyển đến những cứ điểm nhân tộc khác ở gần đó. Không bao lâu sau, kể cả thiên uyên thành và mấy cứ điểm lớn đều biết tin này bề ngoài mặc dù không phản ứng quá lớn nhưng bên trong hiển nhiên ba đảo mãnh liệt